Nhưng cùng với cái này, Xích Dung Sơn Mạch lại tạo ra thử thái các loại linh thạch cùng quáng tài thuộc tính hỏa, cùng với một ít ngoại giới hy hữu có thể nhìn thấy trí dương thuộc tính linh dược, cho nên khu vực này tuy nhiên bởi vì núi lửa bộc phát thất thường mà thập phần nguy hiểm, hàng năm vẫn có thể đưa tới rất nhiều người từ bên ngoài vào. Một ngày, ở biên giới Sơn Mạch, tại một tòa núi nhỏ giáp danh với ngọn núi lửa vừa mới phun trào, một đoàn người dị tộc với quần áo và trang sức dung mạo khác nhau, chính là thừa dịp núi lửa ngừ trong chốc lát, nhao nhao tràn vào vùng đất phụ cận, top 5 top 3 khom người tìm kiếm các loại hỏa thuộc tính linh thạch cùng tài liệu. Mỗi khi núi lửa phun trào, tự nhiên có một ít tài liệu cấp thấp trực tiếp theo bụi núi lửa bay ra, rơi lả tả trong khu vực phụ cận. Những dị tộc này tu vi cũng không cao, đại bộ phận có thực lực là luyện khí kỳ, ngẫu nhiên có mấy cái cảnh giới cao nhất, nhưng mà cũng mới chỉ có bộ dáng vừa mới trúc cơ. Thực lực thấp như thế, trách không được chỉ dám ở biên giới Xích Dung Sơn Mạch tìm kiếm cấp thấp linh vật, mà không dám vào xâm nhập một nơi sâu trong sơn mạch. Bỗng nhiên một gã dị tộc có bốn tai, làn da khô vàng thần sắc khẽ động, cảm thấy bốn phía ánh mặt trời tựa hồ thoáng một phát ảm đạm đi rất nhiều, lúc này ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, kết quả sắc mặt bá trở nên tái nhợt không còn chút máu huyết, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng thét lớn khó hiểu. Phụ cận những dị tộc khác nghe xong thanh âm này, cũng đều vô ý thức động tác trong tay bỗng nhiên ngừng lại, đồng dạng hướng không trung nhìn lại. Kết tất cả dị tộc nhân, bỗng nhiên toàn bộ trở nên trợn mắt há mồm mà đứng lên. Chỉ thấy trên bầu trời cách bọn hắn hơn vạn trượng, chẳng biết lúc nào có thêm một chiếc cự thuyền màu đen dài hơn ngàn trượng, vô thanh vô tức, giống như một đảo lớn đang lẳng lặng lơ lửng tại nơi đó. Mà ở trên cự thuyền, mơ hồ có phần lớn giáp sĩ thân hình cao lớn đi tới đi lui, thoạt nhìn rậm rạp chi chít, trong lúc nhất thời từ đầu tới cuối luôn luôn chỉnh tề, khí thế rất kinh người. Phía dưới những dị tộc này, cho dù ở trong bổn tộc cũng là cấp thấp nhất tu luyện giả, cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy loại lớn pháp khí phi hành nhiều như vậy, tự nhiên nguyên một đám trở nên trợn mắt lú lưỡi, trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Chương 2322, Hắc Tiêu Phong. Bỗng nhiên linh quang trên cự thuyền lóe lên, một đạo độn quang màu trắng từ phía trên hạ xuống, sau mấy cái chớp động liền thoáng hiện ra một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp chừng 15-16 tuổi, trên khoảng không đỉnh đầu một lão giả dị tộc tóc bạc trắng. Vị đạo hữu này, nơi đây có phải Xích Dung Sơn Mạch không? Người thiếu nữ này nhìn tuổi không lớn lắm, sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua mọi nơi, liền ôn hòa hỏi lão giả dị tộc. Lão giả dị tộc này tu vi chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, là người có cảnh giới cao nhất trong mấy người ở đây. Bẩm báo tiền bối, đây chính là Xích Dung Sơn Mạch. Lão giả dị tộc căn bản không cách nào cảm ứng được tu vi cảnh giới của thiếu nữ. Lão chỉ cảm thấy khí tức đối phương sâu không lường được, nơm nớp lo sợ trả lời. Quả nhiên đã tìm đúng nơi, nếu như đây là Xích Dung Sơn Mạch, đạo hữu chắc cũng biết vị trí của Hắc Tiêu Phong ở đâu chứ? Thiếu nữ nghe vậy mừng rỡ bèn vội vàng hỏi tiếp, tiền bối muốn đến Hắc Tiêu Phong sao? Chỗ đó là khu vực trung tâm của Xích Dung Sơn Mạch, trong đó nguy hiểm vô cùng, hơn nữa sớm đã bị liệt vào cấm khu rồi. Lão giả dị tộc lắp bắp trả lời, cấm khu, vậy là đúng rồi, có nguy hiểm hay không không cần đạo hữu quan tâm, chỉ cần nói cho ta biết đi tới đó như thế nào là được rồi. Thiếu nữ nở nụ cười đáp lại, vâng, người của tiền bối nếu muốn đi Hắc Tiêu Phong thì chỉ cần đi thẳng về phía tây là được, lúc đến gần trung tâm Sơn Mạch sẽ thấy ba ngọn núi màu đen hình tam giác, đó chính là ngọn núi Hắc Tiêu. Lão giả dị tộc bị dọa cho nhảy dựng bèn vội vàng trả lời. Được rồi, thưởng cho ngươi mấy khối linh thạch. Thiếu nữ gật đầu, đưa mấy khối linh thạch thượng phẩm cho lão giả rồi hóa thành một đoàn bạch quang bắn lên bầu trời, sau mấy cái chớp động đã về tới trên cự thuyền. Sau đó hào quang trên cự thuyền màu đen lóe lên, nổ vang một tiếng bay về phía sâu trong sơn mạch. Lão giả dị tộc phía dưới bưng lấy linh thạch thượng phẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Linh thạch thượng phẩm này đối với tu sĩ đẳng cấp cao không đáng kể chút nào, nhưng đối với cấp bậc trúc cơ lại là một khoản tài phú lớn. Nhưng sau khi lão giả cảm ứng được ánh mắt những người khác hâm mộ ghen ghét, trong nội tâm lúc này như đánh trống, linh thạch cầm trong tay vội vàng thu lại rồi nhanh chóng bay lên không bỏ đi ngay. Mà lúc lão giả vừa mới bay đi không bao lâu, mấy tên dị tộc cùng tu vi lão giả kia cũng im lặng đi ra khỏi khu vực này. Còn lại mấy tên dị tộc nhân cấp thấp luyện khí kỳ thấy vậy, sắc mặt đều có chút khác thường, nhưng chẳng ai nói gì mà nhao nhao khom người cúi đầu tiếp tục tìm kiếm linh vật hỏa thuộc tính. Cự thuyền màu đen chính là Mạc Linh Thánh thuyền, Hàn Lập đang đứng ở phía trước cự thuyền ngắm nhìn bên trong trung tâm sơn mạch xa xa. Đứng ở bên cạnh hắn là đám người Huyết Phách, Chu Quả Nhi đang khoanh tay đứng đấy. Cuộc đấu giá của Hách Liên Thương Minh hội này vậy mà cử hành tại nơi khá dễ tìm, thật đúng là có chút hít ngoài dự liệu. Những dị tộc nhân cấp thấp kia tựa hồ đối với việc này không biết chút nào. Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng, Hàn tiền bối, có thể biết đấu giá hội lần này tối thiểu cũng là cường giả cỡ luyện hư trở lên, những dị tộc nhân cấp thấp tại bổn địa tự nhiên không có tư cách biết rõ. theo tính toán thì thời gian đấu giá hội tổ chức cũng phải là 1 tháng nữa. Tin rằng sẽ có rất nhiều cường giả các tộc đến chỗ này, khi đấu giá hội mở ra, nói không chừng tiền bối còn có thể có những thu hoạch khác ngoài ý muốn. Huyết Phách tiến lên nửa bước, âm thanh cung kính trả lời. Thu hoạch ngoài ý muốn, hy vọng như thế, nhưng tu vi của ta đã đến cảnh giới bây giờ nên có rất ít thứ đồ vật có thể vừa mắt ta, nếu có tồn tại đại thừa khác chịu xuất ra một ít thứ tốt tại buổi đấu giá này thì còn hy vọng. Hàn Lập nhẹ gật đầu, tùy ý nói, tiền bối yên tâm, căn cứ kinh nghiệm vãn bối tham gia trước kia thì tồn tại cỡ đại thừa như tiền bối nhất định sẽ đến không ít, hơn nữa những người này ngoại trừ tham gia buổi đấu giá, hơn phân nửa còn có thể lén tiến hành một cuộc trao đổi cá nhân, dù cho tiền bối tại Thương Minh đấu giá hội không có thu hoạch, nhưng ở trong cuộc trao đổi này khả năng lớn sẽ có thu hoạch. Huyết Phách nhẹ giọng cười nói, lén trao đổi, như thế đáng giá chờ đợi hơn chút rồi. Thần sắc Hàn Lập khẽ động nói, sau nửa canh giờ, chỗ sơn mạch phía trước rốt cục cũng xuất hiện 3 ngọn núi quái dị cao chừng vạn trượng. 3 ngọn núi hiện lên hình dáng tam giác sừng sững ở giữa một vùng loạn thạch rộng lớn màu đỏ thẫm. Những trận gió nóng thổi đến bốc lên mùi lưu huỳnh theo từng trận. Lúc cự thuyền màu đen vừa mới đến gần 3 ngọn núi trong phạm vi hơn 100 dặm thì lập tức đã bị một đội dị tộc vệ sĩ cưới cự ưng ngăn lại. Những vệ sĩ này đều mặc áo giáp đen, lưng vác cung đeo dao, khuôn mắt tất cả đều bị giáp che hết. Cả nhóm đều có thân hình cao lớn, so với tộc người bình thường cao hơn gần 2 cái đầu. Bọn chúng ngồi trên cự ưng toàn thân ngăm đen, hình thể cực lớn dị thường, lúc phi làm cuộn lên từng trận cuồng phong, thể hiện 10 phần thần tuấn. Các vị tiền bối, phía trước là cấm khu bổn minh, không có tín vật chỉ sợ không thể tiếp tục đi tới. Một gã vệ sĩ cầm đầu tuy dẫn đội chắn ở phía trước, nhưng khi thấy cự thuyền khổng lồ như vậy cộng thêm phía trên những khôi lỗi giáp sĩ rậm rạp chằng chịt, tự nhiên biết rõ người trên thuyền không dễ trêu chọc, lúc này trước cung kính thi lễ sau đó mới thấp giọng nói ra không chút chậm trễ nào. Tín vật, là đồ vật này sao? Huyết Phách nhỏ giọng thì thầm với Hàn Lập một câu rồi mới từ mũi tàu bay xuống. Cổ tay trắng nõn của thị dương lên, một đạo bạch quang bay ra thật nhanh. Vệ sĩ cầm đầu một tay nhiếp lấy bạch quang rồi cúi đầu cẩn thận quan sát. Đó là một khối lệnh bài mù sương, một mặt in linh văn đẹp đẽ không biết tên, một mặt có một chữ minh màu bạc nhạt. Thì ra là khách khanh đại nhân, có tín vật này tự nhiên có tư cách tiến vào cấm địa, ta tự mình hộ tống chư vị tiền bối đi vào. Vệ sĩ cầm đầu đã kiểm tra lệnh bài xong, lập tức hai tay hoàn trả ngay, thưa gửi không cần suy nghĩ nhiều. Gã không cần kiểm tra Hàn Lập, Bạch Quả Nhi đang đứng phía trước cự thuyền và những người khác nữa. Huyết Phách gật gật đầu, một tay thu lệnh bài trở về rồi lại bay trở về cự thuyền. Đội vệ sĩ này ngoại trừ lưu lại một người ra, những người khác tiếp tục tuần tra nơi khác. Mà cự thuyền màu đen được gã vệ sĩ nọ dẫn thẳng đến 3 ngọn núi đen. Trên đường đi, còn đụng phải mấy đội tuần tra vệ sĩ khác, nhưng thấy đã có cự ưng vệ sĩ phía trước dẫn đường rồi nên cũng không tiến lên ngăn trở. Khoảng cách hơn 200 dặm đối với Mạc Linh Thánh thuyền đương nhiên chỉ là trong khoảnh khắc. Lúc cự thuyền trên không muốn bay đến một ngọn núi màu đen, bỗng nhiên hư không phía trước chấn động một hồi khác thường, cả ngọn núi mở đi rồi hiện ra một cánh cổng ánh sáng màu ngà sữa cực lớn cao gần 1000 trượng. Tại gần nơi cánh cổng ánh sáng, tức thì có trên 100 tòa lớn nhỏ không đều kiến trúc cổ quái trôi nổi, hoặc hiện lên hình tròn, hoặc thành hình tứ giác. Ở đó đều có các cự ưng vệ sĩ ra vào liên tục. Cự thuyền màu đen vừa tiếp cận, tự nhiên làm cho phần đông vệ sĩ ở kiến trúc phụ cận đưa mắt liếc nhìn. Đúng lúc này, cự thuyền kêu lên một tiếng vù vù, tự dung ngừng lại cách cánh cổng ánh sáng chừng vài dặm. Hàn Lập khẽ chau mày, thần niệm quét bốn phía, lập tức cảm ứng được một cổ chấn động của cấm chế quỷ dị nên hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi. Giờ phút này, tên cự ưng vệ sĩ dẫn đường đã xiết cổ cự ưng một cái, ngừng bên cự thuyền hơi nghiêng người giải thích cho mọi người trên cự. Từ huyền thiên môn này vào, có thể trực tiếp tiến vào cấm khu rồi, nhưng phía trên có mệnh lệnh, bên trong cấm khu nghiêm cấm tất cả bảo vật phi hành. Cho nên chư vị tiền bối thu hồi phi thuyền mới có thể tiến nhập thiên môn, vãn bối cũng chỉ có thể đưa đến đây là dừng. Hiểu rồi, người đi đi, bên trên cự thuyền truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Huyết Phách. Cự thuyền màu đen oanh long vang lên, vô số phù văn bay vọt ra. Vạn đạo hào quang cuộn lên rồi nhoáng một cái biến mất giữa hư không. Tất cả hào quang thu lại, tại không trung chỉ còn lại có Hàn Lập và mọi người xung quanh. Trong lòng cự ưng vệ sĩ cả kinh, sau khi thi lễ với nhóm Hàn Lập thì mới thúc giục cự ưng rời khỏi khu vực này. Hàn Lập đưa đám người Chu Quả Nhi, Huyết Phách, Hoa Thạch lão tổ nghênh ngang bay qua cánh cổng ánh sáng cực lớn. Cự ưng vệ sĩ khác ở gần cánh cổng ánh sáng, tuy tò mò đánh giá đám người Hàn Lập, nhưng không có ai tùy tiện tiến lên cản trở mà chỉ nhìn cánh cổng ánh sáng chớp động mấy cái rồi biến mất ở bên trong. Cái gì, lại có một vị đạo hữu đại thừa tiến vào cửa huyền thiên. Hay lắm, đã biết, bổn tọa sẽ lập tức phái người đi nghênh đón, các người tiếp tục làm tốt chuyện của mình đi. Một lão giả tóc đỏ quay về phía một gã hắc giáp vệ sĩ trong gương thạch bích nói ra. Nơi đây là một đại sảnh đã bị phong bế toàn bộ, ngoại trừ một thạch bích ở giữa địa sảnh và mấy cái bồ đoàn ra thì không còn vật gì khác. Bốn vách tường đại sảnh đều khảm nạm các loại bảo thạch đủ mọi màu sắc, hơn nữa mơ hồ có một tầng sương mù nhàn nhạt màu xanh phiêu lãng trong không khí, làm cho không khí trong đại sảnh có chút thần bí. Lão giả suy nghĩ một chút bèn vung tay áo lên, một vầng mây đỏ lóe lên tức thì. Hình ảnh vệ sĩ trên thạch bích lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một hình ảnh chiếc cự thuyền màu đen khí thế kinh người, cùng với một vài thân ảnh phía trên như ẩn như hiện. Cặp mắt hồng phát lão giả nhíu lại, ngắm nhìn cự thuyền một lát, sau đó nhướng mày, bỗng nhiên giơ một tay lên đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết lóe lên tức thì chui vào trong thạch bích, phốc một tiếng, bóng người trên cự thuyền màu đen lập tức được phóng to với tốc độ cực nhanh. Thoáng một cái dường như phóng đại mười mấy lần, hình ảnh trên thạch bích trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Khuôn mặt mấy người Hàn Lập, Huyết Phách từ chỗ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn trong mắt lão giả. Ánh mắt lão giả khẽ quét qua bọn người Huyết Phách, Hoa Thạch lão tổ rồi nhanh liền nhìn đến gương mặt bình thường của Hàn Lập. Ô, tướng mạo của người này ta có chút ít quen thuộc, tựa hồ đã từng gặp ở đâu đó rồi sao? Hồng Phát lão giả ồ lên một tiếng nho nhỏ, tự nói với mình một câu. Chương 2323, Hương Nữ. Ánh mắt lão giả chớp động vài cái, sau đó một tay cuốn lên làm lóe lên ánh sáng, bỗng nhiên có một ngọc giản trắng tinh hiện ra. Hồng Phát lão giả lẩm bẩm một hồi, một ngón tay hướng về ngọc giản trôi nổi giữa hư không điểm một cái. Lập tức mặt ngoài ngọc giản tách ra một vòng vầng sáng, nhân vật bên trong bức họa trông rất sống động nhanh chóng lưu chuyển bất định. Hồng Phát lão giả lạnh lùng nhìn bức họa biến ảo, cả người vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên vầng sáng run rẩy một cái, bức họa thoáng ngưng trệ không thay đổi nữa. Bên trong bức họa là một gã mặc áo bào xanh, đứng thẳng để hai tay sau lưng. Đúng là Hàn Lập, quả nhiên vị này là đại thừa gần đây của nhân tộc. Thực lực người này không phải chuyện đùa, đại thừa bình thường không thể so sánh cùng được, xem ra phải dùng lễ nghi cao nhất tiến hành tiếp đãi. Hồng Phát lão giả như có điều suy nghĩ tự nói với mình rồi hai tay nhẹ vỗ một cái. Lúc này một vách tường ở đại sảnh chấn động, một nữ tử mặc cung trang màu tím, trên mặt đeo lụa mỏng lóe lên xuất hiện ở trước mặt lão giả. Bái kiến tổng chấp sự đại nhân, ngài có gì phân phó? Phi Vân, lát nữa người an bài người đi tiếp đãi vị đạo hữu Hàn Lập này, tham chiếu đầy đủ mọi thứ lễ nghi đẳng cấp cao nhất của bổn minh chiêu đãi khách, phải để cho người này cảm thấy thoải mái, đây là một vốn một lời đó. Hồng Phát lão giả chậm rãi dặn dò, lễ nghi cao nhất, thuộc hạ đã hiểu rồi, thuộc hạ sẽ đích thân ra mặt chiêu đãi người này, tuyệt sẽ không làm cho đối phương có bất kỳ sự bất mãn nào. Nữ tử mặc cung trang màu tím trong nội tâm cả kinh, kính cẩn trả lời. Rất tốt, ngươi làm việc thì ta yên tâm, nhanh đi bố trí đi. Người này đã tiến vào huyền thiên môn, đây là tư liệu về hắn, ngươi cầm lấy đi, xem thật kỹ nhé, đừng phạm vào kiêng kỵ của đối phương đấy. Hồng Phát lão giả gật gật đầu, một tay hướng về ngọc giản lại hư không một điểm, trong tay nhoáng một cái lại có thêm một khối ngọc giản khác. Sau đó lão ném thẳng cho nữ tử trước mặt, có cảm giác là thập phần tín nhiệm. Cô gái áo tím nhấc cổ tay trắng lên bắt ngọc giản, miệng vâng dạ rồi thân hình mở đi, phảng phất như ảo ảnh trong đại sảnh. Lúc này, Hồng Phát lão giả run tay áo lên, vầng sáng mơ hồ tán loạn. Cùng thời gian đó, hào quang trên thạch bích lóe lên, một gã nam tử trung niên mặc nho bào giọng nói và dáng điệu lại nhoáng một cái hiện ra, gã ôm quyền thi lễ với lão giả rồi báo cáo, tổng chấp sự đại nhân, cuối cùng một đám vật phẩm đấu giá đã bình yên nhập kho rồi. Rất tốt, những vật phẩm đấu giá này dị thường chân quý, trong đó có mấy thứ đồ vật thậm chí là mấy vị chấp sự trưởng lão bổn minh điểm danh đồ vật, nhất định phải cam đoan những vật này không sơ hở tí nào. Mặt khác, lập tức bắt đầu chuẩn bị lực lượng cảnh giới đấu giá đại hội, một vài pháp trận cấm chế đều phải kiểm tra hơn 3 lần mới được. Hồng Phát lão giả dặn dò từng chuyện. Hàn Lập vừa mới đi vào trong huyền thiên môn, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, cả người bỗng nhiên xuất hiện tại một bệ đá cao vài chục trượng rồi. Đám Huyết Phách, Chu Quả Nhi theo sát phía sau, dưới bàn chân là một tòa pháp trận truyền tống đường kính mấy trượng. Ánh mắt Hàn Lập quét qua mọi nơi, thần sắc hơi động một chút. Chỉ thấy bốn phía đều có từng ngọn cự mộc che trời, từng dãy bệ đá vây quanh chật như nêm cối. Một con đường dải đá vụn uốn lượn đến xa xa. Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy cách mặt đất mấy ngàn trượng là từng ngọn thạch bích màu xám trắng cao cao, mặt ngoài dạng như thạch nhũ hình nón kéo dài không thấy điểm cuối cùng. Giờ phút này bọn hắn đang đứng tại một thế giới dưới lòng đất. Thạch bích trên không trung cách nhau khoảng một dặm, có một nguồn sáng to bằng đầu người chiếu rọi. Nhìn từ xa, chi chít chằng chịt giống như sao trời, tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi thế giới dưới lòng đất sáng như ban ngày. Khi Hàn Lập dùng thần niệm quét qua rừng rậm thì thấy có 7-8 bệ đá giống dưới bàn chân, hình như cũng có người đang đứng. xem ra pháp trận truyền tống tiến vào thế giới dưới lòng đất này không chỉ có mỗi chỗ quang môn ở Hắc Tiêu Phong. Khi Hàn Lập phóng thần niệm dò xét những nơi xa hơn thì khi phát ra cỡ 10 dặm như là xúc động phải cái gì đó, thần niệm lại khẽ run lên bắn ngược trở lại. Hàn Lập mỉm cười, không thèm để ý bước xuống bệ đá, dọc theo con đường nhỏ trải đá vụn đi thẳng về phía trước. Huyết Phách, Chu Quả Nhi cùng với Hóa Thạch lão tổ tự nhiên theo sát phía sau, họ cũng hướng bốn phía dò xét không ngừng. Đi về phía trước được 3-4 dặm thì xuất hiện một ngã tư. Bên cạnh giao lộ, có một cái lều lớn được phủ bằng cành lá màu xanh. Bên trong có khoảng 10 mấy dị tộc nhân mặc quần áo và trang sức khác nhau. Những này dị tộc nhân rõ ràng phân thành 7-8 nhóm ngồi với nhau. Chúng khẽ thì thầm trò chuyện với nhau hoặc ngồi ngay ngắn cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đều đang đợi cái gì. Trong những người này có 3 đứa tết bím tóc nhỏ, răng trắng môi hồng, nhìn thì niên thì cũng chỉ là đồng tử 11-12 tuổi. Chúng mặc đoản ý giống hệt nhau đang ngồi trước bàn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhấp một chén linh trà hoặc nhón linh quả. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, nhưng dưới bàn chân không ngừng, nghênh ngang dẫn người đi tới. Dị tộc nhân trong quán trà vừa thấy có nhân vật mới đi tới, không ít người xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Hàn Lập. Kết quả đại đa số người phát hiện thần niệm của mình căn bản nhìn không thấu tu vi cảnh giới Hàn Lập thì sắc mặt đại biến, thu ánh mắt lại tỏ ra thần sắc kính sợ. Lúc này, Huyết Phách nhìn đám dị tộc nhân ở trong lều vài lần rồi thưa, Hàn tiền bối, đây có lẽ tựu là nơi tiếp khách của Thương Minh, tất cả người muốn tham gia đấu giá hội phải ở đây chờ Thương Minh phái người tiếp đón mới được. Nếu không dù cho có tín vật, cũng không cách nào tham gia đấu giá đại hội đấy. Thì ra là thế, điều này chứng tỏ Hách Liên Thương Minh thật đúng là đủ sự cẩn trọng đấy. Hàn Lập mỉm cười bảo, lúc này hắn đã tới gần lều, bên trong ngoại trừ vài tên là hợp thể ra thì đều chỉ có thực lực bậc luyện hư mà thôi. Ngược lại, một tên đồng tử vừa thấy đám Hàn Lập đi tới bèn nhanh nhỏ bước ra khỏi lều. Nó đến trước mặt Hàn Lập cúi người hành lễ, vẻ cung kính hiện rõ trên mặt. Nhưng vào lúc này, bầu trời phía trên lều bỗng nổi lên hồi thanh âm, vô số phù văn màu trắng tuôn ra, quay tít một vòng rồi lại huyễn hóa thành một ngọc bàn khổng lồ màu trắng mênh mông. Trên ngọc bàn chấn động, một cái quang trận trống giống di động hiện ra, bóng người bên trong nhoáng một cái, một thân ảnh màu tím thướt tha đến. Tiếp dẫn sứ, không biết là ai nghẹn ngào nói một câu, lập tức mọi người trong lều xôn xao một trận, ánh mắt trợn tròn nhìn lên ngọc bàn. Nhân ảnh trên ngọc bàn là một nữ tử cung trang màu tím phong độ tư thái ẻo lả, tuy nhiên trên mặt có một tầng lụa mỏng không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt, nhưng ai nhìn lần đầu tiên đều có cảm giác tim đập thình thịch. Cung trang nữ tử áo tím vừa mới hiện ra thân hình, ánh mắt nhìn xuống dưới, làn thu thủy lưu chuyển dừng lại trên thân Hàn Lập. Xin hỏi tiền bối có phải là Hàn lão tổ nhân tộc ấy ư? Vãn bối Phi Vân phụng mệnh đến đây tiếp đón tiền bối đến Quý Tân Các thiên tự hào đi. Cung trang nữ tử bay tới trước Hàn Lập bèn vén áo thi lễ, cung kính hỏi. Nguyên lai là Phi Vân tiên tử, tại hạ đích thật là đến từ nhân tộc, phụng mệnh tới đón ta, nhưng không biết phụng mệnh người phương nào vậy. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua người cô gái dạo một vòng, sau đó hứng thú hỏi. Vãn bối tự nhiên phụng mệnh người chủ sự Minh Tôn đại nhân. Tổng chấp sự đại nhân có lệnh, Hàn tiền bối thân phận không tầm thường, muốn dùng đãi ngộ đẳng cấp cao nhất. Cô gái áo tím thốt lên không cần suy nghĩ, đãi ngộ đẳng cấp cao nhất, trời ơi, quả nhiên là Đại Thừa Kỳ lão tổ đã đến. Chỉ sợ còn không phải Đại Thừa lão tổ bình thường. Những dị tộc nhân khác bên trong lều nghe thấy lời nói cô gái áo tím đều xôn xao. Minh Tôn, ta đã nghe thấy đại danh Minh đạo hữu, không ngờ lão lại là người của Hách Liên Thương Minh các ngươi. Được rồi, dẫn đường đi. Hàn Lập nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Vâng, thỉnh tiền bối. Thân thể mềm mại của cô gái áo tím hơi nghiêng, chủ động nhường đường lên ngọc bàn. Đám Hàn Lập lắc người, toàn bộ chớp động bay lên ngọc bàn. Lúc này cô gái áo tím mới một tay bấm niệm pháp quyết. Ngọc bàn quay tròn một cái, quang trận lần nữa hiện ra. Không gian chấn động một hồi, một đoàn người ở trên ngọc bàn lóe lên rồi biến mất. Mặt Hàn Lập không biểu tình hiện ra lần nữa thì đã đang ở trong một đại điện nguy nga lộng lẫy. Đại điện to khoảng vài mẫu, nhưng ở vị trí trung tâm có những ngọc bàn khổng lồ giống nhau như đúc được xếp ngay ngắn. Bái kiến tiền bối, bên trong đại điện đã có 12 thiếu nữ mặc cung y chờ sẵn. Chúng nữ vừa thấy Hàn Lập xuất hiện thì đồng loạt khom người làm đại lễ thăm hỏi. Hàn Lập gặp tình hình này, trên mặt nổi lên một tia dị sắc. 12 nữ tử, xem ra cũng chỉ 16-17 tuổi, rõ ràng cũng không phải là cùng một tộc nhân, hoặc trên đầu có sừng, hoặc làn da xanh nhạt, nhưng cả đám đều hoa dung nguyệt mạo, tú lệ động lòng người. Mỗi người đều cầm trong tay một vật, người bưng lấy bát hương, người cầm như ý, phất trần. Càng làm cho Hàn Lập có chút để ý chính là 12 thiếu nữ này dù tuổi còn trẻ nhưng đều có tu vi nguyên anh kỳ. Đây là, hai mắt Hàn Lập nhắm lại, tiền bối đừng nên trách, đây là hương nữ, là bổn minh đặc biệt bồi dưỡng, mỗi một người chẳng những từ nhỏ phục dụng mật của trăm hoa lớn lên, thân hình có thể tỏa ra mùi hương của trăm hoa, hơn nữa tất cả đều tinh khiết, một mực bảo trì tấm thân xử nữ. Ai thu làm đỉnh lô tự nhiên sẽ có nhiều điểm tốt. Dựa theo quy củ của bổn minh, phàm là khách quý đỉnh cấp tới tham gia đấu giá hội bổn minh đều được đưa tặng một đám hương nữ như vậy. Các ngươi tới đây, còn không tiến đến bái kiến tân chủ nhân các ngươi. Cô gái áo tím mí mắt không nháy mắt, thoáng giải thích một phen, rồi bảo 12 thiếu nữ. Bái kiến chủ nhân, 12 thiếu nữ quỳ xuống một bên, nhưng xưng hô lập tức sửa theo. Hương nữ à, hắc hắc, Quý Minh thật là đại thủ bút, đã như vậy, Hàn mỗ từ chối thì bất kính rồi. Các ngươi trước đứng lên đi, Quả Nhi, chúng tạm thời giao cho ngươi vậy. Hàn Lập hắc hắc cười vài tiếng, lại không chút khách khí nhận phần đại lễ này. Chương 2324, tin tức bất ngờ. Chu Quả Nhi tiến lên một bước, gật đầu đồng ý. 12 diệu linh nữ tử cũng theo đó đứng dậy bước tới sau lưng Chu Quả Nhi. Ngoài 12 hương nữ này ra, bổn minh còn chuẩn bị mấy thứ lễ vật nhỏ khác, hy vọng tiền bối cũng vui lòng thu nhận. Cô gái áo tím vừa thấy Hàn Lập nhận hương nữ, đôi mắt đẹp lại lộ ra ý mỉm cười nói tiếp. Nàng vỗ tay một cái thì xuất hiện 3 gã thiếu niên dị tộc có lông mày xanh và đôi mắt đẹp từ bên ngoài đại điện đi vào, trong tay mỗi một người đều bưng một cái mâm tròn màu bạc nhạt, trên đó không biết là vật gì vì có tấm vải mỏng màu đỏ phủ lên. Quý Minh quá khách khí, những hương nữ này đã là một phần hậu lễ rồi, ta sao có thể lại thu lễ vật khác đây? Ánh mắt Hàn Lập sau khi nhìn lướt qua 3 cái mâm tròn bên trên thì hắn cũng đã nhìn xuyên qua vải tre để thấy rõ được đồ vật bên trong, bèn khoát khoát tay trực tiếp cự tuyệt. Nếu Hàn tiền bối không vừa mắt đối với những lễ vật này, thiếp thân sẽ không dám miễn cưỡng, tiền bối đường xa mà đến chắc cũng có chút mệt mỏi, thiếp thân đưa chư vị đến chỗ ở nghỉ ngơi trước, những chuyện khác để nói sau vậy. Cô gái áo tím nao nao, nhưng cũng khoát tay chặn lại ngay lập tức để cho 3 tên thiếu niên dị tộc lui xuống. Hàn mỗ đúng là muốn nghỉ ngơi, phiền đạo hữu dẫn đường. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi gật đầu. Vì vậy cô gái áo tím không chần chờ nữa bèn đi ra bên ngoài cửa điện, những người khác thản nhiên theo sát phía sau. Khi vừa đi ra khỏi cửa điện, mọi người liền lập tức nghe thấy một số âm thanh la hét ầm ĩ từ phía trước truyền đến. Ánh mắt Hàn Lập hơi sáng lên, thì ra bọn hắn và mọi người khác đang ở trên con đường đá xanh không lớn lắm, trên đường tuy mọi người không hối hả, nhưng người đến người đi có chút náo nhiệt. Những người này ăn mặc đủ kiểu, hai bên đường đi thậm chí còn có các loại cửa hàng, có không ít người từ bên trong ra vào, hoặc tỏ ra cao hứng bừng bừng hoặc sắc mặt âm trầm như nước, đủ loại thần thái không giống nhau. Làm cho Hàn Lập lưu ý chính là khí tức những người này bất phàm, tu vi không kém, cho dù là người ăn mặc kiểu tiểu nhị đứng tại cửa hàng cũng có tu vi đã ngoài kim đan kỳ. Sau khi thần niệm của Hàn Lập khẽ quét nhanh xa hơn liền phát hiện nơi đây cũng không phải một con đường theo phương hướng Nam Bắc, Đông Tây, có rất nhiều đường đi khác đan xen, nhưng cũng không tính quá lớn, phương viên chỉ hơn 100 dặm giống như một thị trấn nhỏ. Đằng sau đại điện, lúc bọn hắn vừa đi ra khỏi đại môn, đồng thời lối ra cả tòa lại lóe lên rồi biến mất, phảng phất người liên can chưa từng xuất hiện tại trên đường phố. Người qua đường gần đó đối với tình hình này nhìn như không thấy, phảng phất kinh Phật thông thường. Những người này đều là Quý Minh thỉnh tới tham gia đấu giá hội hay sao? Hàn Lập sau khi thu thần niệm lại chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Điều này sao có thể, hơn phân nửa khách quý tham gia đấu giá đều ở ngoại tân lâu nghỉ ngơi, những người tại đây phần lớn là người của bổn minh, họ thừa dịp cơ hội lần này cũng tới nơi đây mua bán chút ít vật phẩm bình thường khó gặp mà thôi, dù cho là người bổn minh thì với cấp bậc tồn tại này cũng không có tư cách tham gia đấu giá đại hội. Cô gái áo tím trả lời cười nói tự nhiên. Thì ra là thế, Hàn Lập không nói thêm gì. Lúc này cô gái áo tím một tay bấm niệm pháp quyết, hào quang dưới bàn chân bốc lên, lập tức phía dưới sinh ra một mảng xương trắng lăng không, nhấc bọn người Hàn Lập rồi sau đó lướt như bay trên đường đi. Chỗ đó là nơi dự định cho đấu giá hội lần này, đến lúc đó một số tiền bối khác đáp ứng lời mời đều đến hội tụ tại đây, mà lần đấu giá hội này, trừ đi một ít kỳ chân đã lộ thông tin ra bên ngoài, còn có thể xuất hiện vài loại dị bảo khác cũng cực kỳ hữu dụng đối với tiền bối đại thừa kỳ. Tuyệt đối sẽ không để cho chư vị tiền bối thất vọng đâu. Cô gái áo tím vừa thúc giục mây mù phi hành ở trên không, vừa chỉ vào mấy con đường xung quanh một tòa tháp cao giới thiệu. Chỗ này chính là sàn đấu giá hội, nhìn bên ngoài thì không lớn lắm nhưng bên trong có điều huyền diệu khác a. Hàn Lập đánh giá tháp cao vài lần, nói như vậy. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, quả nhiên đã nhìn ra, tháp này thật ra chỉ là cửa vào sàn đấu giá hội mà thôi, chính xác trực tiếp liên thông đến một động thiên bên trong. Bởi vậy mới có thể dung nạp được nhiều đạo hữu. Thứ hai cũng không sợ có người có ý định làm loạn lần đấu giá này. Trên mặt cô gái áo tím hiện lên một tia dị sắc, miệng cung kính trả lời. Xem ra Quý Minh vì lần đấu giá hội này bỏ ra rất nhiều công phu, nhưng không biết lần này có bao nhiêu đạo hữu đại thừa kỳ sẽ đến. Hàn Lập hỏi lại một câu, hồi bẩm Hàn tiền bối, Bởi vì thời gian tổ chức đấu giá hội chính thức còn một tháng nữa mới tiến hành, cho nên việc tổng hợp có bao nhiêu tiền bối đại thừa kỳ thì không cách nào biết chính xác được, nhưng bây giờ đã có hơn 20 vị. Nhân số đại thừa tham gia đấu giá hội thế là đã vượt quá lần trước rồi. Những chuyện này không có gì phải giấu giếm, cô gái áo tím sau khi suy nghĩ một chút, liền thuận miệng trả lời. Hơn 20 vị, mặt mũi Quý Minh thật đúng là không nhỏ mới có thể trong thời gian thật ngắn tụ tập nhiều đồng đạo cùng giai như vậy. Thần sắc Hàn Lập hơi động một chút, miệng khen một câu. Tiền bối nói đùa, sở dĩ có nhiều tiền bối như vậy không liên quan đến chuyện mặt mũi bổn minh lớn nhỏ, mà là bổn minh làm ăn uy tín nhiều năm, rất nhiều tiền bối trước kia đều có thể có chỗ thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít tại đấu giá hội, cho nên giờ đây họ mới không quản đường xa tụ tập đến đấy. Cô gái áo tím khẽ cười một tiếng trả lời. Hắc hắc, nghe khẩu khí của tiên tử, Quý Minh đối với đấu giá hội lần này thật đúng là tin tưởng 10 phần, ta có nghe nói khi đấu giá hội trước kia bắt đầu, sẽ có danh ngạch truyền tống vượt qua đại lục, không biết lần này có còn cung cấp loại cạnh tranh này hay không? Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi chuyện mình quan tâm nhất. Danh ngạch truyền tống vượt qua đại lục là một trong những vật phẩm đấu giá đặc thù của đấu giá hội, vì nó có thể để một vài đạo hữu cùng tiền bối có thể thuận lợi đến đại lục khác, tất nhiên sẽ không hủy bỏ dễ dàng. Nhưng lần đấu giá này, Lôi Minh Đại Lục bên kia khi tiếp nhận siêu cấp truyền tống pháp trận đòi hỏi thêm một vài vấn đề, cho nên tạm thời hủy bỏ danh ngạch truyền tống đi Lôi Minh Đại Lục, mà lại tăng thêm một ít số lượng danh ngạch đấu giá truyền tống đi Huyết Thiên Đại Lục. Cô gái áo tím nghe vậy hơi có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời chi tiết. Danh ngạch đi Lôi Minh Đại Lục hủy bỏ ư? Hàn Lập sắc mặt hơi đổi. Đúng vậy, chẳng lẽ tiền bối vốn là muốn đi Lôi Minh Đại Lục hay sao? Trong nội tâm cô gái áo tím khẽ động, đây cũng không phải chuyện nhất định phải thế. Huyết Thiên Đại Lục thì Huyết Thiên Đại Lục a, dù sao sớm muộn gì đều có ý định muốn đi đến đây một chuyến, chỉ có điều so với kế hoạch ban đầu hơi có chút thay đổi rồi. Hàn Lập sờ lên cằm, thần sắc rất nhanh chóng trở lại như thường. Bọn người Chu Quả Nhi, Huyết Phách đằng sau được nghe lời ấy, trong lòng cũng cả kinh, thần sắc mỗi người một khác. Một lúc sau, mây mù cũng đã chở mọi người bay đến chỗ biên giới thị trấn nhỏ, cuối cùng hạ xuống tại một cánh rừng rậm màu xanh lá mạ. Tại bên trong phiến rừng rậm này, linh khí sung túc lại cực kỳ tinh thuần, hơn nữa còn có rải rác một vài lầu các đình đài tinh điêu ngọc mài. Mỗi một khu kiến trúc đều cách xa nhau vài dặm, chính giữa đều bị cự mộc rậm rạp tự nhiên ngăn cách ra, không khí u tĩnh cực kỳ trang nhã. Cô gái áo tím dẫn bọn người Hàn Lập xuất hiện ở trước một khu kiến trúc, không cần nàng nói điều gì mà lập tức 7-8 tên nam nữ cách ăn mặc nha hoàn người hầu từ bên trong đi ra quỳ xuống trước mặt bọn người Hàn Lập. Nơi này chính là khu vực khách quý phòng chữ thiên, chúng là hạ nhân tại đây. Trong khoảng thời gian này, đạo hữu nếu cảm thấy cần dùng, có thể lưu lại để phục thị, nếu như cảm thấy vướng bận, cũng có thể lập tức ra lệnh cho chúng rời đi. Cô gái áo tím không nhìn những nha hoàn, người hầu này mà mỉm cười với Hàn Lập thốt lên. Có mấy đạo hữu hương nữ vừa mới được tặng thì những hạ nhân này ta thấy không dùng, bảo chúng đi đi, Hàn Lập bảo. Cô gái áo tím tự nhiên không cãi lời, lúc này dặn dò đám hạ nhân kia. Những nha hoàn, người hầu này sau khi cung kính thi lễ bèn bỏ đi. Hàn tiền bối cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ tới thời điểm tổ chức đấu giá hội, thiếp thân sẽ phái người thông báo trước một tiếng. Đúng rồi, đạo hữu khác nếu có thì giờ rảnh có thể đi đến thị trấn vừa đi qua, nói không chừng sẽ có thu hoạch khác bất ngờ đó. Thiếp thân cáo từ trước. Cô gái áo tím cũng thức thời nói cáo từ. Tiên tử đi nhé, Hàn mỗ không tiến. Hàn Lập không có ý giữ lại, chỉ là hời hợt nói một câu, thì thấy đối phương lại bay lên trời, nhanh chóng biến mất. Đi thôi, đối phương đã bày ra tiếp đãi lớn như vậy, chúng ta cũng không cần quá khách khí làm gì. Hàn Lập nói một câu, thần sắc tự nhiên đi tới tòa lầu các. Bọn người Huyết Phách theo sát phía sau. Kết quả không lâu sau, mấy người xuất hiện trong đại sảnh một tầng lầu các, Hàn Lập tự nhiên ngồi ở vị trí chủ vị. Bọn người Huyết Phách, Hoa Thạch lão tổ khoanh tay đứng ở một bên. 12 hương nữ đã được Chu Quả Nhi chia ra theo chức trách từ trước đó rồi. Hàn tiền bối, người thực có ý định đi Huyết Thiên Đại Lục trước? Huyết Phách thì thào hỏi một câu, thần sắc có chút phức tạp, vừa có ý chờ đợi, lại mơ hồ có một chút do dự trong đó. Kế hoạch trước kia phải sửa đổi một chút, hẳn là đạo hữu còn có những phương pháp khác có thể đi Lôi Minh Đại Lục một chuyến trước chứ? Hàn Lập không hiện chút dị sắc nào hỏi lại một câu. Tiền bối nói đùa, nếu có những phương pháp khác có thể đến Lôi Minh Đại Lục sớm hơn thì vãn bối còn có thể một mực giấu giếm không nói sao? Huyết Phách gượng cười trả lời. Nếu đạo hữu cũng không có phương pháp, vậy cứ đi Huyết Thiên Đại Lục trước, cùng lắm đến Huyết Thiên Đại Lục lại nghĩ cách hồi Lôi Minh Đại Lục là được. Huyết Thiên Đại Lục ta chưa đến bao giờ, nhưng đã nghe danh tiếng đại lục quỷ dị này từ lâu. Nghe nói đại lục này, trừ ra huyết ma đạo công đại danh đỉnh đỉnh, còn lưu lại vài loại truyền thừa phi thường thần bí, nghe nói có thể chém giết cường địch ngoài vạn dặm, còn có thể diệt sát đối thủ ở vô hình, thật sự là một loại thần thông quỷ dị khó lòng phòng bị. Lúc trước Huyết Phách đạo hữu có lẽ đã tiếp xúc qua một chút rồi. Hàn Lập chậm rãi nói ra, hai đầu lông mày lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 2325, Bích Ảnh. Năm đó vãn bối lưu lại Huyết Thiên Đại Lục một thời gian khá lâu, đối với đại lục này đúng là có chút hiểu biết. Huyết Phách trả lời. Huyết đạo ma công chính là công pháp thường thấy nhất ở Huyết Thiên Đại Lục, hầu như trong 10 người tu luyện ở Huyết Thiên thì có 4-5 người chắc chắn tu luyện công pháp này, mà Huyết đạo Đại Tông lại người đông thế mạnh, có thể nói là thế lực đứng đầu ở Huyết Thiên Đại Lục. Còn truyền thừa thần bí như Hàn tiền bối nói, tại Huyết Thiên cũng tồn tại, hơn nữa cũng có không ít người len lén tu luyện, nhưng những người tu luyện đó cùng Huyết đạo tông môn đối nghịch như nước với lửa, hành tung cực kỳ bí ẩn, ngoại nhân rất khó gặp. Thiếp thân năm đó may mắn gặp một người thần bí tự xưng tu luyện vu pháp chi đạo cùng người khác tranh đấu, kết quả người này chỉ dựa vào vài cái pháp khí giống tượng gỗ liền dễ dàng tiêu diệt rất nhiều cường địch, thật là thần thông thập phần quỷ dị. Vu pháp chi đạo, loại truyền thừa thượng cổ này lúc trước tại Phong Nguyên Đại Lục chúng ta cũng từng xuất hiện qua mấy lần, nhưng hình như lúc ấy lập tức bị các đại năng cường giả liên thủ tiêu diệt rồi, không nghĩ tới Huyết Thiên Đại Lục còn có truyền thừa này tồn tại, xem ra muốn đi Huyết Thiên thì cần phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, Huyết Phách đạo hữu, người đắc tội thế lực nào tại Huyết Thiên? Hàn Lập gật đầu, lại hỏi thêm một câu, vãn bối đắc tội với một trong các nhánh Huyết đạo Đại Tông, Huyết cốt môn, nhưng tiền bối yên tâm, tu vi của ta chỉ là luyện hư, lúc ấy đắc tội với một tên trưởng lão có chút thế lực của Huyết cốt môn mà thôi, nhiều năm đã trôi qua rồi, đối phương chưa chắc còn có thể theo sát ta không tha, nhưng để an toàn vãn bối sẽ thay đổi một chút diện mạo bên ngoài, chắc có thể giảm phiền toái đến mức thấp nhất. Huyết Phách hơi do dự nói. Sửa đổi lại dung nhan, không cần. Huyết Thiên Đại Lục mặc dù không rộng lớn như Phong Nguyên cùng Lôi Minh Đại Lục, nhưng diện tích rộng như vậy cũng không phải dễ dàng đụng tới cửu gia của ngươi, nếu thật gặp phải, ngươi đã đi cùng ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ giúp ngươi đuổi địch. Hàn Lập không quá để ý nói. Vậy vãn bối đa tạ trước rồi. Huyết Phách nghe vậy nét mặt vui vẻ, hoàn toàn yên lòng. Lúc Huyết Phách cùng Hàn Lập nói chuyện với nhau, trong một đại sảnh thần bí, nữ tử áo tím cung kính hồi bẩm với người được gọi là Minh Tôn Hồng Phát lão giả. Nói như vậy, đối phương nhận hương nữ, lại đem lễ vật khác trả trở về. Hồng Phát lão giả thần sắc không thay đổi nói. Đúng vậy, nữ tử áo tím nói chi tiết, có ý tứ, xem ra người này cũng không dễ gần, nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt ý tứ giao tiếp của bổn minh. Phi Vân, nếu Hàn đạo hữu có thêm yêu cầu khác, người hết sức đáp ứng tất cả, không cần đặc biệt hồi bẩm lại với ta. Lão giả cười nhẹ một tiếng nói. Tổng chấp sự đại nhân, vãn bối có thể hỏi một chút vì sao phải hậu đãi vị tiền bối này như vậy? Người này cũng chỉ là đại thừa tu sĩ, cũng có chút thần thông, nhưng trước đó những đại thừa tiền bối khác tới, hình như đại nhân cũng không đặc biệt dặn dò qua như vậy. Phi Vân tiên tử có chút nghi hoặc rồi. Nếu là đại thừa kỳ bình thường, tự nhiên không đáng để bổn minh đối đãi long trọng như vậy, nhưng người này thì khác. Hắc hắc, tư liệu liên quan đến Hàn đạo hữu người có thể đã xem qua rồi. Lão giả Minh Tôn nở nụ cười hỏi ngược lại. Thiếp thân đã xem qua rồi, nhưng là chuyện ghi lại có liên quan đến Hàn tiền bối cực kỳ mơ hồ, trừ việc hắn tiến giai đại thừa kỳ cảnh giới trong thời gian ngắn một cách thần kỳ cùng chuyện đã từng tiến vào ma giới, vẫn chưa có thông tin khác. Phi Vân tiên tử suy nghĩ một chút, cung kính trả lời. Đó là bởi vì Hàn đạo hữu cuộc khởi thời gian thật sự rất nhanh, đến ngay cả bổn minh cũng chỉ vừa mới bắt đầu siêu tầm tin tức liên quan, một ít thông tin trọng yếu còn chưa thu được để ghi trong tư liệu. Tốt lắm, người cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cần biết rằng nếu linh giới bình chọn sắp xếp ra 10 người mạnh nhất, vị Hàn đạo hữu này sợ rằng có thể có tư cách rất lớn chiếm cứ một vị trí. Minh Tôn nghiêm mặt nói. Sao cơ ạ, Hàn tiền bối có thể có thần thông lớn như vậy ư? Phi Vân tiên tử thật sự hoa dung thất sắc. Hừ, nếu không phải vậy, người cảm thấy bổn tọa rảnh không có việc gì làm, vô duyên vô cớ cố gắng kết giao đối phương? Hồng Phát lão giả hai mắt trợn lên hỏi. Nữ tử áo tím nghe vậy trong lòng dùng mình, vội cúi đầu, trong miệng nói ngay không dám. Hồng Phát lão giả thấy vậy, không có nói thêm cái gì, chỉ khoát tay chặn lại để nữ tử này đi xuống. Tiếp theo vị Minh Tôn này trầm ngâm trong chốc lát, tay áo hướng gần khối thạch bích run lên, nhất thời một dải ánh sáng diễm lệ cuốn ra, cũng chợt lóe lên biến mất vào trong đó. Trong phút chốc trên thạch bích nổi lên tiếng ầm vang, mặt ngoài một tầng xương trắng cuồn cuộn quay cuồng, đột nhiên biến hóa ra một bóng người mơ hồ không rõ. Minh Tôn, thì ra là ngươi, ngươi không ở tại Phong Nguyên chuẩn bị chuyện đấu giá hội, sao lại đột nhiên liên lạc lão hủ vậy? Bóng người quay đầu nhìn mặt thạch bích này liếc mắt một cái, giống như cảm giác có chút kinh ngạc, phát ra âm thanh hỏi. Bích Ảnh, ta nhớ không lầm ngươi đang mưu đồ chuyện kia, có phải hay không còn đang thiếu cao thủ giúp đỡ? Hồng Phát lão giả bất động thanh sắc hỏi ngược một câu. Đúng thì sao, chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý rồi, nguyện ý tự mình lại đây giúp ta sao? Bóng người mơ hồ hừ một tiếng, không có tức giận nói. Ngươi không phải không biết ta đã từng thề độc, cuộc đời này tuyệt không bao giờ đặt chân đến Huyết Thiên Đại Lục, sao có thể thay đổi chủ ý? Không Phát lão giả nhẹ nói một câu, nếu ngươi không muốn ra tay, sao lại đột nhiên hỏi đến việc này của ta? Bóng người mơ hồ có vài phần không kiên nhẫn rồi, ta mặc dù không cách nào ra tay, nhưng có thể giúp ngươi xem xét chọn người ngươi cần, chắc là có thể giúp ngươi một tay. Lão giả bộ dáng không chút hoang mang. Chọn người ta cần, ngươi đem chuyện của chúng ta tiết lộ cho những người khác rồi. Bóng người mơ hồ thân hình run lên, khẩu khí chợt lạnh lẽo hỏi. Điều này sao có thể? Chuyện các ngươi rất trọng đại, nếu không được sự đồng ý của ngươi trước, ta sao dám nói với ngoại nhân, ngươi nghĩ bổn tọa là người nhiều chuyện sao? Không Phát lão giả một mực phủ nhận nói, không có là tốt rồi, còn ngươi xem xét chọn người lai lịch như thế nào? Ngươi chắc là biết một đại thừa bình thường đối với chuyện của chúng ta cũng không có tác dụng lớn, ngược lại nhiều người biết chuyện sẽ dễ bị lộ bí mật. Bóng người mơ hồ nhẹ thở ra một hơi, khẩu khí hòa hoãn lại. Hắc hắc, chuyện này còn đợi Bích lão quái ngươi nói. Ta tìm người giúp đỡ các ngươi chính là người này. Không Phát lão giả cười hắc hắc, một tay kết quyết, điểm tới hư không trước người. Phốc một tiếng, một đoàn vầng sáng mở ra tại đầu ngón tay, bên trong hào quang cuồn cuộn sau đó ngưng lại, lập tức biến hóa ra rõ ràng một bóng người dị thường hư ảo. Một thân áo xanh, dung nhan trẻ tuổi, chính là hình dáng của Hàn Lập. Gì, người này là ai, khuôn mặt xa lạ như vậy? Chẳng lẽ là đại thừa kỳ mới xuất hiện tại đại lục của các ngươi? Bóng người mơ hồ thanh âm có một chút kinh ngạc rồi. Bích Ảnh đạo hữu nào ngờ lại đoán thập phần chuẩn xác, vị Hàn đạo hữu này đúng là tiến giai đại thừa không có bao lâu, nhưng thực lực của hắn thật mạnh mẽ, sâu không lường được, tuyệt đối là cao thủ hiếm có thể giúp ngươi. Không Phát lão giả không chút nào chần chờ nói, ồ, có thể được Minh Tôn ngươi đối đãi như vậy, xem ra người này thật có vài phần bản lãnh rồi, nếu ngươi có thể biết thực lực người này rõ ràng như vậy, xem ra hắn chắc cũng không phải hạng người vô danh, hắn đã làm chuyện đại sự khó lường gì. Bóng người mơ hồ im lặng chỉ chốc lát, mới bình tĩnh chất vấn. Vị đạo hữu này làm chuyện đại sự không nhiều lắm, nhưng một chuyện liền đủ để cho danh tiếng chấn động cả linh giới rồi. Bích Ảnh đạo hữu cũng biết chuyện tình không lâu trước đây Minh Trùng Mẫu tại ma giới bị người chém giết. Không Phát lão giả ánh mắt chợt lóe nói, chuyện Minh Trùng Mẫu lớn như vậy, Huyết Thiên cũng có một số đạo hữu vì thế tiến vào ma giới, ta tự nhiên biết việc này. Trùng Mẫu hình như cuối cùng bị một trong số thủy tổ ma giới là Bảo Hoa cùng những người khác liên thủ tiêu diệt, chẳng lẽ người này cũng là một trong những người ra tay? Bóng người mơ hồ chính là tồn tại đại thừa, vừa nghe Hồng Phát lão giả nói như vậy, lúc này có chút chợt hiểu. Bích Ảnh đạo hữu nếu đoán được, chắc sẽ không cần bổn tọa nói thêm cái gì rồi, theo ta được biết, vị Hàn đạo hữu này thật sự chính là người diệt Minh Trùng Mẫu, đám người Bảo Hoa trong chuyện đó có thể chỉ có một chút tác dụng phụ trợ mà thôi. Hồng Phát lão giả ngưng trọng nói. Thật có việc này, nếu thật như thế vị đạo hữu này thần thông rất mạnh mẽ, chẳng phải là cũng có thể danh liệt đứng đầu tại cả linh giới rồi. Bóng người mơ hồ nghe xong lời này, trong lòng cả kinh. Hắc hắc, có phải hay không thật có thực lực bực đó, ta cũng khó mà nói, nhưng thần thông sâu không lường được là không giả, ta đã dò thám biết đối phương lần này tham gia đấu giá hội, thật ra chính là tới vì danh ngạch truyền tống liên đại lục, có lẽ sau đó không lâu sẽ đến Huyết Thiên các ngươi, đến lúc đó có hay không có thể hợp tác người này, còn phải xem bản lĩnh của Bích Ảnh ngươi rồi, ta chỉ là cung cấp một chút tin tức mà thôi. Hồng Phát lão giả cười nhẹ một tiếng. Hảo, nếu việc này thật sự như vậy, vậy cứ tính ta nợ ngươi một cái nhân tình, nếu là không có chuyện khác, ngày hôm nay liên lạc đến đây thôi. Thất khiếu tâm âm bích này mặc dù huyền diệu vạn phần, nhưng để liên lạc liên đại lục lại tiêu hao linh lực rất lớn, sử dụng nhiều lần thì ta cũng ăn không tiêu. Bóng người mơ hồ sau khi nói xong, trong tay kết quyết. Nhất thời phục một tiếng, trên thạch bích hình ảnh sau một thoáng mơ hồ liền hóa thành linh quang rồi biến mất. Hồng Phát lão giả thấy vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại mỉm cười nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian mỗi ngày đi qua, tự nhiên càng gần tới ngày khai mạc hội đấu giá. Trong thời gian này, Hàn Lập chỉ tu luyện tại chỗ chưa từng ra ngoài, còn đám người Huyết Phách, Chu Quả Nhi nhân cơ hội này nhiều lần đi các cửa hàng trong thị trấn xem một chút, cũng mua sắm được không ít tài liệu bảo vật hiếm thấy tại ngoại giới, xem như thu hoạch đều không nhỏ. Đối với Hàn Lập tất nhiên không để mấy thứ này vào mắt, nên không có ý định đi mua sắm tại các cửa hàng ở Thương Minh này, chỉ là một lòng tĩnh tọa chờ hội đấu giá chính thức mở màn. Một tháng sau vào một ngày, Hàn Lập đang tĩnh tọa thì rốt cục nhận được truyền âm phù do nữ tử áo tím tự mình gửi tới, hắn thản nhiên cười đứng dậy, động thân một cái liền rời khỏi mật thất bay đi. Chương 2326, Hồ Ngọc Song. Hàn Lập lẳng lặng truyền âm vài câu trong miệng, tới khi hắn ra khỏi cửa lớn, đám người Huyết Phách và Chu Cổ Nhi sớm đã cung kính đứng chờ ở đó. Hàn Lập phân phó một tiếng để cho Hóa Thạch lão tổ và 12 hương nữ ở lại, chỉ mang theo hai người Huyết Phách và Chu Cổ Nhi hóa thành một luồng hào quang bay lên trời, phi hành về phía một nơi trong thành trấn. Sau đó không lâu, từ vài nơi khác trong rừng rậm cũng đều xuất hiện hào quang chớp động, đồng dạng có một vài người khống chế độn quang bay lên trời. Dường như cùng một thời gian, tại một vài tòa lầu các chuyên dùng để chiêu đãi khách nhân từ bên ngoài đến ở phía trong thành trấn cũng hiện lên từng đạo độn quang như thủy triều bay tới. Tới khi vòng sáng hộ thể do Hàn Lập biến ra bay tới trên không trung của tòa tháp thì nơi đây đã sớm có không ít người tiến nhập vào bên trong. Ánh mắt Hàn Lập khẽ quét qua hơn trăm tên vệ sĩ mặc áo giáp đứng bên ngoài tòa tháp cao, sau đó lập tức mang theo hai nữ trực tiếp đáp xuống phía ngoài cánh cửa lớn. Nhưng vào lúc này, từ trong tháp có một bóng người nhoáng lên, Phi Vân tiên tử lại thướt tha đi ra, vén áo thi lễ với Hàn Lập, sau đó mỉm cười nói: "Hàn tiền bối, hoan nghênh ngài quang lâm đấu ghế đại hội. Nếu ngài không ghét bỏ, có thể để thiếp thân tự mình dẫn đường đưa tiền bối vào bên trong được chứ?" Dường như nàng này đã sớm chờ ở chỗ đó. Nếu tiên tử đã muốn như thế, vậy thì làm phiền rồi. Hàn Lập cũng không hề thấy ngoài ý muốn, mỉm cười gật đầu nói. Cô gái áo tím nghe thấy thế thì tỏ ra vui vẻ, đi tới khoát tay chặn những tên vệ sĩ kia lại. Lúc này bọn người Hàn Lập nghênh ngang tiến vào trong tòa thạch tháp mà ngay cả tín vật cũng không cần kiểm tra. Một chân vừa bước vào cửa lớn của tòa thạch tháp, ngay lập tức Hàn Lập cảm ứng được một hồi chấn động khác thường, cảnh vật ở bốn phía nhanh chóng lướt qua và trôi về phía sau lưng. Nhìn có vẻ như chỉ là một bước nhỏ, vậy mà thoáng một cái cả người lại từ chỗ cửa lớn trực tiếp xuất hiện ở chân cầu thang trong một tầng lầu của tòa thạch tháp. Ở trên bậc thang phía trước, đang có hai gã dị tộc nhân màu da tái nhợt, toàn thân nổi lên từng vòng sáng mơ hồ bao lấy thân thể. Hào quang lóe lên, hai gã dị tộc nhân đã triệt để chui vào bên trong hư không không thấy bóng dáng, chỉ để lại vài điểm chấn động trong không gian. Đây là cửa vào chính thức của phòng đấu ghế sao? Thần sắc Hàn Lập khẽ động hỏi. Tiền bối nói rất chính xác, từ chỗ này có thể trực tiếp đi vào bên trong động thiên đấy. Cô gái áo tím mỉm cười tự nhiên trả lời. Hàn Lập khẽ gật đầu, thân hình thoáng một cái dẫn đầu bước lên bậc thang, một cỗ lực không gian bổ nhào từ phía trước mặt đến, lúc này thân hình của mấy người cũng đồng dạng trở nên vặn vẹo không rõ ràng. Sau thời gian ăn một bữa cơm, Hàn Lập đã ngồi trên một chiếc ghế, cùng với những người đi theo ở trong một gian phòng được trang trí vô cùng trang nhã. Cả gian phòng đặt chiếc ghế lớn chừng khoảng hơn 10 trượng, ở phía trước có một tầng màn sáng gần như trong suốt, từ hướng đó nhìn ra phía ngoài thành thế từ trên cao nhìn xuống, thì trông thấy một cái quảng trường khổng lồ. Bốn phía quảng trường là chẳng chịt những dãy ghế đá cùng với những đầu người đang nhấp nhổm đi tới. Mà dọc theo quảng trường là khoảng 5-60 căn nhà đá màu bạc nhạt đang lơ lửng ở độ cao vài chục trượng phía trên bầu trời. Mặt ngoài từng căn đều có phù văn màu vàng ẩn hiện, người bên ngoài không có cách nào dò xét được một chút động tĩnh gì ở bên trong. Bọn người Hàn Lập chính đang ngồi trong một gian phòng của một căn nhà như thế, cô gái áo tím đang mỉm cười đứng một bên. Nhìn qua những bố trí này, xem xét một hồi thì dường như cũng không có khác biệt quá lớn với những đấu ghế hội bình thường khác. Nhưng ánh mắt của Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trong một căn nhà đá màu bạc thì lại nhìn về một chỗ cao hơn ngàn trượng trên không trung của quảng trường. Ở nơi đó, từng đoàn những đám mây năm màu trôi nổi bất định, mơ hồ che giấu vô số giáp sĩ màu đen ở trong đó. Hơn nữa che kín toàn bộ bầu trời là chấn động của hàng loạt các loại cấm chế đang đem toàn bộ quảng trường bao phủ phía dưới. Nhìn lên chỗ cao hơn, ở xa phía trên những đám mây năm màu, rõ ràng là một tòa cung điện cao tầng phát sáng ra màu xanh ngọc bích, mặc dù hơi mơ hồ không rõ, nhưng thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh như tiên nhạc, khiến cho người ta không hiểu được mà sinh ra cảm giác thả lòng. Quý Minh cử hành đấu ghế hội ở trong động thiên, cộng thêm nhiều chuẩn bị như thế ở đằng sau, xem ra thật không có chút sơ hở nào rồi. Hàn Lập bỗng nhiên hướng về phía cô gái áo tím cười nói. Sở dĩ bổn minh cẩn thận như thế cũng là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi, dù sao những bảo vật của lần đấu giá này cũng vượt xa những lần trước kia, thậm chí có 2-3 vật còn có thể áp chế trì hoãn đại thiên kiếp kéo đến, không thể không phòng bị một vài tiền bối có suy nghĩ không tốt trong đầu. Cô gái áo tím mỉm cười khẽ nói, trông thấy những bố trí này của Quý Minh, chỉ sợ là trong nội tâm hơn nửa số đạo hữu ở đây cũng sẽ không có suy nghĩ gì khác đâu. Hàn Lập cười hắc hắc, thâm ý sâu sắc trả lời. Hy vọng là như thế. Hàn tiền bối, đấu ghế hội sẽ lập tức bắt đầu, thiếp thân còn cần phải xử lý một vài sự vụ, không thể dừng lại ở nơi đây lâu thêm nữa rồi. Cô gái áo tím quay đầu nhìn về phía quảng trường bên ngoài màn sáng vài lần, mỉm cười nói vài câu. Nếu đạo hữu còn bề bộn công việc, vậy thì ta cũng sẽ không giữ lại nữa. Hàn Lập khoát tay, không cần suy nghĩ nói. Cô gái áo tím nghe thấy vậy, hơi khom người nói đôi câu áy náy, sau đó thối lui ra khỏi nhà đá. Cả gian phòng chỉ còn lại ba người Hàn Lập, bảo vật có thể trì hoãn đại thiên kiếp, khó trách Hách Liên Thương Minh phải cẩn trọng như thế. Huyết Phách thở dài một hơi, có vài phần khác thường nói. Cũng chỉ có những đồ vật bực này mới có thể khiến những tồn tại đại thừa chạy theo như vịt, không tiếc bất cứ giá nào đoạt về mà thôi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói, tiền bối, chẳng lẽ người không hề động tâm với loại bảo vật này sao? Cho dù hiện tại tiền bối không dùng tới những vật ấy thì sau này 9 phần 10 là vẫn sẽ có tác dụng lớn đấy. Huyết Phách liếc nhìn Hàn Lập, không nhịn được hỏi, hắc hắc, chuyện sau này, cứ để sau này nói sau đi. Cho dù ta muốn bảo vật này cũng sẽ không tìm kiếm ở trong đấu hí hội đâu. Nơi đây có hơn vài chục tên cùng giai đại thừa, nếu thật sự muốn tranh đoạt chỉ sợ được không bù mất thôi. Mục tiêu chủ yếu của lần này vẫn là những danh ngạch truyền tống kia thì hơn. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, bộ dáng tựa như thật sự không để trong lòng. Huyết Phách thấy vậy, tuy rằng trong lòng có chút ý khác, nhưng miệng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chu Quả Nhi ở một bên nhìn xem phần đông những dị tộc nhân tham gia đấu hí hội ở bên ngoài màn sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét hưng phấn. Ước chừng nửa canh giờ sau, quảng trường khổng lồ đã không còn chỗ ngồi, có tới mấy vạn dị tộc nhân tu vi từ luyện hư trở lên đã tụ tập đến nơi đây. Lúc này, một chỗ không bóng người trong sân rộng bỗng vang lên tiếng nốt mạnh ầm ầm, phía dưới đối diện, một tòa bệ đá hiện ra. Tiếp đó quang trận lóe lên trên bệ đá, một lão giả đầu đầy tóc đỏ xuất hiện ở phía trên. Trên mặt lão giả này đầy vẻ tươi cười, chiều cao dáng người không cao lớn lắm, nhưng vừa hiện thân, lập tức một luồng khí tức ngưng trọng bao phủ lấy toàn bộ phòng đấu giá. Một ít dị tộc nhân đang ghé tai thì thầm với nhau, lập tức trong nội tâm cảm thấy rùng mình, nhao nhao ngậm miệng lại nhìn về phía bệ đá. Lão Phu Minh Tôn, là người chủ sự của thương minh trên đại lục này. Hắc hắc, không cần ta phải giới thiệu gì nữa, không ít đạo hữu ở đây đã biết khá rõ về Lão Phu rồi đấy. Cho nên Lão Phu cũng không định nói thêm gì nhiều, chỉ muốn nhắc nhở một vài đạo hữu, quy củ của lần đấu hí hội này không khác biệt lắm với những đấu hí hội khác. Nhưng phàm là những người không tuân thủ quy củ, đến lúc đó cũng đừng trách Lão Phu trở mặt vô tình, đành phải đích thân tiễn khách. Tốt rồi, Lão Phu tuyên bố, đấu hí hội lần này chính thức bắt đầu. Lão giả tóc đỏ nhàn nhát nói mấy câu liền lập tức tuyên bố bắt đầu đấu giá, tiếp đó linh quang dưới bàn chân lóe lên, cả người biến thành một luồng cầu vồng màu bạc bay lên không trung, sau mấy cái chớp động đã nhập vào những đám mây năm màu không thấy bóng dáng. Đồng thời cùng một thời gian, phía trên bệ đá lại lóe lên quang trận, một phu nhân dáng người đầy đặn xinh đẹp tươi cười xuất hiện ở chỗ đó. Đôi mắt của phu nhân long lanh nước, thoáng như tràn đầy vô tận mị hoặc ở trong đó, chỉ hơi quét mắt nhìn qua bốn phía. Một ít dị tộc nhân ở gần đó đều có cảm giác huyết mạch sôi trào khác thường. Quỷ dị hơn chính là phía sau bờ mông của phu nhân này còn có ba cái đuôi đầy lông xù màu phấn hồng, nhẹ nhàng vung vẩy không thôi, càng khiến cho người ta có cảm giác yêu dị mà diễm lệ. Tam vĩ mị hồ, vậy mà linh giới chúng ta lại thực sự tồn tại yêu nghiệt này. Hách Liên Thương Minh đã tìm được từ chỗ kia, lại còn để cho hắn chủ trì đấu hí hội lần này nữa. Quảng trường vốn đã an tĩnh lại trở nên bạo động một hồi. Không ít nam tử dị tộc đều dùng một loại ánh mắt như lang như hổ, hung hăng nhìn chằm chằm vào phu nhân xinh đẹp không rời. Phu nhân trông thấy hết thảy, khuôn mặt không chút dị sắc nào, ngược lại còn vúc mị cười, sau đó miệng phun ra mùi hương như hoa lan nói. Thiếp thân Hồ Ngọc Song, được Minh tiền bối xem trọng, phụ trách chủ trì đấu giá đại hội lần này. Chư vị đạo hữu tiền bối yên tâm, mặc dù tại hạ chỉ là một nữ lưu, nhưng tự hỏi cũng đã chủ trì nhiều lần đấu giá hội cùng loại, nhất định chắc chắn để cho các vị thỏa mãn. Chủ trì nhiều lần đấu giá hội, hẳn Hồ đạo hữu cố ý ăn nói khoa trương, xinh đẹp bực này như tiên tử nếu đã từng lộ diện qua những lần đấu giá hội khác, làm sao chúng ta lại không biết được. Không biết là giọng nói quái dị của ai bỗng nhiên hỏi một câu, âm thanh phiêu hốt bất định. Những người khác nghe thấy vậy, không khỏi lộ ra một ít vẻ hoài nghi. Vị đạo hữu này, nếu là ở Quý Đại Lục thì thiếp thân hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên chủ trì đấu hí hội. Hồ Ngọc Song không chút hoang mang trả lời, cái gì? Tiên tử không phải là người của đại lục này. Lúc này có người cảm thấy giật mình, trước kia thiếp thân hoạt động ở Huyết Thiên Đại Lục, một năm trước mới tới Phong Nguyên Đại Lục, khó trách các vị đạo hữu cảm thấy lạ lẫm. Hồ Ngọc Song tự nhiên cười nói, hắc hắc, hóa ra là Hồ tiên tử không phải là người của Phong Nguyên Đại Lục. Chạc chạc, điều này thật sự đáng tiếc, sớm biết có phu nhân xinh đẹp tuyệt thế bực này, tại hạ cần gì phải một mực khổ tu đến nay vẫn còn độc thân chưa lập gia đình chứ. Thanh âm của một nam tử thô lỗ bỗng nhiên từ một nơi hẻo lánh bên trong quảng trường truyền ra, lời nói lại rất có ý trêu chọc. Khanh khách, thật là xảo hợp, phu quân trước đây của thiếp tân vừa vặn mới qua đời không lâu, vị đạo hữu này nếu có ý, tiểu muội chưa hẳn không thể cho một cái cơ hội để biến nó thành sự thực đấy. Chỉ là đạo hữu này dám nói lớn gan như vậy, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, không bằng chủ động ra gặp mặt thiếp thân, đem lời lúc nãy lặp lại một lần được chứ. Phu nhân xinh đẹp nghe thấy vậy, khanh khách cười. Vừa nói chuyện đồng thời tinh quang từ trong hai con mắt cũng nhẹ nhàng lưu chuyển một hồi. Lực hấp dẫn lập tức tăng lên 3-4 phần nữa, cả người thoáng một cái biến thành vô cùng yêu mị như nam châm. Được, nếu đã là yêu cầu của ngươi, tại hạ nhất định nghe theo. Sớm biết có tồn tại xinh đẹp tuyệt thế bực này như phu nhân, tại hạ cần gì phải. Từ trung tâm một bệ đá cách đó không xa, một gã nam tử trung niên mặt mũi trắng nõn thoáng một cái đăm đăm hai mắt đứng lên, cả khuôn mặt đỏ bừng lớn tiếng nói. Chương 2327, Hoàng Kim Cốt Tủy. Gã nam tử kia sau khi nói ra những lời vừa rồi chợt dùng mình bừng tỉnh. Gương mặt xám lại, trong mắt lộ ra nét khiếp sợ. Ồ, thì ra là cha đạo hữu của Thạch Dũng tộc. Khó được đạo hữu coi trọng thiếp thân như vậy, không bằng chờ đấu giá hội kết thúc, ở lại đây cùng với thiếp thân vui vẻ mấy ngày. Ý đạo hữu thấy sao, biết đâu lại có thể làm đạo hữu thỏa nguyện mong ước. Nữ nhân xinh đẹp nhìn vào nam tử trung niên kia cười nhẹ, thân thể khẽ run theo điệu cười, bày ra một lực hấp dẫn vô tận. Nhưng trong mắt nàng lóe lên một tia hàn ý như có như không. Hồ tiên tử nói đùa, vừa rồi tại hạ chỉ có ý đùa giỡn thôi, làm sao mà dám có ý với tiên tử chứ. Trước dáng vẻ tươi cười đầy mị hoặc của nữ nhân kia, nam tử trung niên như nhìn thấy rắn rết, cười gượng vài cái, vội vàng thành thật trở về chỗ ngồi. Đùa, đạo hữu đã không có ý kết bạn với thiếp thân, thì tốt nhất nên cẩn trọng khi phát ngôn. Việc này chỉ đến đây thôi, nếu như còn có người mở miệng đùa giỡn nữa thì đừng trách thiếp thân trở mặt vô tình. Nét mặt tươi cười vừa rồi của nàng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng băng giá. Sắc mặt nam tử trung niên vô cùng khó coi nhưng cũng không dám phản đối chút nào. Những kẻ trong quảng trường chứng kiến cảnh vừa rồi trong lòng đều run lên, dùng ánh mắt vô cùng kiêng kỵ mà nhìn Hồ Ngọc Song. Được rồi, tiểu nha đầu, ngươi lãng phí thời gian quá đấy. Chúng ta đến đây không phải để xem mấy trò khôi hài nhảm nhí đó. Nhanh đem vật phẩm đấu giá ra đây đi. Trong căn phòng màu xám bạc truyền ra một âm thanh già nua mang theo ý bất mãn khó chịu. Vâng, là vãn bối sơ suất, món đồ đầu tiên lập tức sẽ đấu giá. Hồ Ngọc Song sau khi nghe người kia nói, gương mặt biến sắc, khom người nói. Tiếp theo, nàng dùng một tay bắt quyết rồi điểm xuống bệ đá bên dưới. Trong quang trận lúc này nổi lên âm thanh vù vù, phía trước bỗng nhiên hiện ra một cái bàn dài bằng bạch ngọc sáng long lanh. Trên bàn, để ba cái hộp gỗ kích thước khác nhau, tất cả đều được phủ lên một màn sương mù. Món đấu giá đầu tiên của đại hội lần này không phải là vật của Phong Nguyên Đại Lục, mà do bản thương minh tốn rất nhiều tâm huyết lấy từ Lôi Minh Đại Lục bên kia, một bình cốt tủy của Hoàng Kim Lôi Sư. Hồ Ngọc Song vừa nói xong, ngón tay búng ra một điểm sáng màu hồng phấn đi vào trong vầng sáng, tay kia phẩy một cái đã đem hộp gỗ bên trong đặt trên bàn tay. Cốt tủy của Hoàng Kim Lôi Sư, thực hay giả vậy, danh tiếng của Hoàng Kim Lôi Sư dù chưa từng đi đến Lôi Minh Đại Lục cũng đã nghe được ít nhiều lời đồn. Xem ra lần đấu giá này đánh đổi không nhỏ, ngay từ đầu đã đưa ra đồ vật kinh người như vậy. Phần đông dị tộc nhân trong đại sảnh vừa nghe được lời của nữ nhân xinh đẹp kia, thì náo động một hồi. Không ít kẻ nhìn chằm chằm vào hộp gỗ không lớn kia. Nữ nhân tươi cười mị hoặc, một tay nhằm hộp gỗ mà vỗ nhẹ một cái, bộp, nắp hộp lập tức vang lên, lộ ra một bình màu tím nhỏ cỡ lòng bàn tay, bên ngoài dán một lá phù màu bạc tản ra linh quang nhẹ nhẹ. Hoàng Kim Lôi Sư, một trong tam đại thánh thú của Lôi Minh Đại Lục, vừa sinh ra đã có khả năng thao túng lôi điện. Dùng cốt tủy của nó luyện chế lôi tủy đan, sau khi dùng vào có thể khiến người dùng trong một khoảng thời gian có được khả năng chống lại lôi điện. Nhưng lôi tủy đan luyện chế không dễ, dù có một bình cốt tủy cũng không chắc có thể luyện chế được. Nhưng một khi luyện chế được một viên dùng trước khi độ thiên kiếp, lợi ích có thể thấy nhiều như thế nào, không cần thiếp thân nói nhiều. Nữ nhân một tay nâng cái bình, vẻ mặt cẩn thận giải thích một phen, sau đó ngón tay điểm vài cái vào hư không. Một đoàn linh quang xoay tít rồi biến thành phù văn màu vàng lũ lượt bay vào phù lục màu bạc. Một tiếng trầm đục, phù lục màu bạc run lên rồi bay ra khỏi bình nhỏ. Tiếp đó âm thanh đùng đoàng vang lớn. Khi phù lục vừa tách ra, cái bình nhỏ hiện ra một đoàn các tia sét màu tím đan vào nhau, dần dần tạo thành một tấm lưới điện. Một số dị tộc thấy vậy thốt ra âm thanh kinh ngạc lẫn hâm mộ. Một số khác trong ánh mắt hiện ra một tia đem khát nóng bỏng. Cốt tủy Hoàng Kim Lôi Sư chưa hiện mà đã thể hiện ra vẻ ngoài kinh người như thế. Nếu dùng nó để luyện đan dược có thể ngăn cản lôi kiếp như lời đồn xem ra không giả. Điều này khiến cường giả các tộc tham gia đấu giá hội vì mục tiêu khác cũng thay đổi ý định ban đầu. Thậm chí các lão quái vật ngồi trong những căn phòng xám bạc kia cũng có một chút động tâm. Không nghĩ đấu giá hội lần này, Thương Minh lại đưa ra kỳ chân có thể ngăn cản lôi kiếp ngay từ đầu. Tiền bối không có ý định đoạt nó sao? Dị quang trong mắt Huyết Phách chớp động nhìn bình nhỏ rồi quay lại hỏi Hàn Lập một câu. Lôi tủy đan tuy có vài phần kỳ diệu ngăn cản được lôi kiếp, nhưng loại tăng phúc này với đại thừa mà nói thật nhỏ bé không đáng kể. Bản thân ta không giống với đại thừa khác, thân thể tu luyện không kém gì chân linh thời thượng cổ, dùng nó có tác dụng gì đây? Thần sắc Hàn Lập lạnh nhạt, đối với vật này không có hứng thú, giải thích vài câu. Nếu thế thì lôi tủy đan đối với cấp bậc đại thừa không phải vật nhất định phải có, xem ra thiếp thân có vài phần cơ hội. Huyết Phách nghe xong, gương mặt hiện ra nét vui mừng. Ồ, đạo hữu coi trọng vật ấy sao? Hàn Lập hỏi lại một câu, đã để tiền bối chê cười, vãn bối tuy chưa biết chính xác vị trí bản thể, nhưng tình cảnh không tốt lắm. Những năm nay, tu vị cũng không tăng bao nhiêu, càng không thể mà tìm bảo vật ngăn cản thiên kiếp. Đã vậy thì vãn bối chỉ còn cách cố gắng chuẩn bị cho nàng một chút. Huyết Phách cười khổ, đạo hữu đã xem trọng nó thì cứ lấy đi, nếu linh thạch không đủ Hàn mỗ có thể trợ giúp một ít. Hàn Lập nhàn nhạt trả lời, nếu vậy, vãn bối xin đa tạ. Huyết Phách vui mừng, Hàn Lập mỉm cười, ánh mắt rời đến đài đấu giá trên quảng trường. Lúc này 5 ngón tay thiếu phụ xinh đẹp cầm lấy bình nhỏ rồi nhẹ nhàng dốc xuống. Tách, một tiếng, một giọt chất lỏng vàng rực rỡ theo dòng mà chảy ra. Vừa tiếp xúc với không khí, lập tức hóa thành một đoàn lôi quang mờ mịt. Liên tục những tiếng sét đánh lớn nhỏ thi nhau nổi lên. Thấy một màn vừa rồi, những người còn hoài nghi với Hoàng Kim Lôi Tủy cũng yên tâm ngồi đánh giá xem cần phải bỏ ra bao nhiêu để vật này tới tay. Ánh mắt Ngọc Song hồ lưu chuyển, đem tất cả thần thái mọi người đều lưu vào trong mắt. Sau khi cười nhẹ, bình nhỏ trong tay run lên, một mảng mây bạc bay ra nháy mắt cuốn lôi quang màu vàng vào trong bình. Nghiêm nghị nói, một lọ cốt tủy Hoàng Kim Lôi Sư, giá khởi điểm 1000 vạn, chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch mà trao đổi, bây giờ bắt đầu đấu giá. Nói dứt lời, thiếu phụ phất tay áo một cái, lưu quang trong trận chuyển động phát ra âm thanh ong ong. 5 cột sáng song song phóng thẳng lên rồi sau đó ngưng tụ trên không trung, liên kết rồi huyễn hóa một mạch thành một màn sáng lớn. 2000 vạn, một âm thanh trầm thấp vang lên từ một góc quảng trường, người kia vừa mở lời đã nâng giá lên gấp đôi khiến không ít kẻ chấn động trong lòng. Hư ảnh bên cạnh bình nhỏ màu tím bị quét sạch rồi hiện ra một con số nhiều hơn ban đầu 1000 vạn. Mà bên cạnh con số hiện ra thêm một ký hiệu hình tròn, cho thấy một con số đồng dạng. 2100 vạn, 2300 vạn, tiếng báo giá liên tiếp phát ra, trên quảng trường hiện giờ như muốn nổ ra. Màn sáng trên mức báo giá theo biến ảo của người đấu giá mà tăng lên một mạch, nháy mắt đạt đến 3000 vạn, 3500 vạn, cuối cùng tạm thời ngừng lại ở mức 4000 vạn. Giá cao như thế chỉ để mua một phần nguyên liệu luyện đan mà chưa chắc chế ra được linh đan quả thực giống như thiên giới. Dù tham gia đại hội lần này đa số đều giàu có xa xỉ nhưng cũng cảm thấy đau lòng, bắt đầu cân nhắc lại xem có nên cố gắng đạt được vật kia hay không. 4500 vạn, một âm thanh lười biếng của nam tử vang lên, theo đó con số màu vàng kim trên bảng cũng chuyển sang màu vàng có chút đỏ. Tiếng báo giá này phát ra từ một căn phòng xám bạc, là một gã đại thừa lão tổ xuất thủ. Diễn biến vừa rồi khiến sắc mặt phân nửa dị tộc nhân trong quảng trường biến đổi. Cùng một đại thừa lão tổ tranh giành đồ vật cần tới bao nhiêu dũng khí đây? 4600 vạn, sau một lúc chần chờ, trong quảng trường cũng có kẻ cẩn thận báo giá. 4700 vạn, con số trên màn sáng lại biến đổi một lần nữa, là một vị đại thừa khác ra giá. Lúc này, quảng trường yên tĩnh trở lại, cuối cùng cũng không có người dám ra giá. Nếu đạo hữu bắt buộc phải có vật này, vậy tại hạ không tiện tranh chấp rồi. Gã đại thừa ra giá sau, âm giọng nhu hòa không phân biệt được nam nữ, chỉ ra giá một lần rồi buông bỏ. Ha ha, vậy đa tạ đạo hữu đã nhường. Gã đại thừa đầu tiên cười hắc hắc ra vẻ tạ ơn. Nhưng lúc này một âm thanh êm tai dễ nghe vang lên từ căn phòng xám bạc thứ ba. 4800 vạn, lần này, không những các dị tộc nhân trong quảng trường kinh ngạc, ngay cả gã đại thừa kia cũng yên lặng trong chốc lát. Một lúc sau truyền ra một cái giá mới 5000 vạn. 5100 vạn. Bên trong căn phòng thứ ba, tay Huyết Phách nâng một cái bàn tròn, dùng thần niệm ngưng trọng huy động phía trên ngón tay. Hàn Lập tựa lưng vào ghế, mỉm cười quan sát mọi chuyện. 5200 vạn, hoàng kim cốt tủy này đối với một tên vãn bối cả ta cực kỳ hữu dụng. Nếu đạo hữu nhường lại, lão phu vô cùng biết ơn. Gã đại thừa đầu tiên cuối cùng cũng không ngồi yên, sau khi báo giá liền nói hai câu. Chương 2328, Thương Minh Tứ Lão. Hiển nhiên vị đại thừa dị tộc này không biết người đang tranh giá với lão chỉ là một vãn bối cảnh giới luyện hư mà thôi. Huyết Phách vừa nghe thế, sắc mặt biến đổi, không khỏi quay sang Hàn Lập. Không sao, đã là hội đấu giá thì ai trả giá cao thì được đồ. Huyết đạo hữu không cần cố kỵ gì cả, cứ thẳng tay mà lấy về. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, nói một câu, đa tạ tiền bối, có lời này thì thiếp thân yên tâm rồi. Huyết Phách thả lỏng người, cảm kích nói, tiếp đó ngón tay nàng chạm lên vòng tròn vài cái. Hô lên một câu, 5500 vạn. Một lúc nâng giá lên 300 vạn linh thạch, khiến cho đông đảo dị tộc nhân trong quảng trường kinh hãi. Sắc mặt của gã đại thừa ra giá đầu tiên cũng trầm xuống. Hắn cũng không có ý định tranh đoạt tiếp, chỉ ngồi đợi Hồ Ngọc Song hô 3 lần xác nhận, bỏ qua ý định đoạt lấy hoàng kim cốt tủy. Căn phòng đá kia vì vậy mà trở nên im ắng, không truyền ra âm thanh nào. Huyết Phách không hiểu vì sao gã đại thừa kia không tranh đoạt với mình. Có lẽ vật này không đạt đến giá cao như vậy, vì vậy nàng vui mừng ngồi chờ người của Thương Minh đưa đồ tới rồi thanh toán sạch sẽ. Thật không ngờ Huyết tỷ tỷ lại có tài phú kinh người như vậy. Giá đắt như vậy mà cũng trả được. Chu Quả Nhi đợi người hầu lui ra rồi nhìn Huyết Phách đang vuốt ve cái bình màu tím, hâm mộ nói. Với tu vị của nàng hiện nay, dĩ nhiên không thể có quá nhiều linh thạch trên người. Quả Nhi muội muội nói đùa rồi, số linh thạch này là do bản thể của ta gom góp nhiều năm mới có được. Ta cũng không ngờ vừa mới bắt đầu lại có thể xuất hiện tài liệu hiếm gặp như Hoàng Kim Lôi Sư cốt tủy. Nếu không phải vẫn còn bảo vật khác được đưa ra đấu giá lúc sau, ta làm sao mà dễ dàng đạt được nó như vậy. Huyết Phách thở dài nói, linh quang trong tay lóe lên, thu bình nhỏ vào. Ta lại cảm thấy tỷ tỷ ra tay lúc này mới thật sáng suốt. Các vật đem đấu giá về sau, dù không bằng Hoàng Kim cốt tủy, thì chuyện cạnh tranh cũng đẩy giá lên không dưới bấy giờ. Khi đó bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà lấy cho được Hoàng Kim cốt tủy. Khi đó, tỷ tỷ không dễ gì mà lấy được đâu. Chu Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ rồi tươi cười nói, cũng là do có Hàn tiền bối ở đây, nếu chỉ mình ta thì làm sao dám tranh đoạt với một tên đại thừa chứ. Kể cả khi không có đại thừa tranh đoạt thì những kẻ khác cũng không dễ gì mà buông tay. Huyết Phách nhìn Hàn Lập cảm kích nói, lúc đầu còn tưởng rằng Huyết đạo hữu cần mượn một chút linh thạch, không ngờ tự mình cũng có thể lấy được, như vậy thật quá tốt. Hàn Lập mỉm cười, bộ dạng như không có gì. Ánh mắt hắn lúc này đang nhìn đến trung tâm của quảng trường. Vừa mới bắt đầu họ đã lấy ra tài liệu quý giá như Hoàng Kim cốt tủy. Ngay cả Hàn Lập cũng có chút bất ngờ, vì thế hắn đối với những vật đấu giá về sau càng thêm mong đợi. Trên bậc đá, Hồ Ngọc Song đã đem hộp gỗ thứ hai hơi dài một chút đặt vào tay, rồi mở ra. Ngay khi thiếu phụ vừa mở hộp ra, bên trong truyền ra tiếng long ngâm. Một luồng lục quang sao bắn ra, sau một cái chớp động đã hóa thành một con dao long màu xanh lớn mấy mươi trượng, dương nanh giơ múa vuốt phóng lên trời tựa như muốn thừa có trốn chạy. Sao lục quang, ánh sáng màu xanh lá. Hừ, quay lại, bên trong đám mây ngũ sắc trên không, truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tiếp đó phốc phốc vài tiếng, phụ cận một đám mây, bắn ra mấy đạo kim quang sao, lóe lên một cái đã chuẩn xác đánh trúng thanh dao. Sao kim quang, ánh sáng màu vàng kim, dao long gào thét một tiếng, toàn thân run lên rồi rớt từ trên không xuống. Giờ phút này, thiếu phụ chọn đúng thời cơ, trong miệng lẩm bẩm niệm, một ngón tay nhằm thanh dao mà điểm một cái. Thân hình thanh dao vặn vẹo, hào quang toàn thân thu lại, hóa thành một thanh bảo kiếm màu lục, từ từ hạ xuống. Hồ Ngọc Song lúc này mới đưa tay phất một cái vào hư không, đem bảo kiếm nắm vào tay, rồi dùng hai tay chà nhẹ một cái. Ánh sáng xanh bên ngoài kiếm lúc này đều bị thu lại, âm thanh rồng ngâm cũng ngưng bặt. Lam mang trong mắt Hàn Lập lóe lên, đem vật kia nhìn rõ mồn một. Kiếm này phong cách cổ xưa, dài không quá một xích. Thân kiếm rất ngắn, chuôi kiếm đã chiếm nửa chiều dài. Bên ngoài thân kiếm lộ ra chi chít hoa văn hình lân phiến. Chuôi kiếm mơ hồ giống như một đầu dao long màu xanh, miệng ngậm một viên tinh thạch hình trăng khuyết. Thanh Giao Trùng Nguyệt Kiếm, một trong ba thanh phi kiếm mà Trùng Nguyệt lão nhân, người mà danh chấn Phong Nguyên Đại Lục 10 vạn năm trước, sở hữu. Khi luyện chế, kiếm được ngâm trong máu huyết của hơn 10 con thông linh giao long. Sau khi hình thành, Trùng Nguyệt lão nhân tốn hơn mấy trăm năm cực khổ đem nguyệt tinh lực không ngừng quán chú vào, linh tính cực mạnh, uy lực kinh người không cần nói cũng biết. Nếu đạo hữu nào cảm thấy hứng thú có thể lên kiểm định một chút. Thiếu phụ xinh đẹp nâng kiếm trước mặt, mỉm cười giải thích một hồi. Lời vừa dứt, trên quảng trường đã có mấy người đứng dậy, lần lượt đi đến bệ đá kiểm nghiệm kiếm này. Những người này hoặc gật, hoặc lắc đầu, thoáng chốc đã có gần 30 người. Sau khi người cuối cùng lui xuống, Hồ Ngọc Song giơ cao thanh kiếm trong tay, không hề do dự nói. Thanh Giao Trùng Nguyệt Kiếm giá khởi điểm 700 vạn linh thạch, cũng dùng cực phẩm linh thạch để trao đổi, giờ bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm món pháp bảo này thấp hơn Hoàng Kim cốt tủy một chút. Nhưng ngược lại, người vừa ý với thanh kiếm có lai lịch bất phàm này rất nhiều. Thiếu phụ vừa dứt lời, thì có người mở miệng, 750 vạn, 800 vạn, 900 vạn, màn sáng bên trên đã hiện ra hư ảnh phi kiếm tự bao giờ, con số đấu giá bên cạnh biến hóa liên tục, chưa kịp dừng lại đã biến đổi số khác, nhất thời chưa có điểm dừng. Nhưng khi con số chạm đến giá 2.600 vạn, âm thanh báo giá đột nhiên trì hoãn. Tiếp đó cũng không kẻ nào ra giá tranh đoạt nữa. Về phần mấy vị lão tổ đại thừa bên trong các căn phòng thì không hề để ý đến bảo vật này, không hề ra tay đoạt lấy. Thanh Giao Trùng Nguyệt Kiếm được bán ra với giá 2.600 vạn. Sau đó, Hồ Ngọc Song mở hộp gỗ thứ ba, lấy ra một khối khoáng thạch màu máu lớn bằng nắm tay, chính là Huyết Cương Thiết, đặc sản của Huyết Thiên Đại Lục. Vật này là tài liệu dùng để luyện chế một số bảo vật đặc thù. Một người ra giá 1.700 vạn dễ dàng mang đi. Từ lúc đó đấu giá hội có một cái khởi đầu tốt đẹp mà diễn ra tiếp tục. Từng món dị bảo, tài liệu lần lượt đem ra, sau đó, được Hồ Ngọc Song nhẹ nhàng mà đấu giá. Trong số những vật này, khiến mấy vị lão tổ đại thừa để ý cũng không nhiều. Đấu giá cả trăm món cũng chỉ có vài lần ra tay mà thôi. Hàn Lập lại càng không thèm để tâm, không ra giá dù chỉ một lần. Huyết Phách cũng động tâm không thôi với vài loại đồ vật, nhưng sau khi nghe báo giá không nói hai lời, liền từ bỏ ý định. Với tài phú bị hao hụt, phân nửa của nàng chỉ có thể ngắm chúng từ xa mà thôi. Hách Liên Thương Minh dường như biết những vật kia không thể đả động gì đến mấy vị lão tổ đại thừa, cuối cùng đấu giá hội cũng được hơn phân nữa, liên tục lấy ra 5-6 loại bảo vật còn quý hơn so với Hoàng Kim Cốt Tủy. Những bảo vật này nếu không thể ngăn cản thiên kiếp thì cũng có tác dụng trì hoãn thiên kiếp. Đến lúc này, mấy vị lão tổ đại thừa không thể ngồi im, tranh đoạt quyết liệt không nhân nhượng. Cho dù món thấp nhất cũng có cái giá 100 triệu linh thạch. Thậm chí có một món tài liệu đặc thù dùng để luyện chế bảo vật ngăn cản thiên kiếp mạnh mẽ leo đến con số 400 triệu linh thạch. Trong quảng trường, mấy tên dị tộc luyện hư, hợp thể kỳ kia mới biết thế nào là đại tài khí thô, ném cực phẩm linh thạch như ném rác. Hàn Lập đối với những tài liệu đặc thù kia có chút hứng thú nên cũng ra tay tranh đoạt, nhưng khi giá lên đến 200 triệu linh thạch thì đành cười nhẹ mà bỏ qua. Sau khi 5-6 món bảo vật kia xuất trường thì cũng khơi dậy hứng thú của mấy vị đại thừa kia. Dù cấp bậc của những vật đấu giá tiếp theo cũng không quá cao, nhưng những lão quái vật này cũng bắt đầu ra tay, đem không ít đồ vật thu về. Thời gian từng chút trôi qua, đấu giá hội tiến hành một ngày, rốt cuộc cũng đến giai đoạn cuối. Cũng may những người ở đây đều pháp lực cao thâm, chẳng những không chút mệt mỏi mà còn hiện ra bộ dáng tinh thần sảng khoái. Xem chừng các vị đạo hữu đã chờ đợi rất lâu, thiếp thân không nhiều lời vô ích nữa. Tiếp theo đấu giá 3 bảo vật áp trục sao, tin rằng sẽ khiến mọi người thỏa mãn vạn phần. Hồ Ngọc Song lộ ra nụ cười bí hiểm nói, tiếp đó hai tay vỗ nhẹ. Sao vật phẩm áp trục, y nói đồ vật tốt nhất, đắt đỏ nhất được đưa ra sau cùng. Ở đây để nguyên văn cho xuôi. Trên bầu trời phát ra một tiếng nổ rền vang, đám mây ngũ sắc dao động một hồi, lộ ra một tòa cung điện khổng lồ tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Tiếp đó trong cung điện vang lên tiếng phản âm, thoáng cái bay ra 3 mỹ nữ tuyệt diễm vận cung trang ngũ sắc. Mỗi một người đều bưng một cái khay bạc phủ trong vầng sáng vàng mờ ảo. 3 mỹ nữ vừa bay ra, bóng người trong cung điện sáng lên, lại thêm 4 lão giả phục sức khác nhau bay ra. Mỗi một người đều tỏa ra khí tức cường đại, đều là lão tổ đại thừa kỳ. Khi 7 người đáp xuống bệ đá, Hồ Ngọc Song cung kính hành lễ với 4 lão giả. Bái kiến tứ đại trưởng lão, vãn bối vừa đến Phong Nguyên Đại Lục đã muốn vấn an 4 vị. Không ngờ cả 4 vị đồng thời bế quan, mong các vị trưởng lão không trách tội. Ha ha, ngươi chính là tên hậu nhân cực kỳ có tiền đồ của Hồ lão ngũ sao? Quả nhiên tư chất thập phần xuất chúng, không phải người thường có thể so sánh. Về phần lễ tiết kia thì miễn đi, chúng ta không để ý thì ngươi cũng không cần để trong lòng. 4 lão già chúng ta gần đây tu luyện một loại thần thông đến lúc mấu chốt. Nếu không phải Minh Tôn kiên quyết để chúng ta tỏa trấn nơi này, phân nửa là còn chưa xuất quan đâu. Một gã mặc áo gai dung nhan cổ quái khoát tay chặn lại, vừa cười vừa nói. Chương 2329, Phiên Thiên Kỳ. Lần này, bảo vật áp trục của buổi đấu giá có giá trị thật sự quá xa xỉ, nếu không vãn bối tuyệt không dám đề nghị Minh đại nhân mời 4 vị trưởng lão xuất quan. Hồ Ngọc Song cung kính nói, không có gì, chỉ tốn thời gian 4-5 ngày, cũng không làm chậm trễ việc tu luyện của chúng ta. Hồ nha đầu, không cần khách sáo với 4 lão già này, cứ tiếp tục chủ trì đấu giá đi. Lão già gầy mỉm cười nói, còn lại 3 người khác mặt không chút biểu lộ đứng ở một bên, cũng không có ý mở miệng nói chuyện. 4 vị trưởng lão đợi chút, vãn bối nhanh chóng đem 3 kiện bảo vật áp trục này ra bán đấu giá. Hồ Ngọc Song liền vội vàng đáp ứng, nàng quay người hướng 3 cung trang nữ tử vẫy tay một cái. Lúc này 3 cung trang nữ tử bước lên một bước, đi tới khu vực cách nàng hơn một trượng, lẳng lặng đứng yên ở đó không nhúc nhích. Cùng lúc đó, thân hình 4 gã trưởng lão thương minh thoáng một phát liền xuất hiện ở 4 góc của thạch đài, sau đó xếp bằng ngồi xuống. Lúc này, phần đông dị tộc trong sân vừa thấy Hách Liên Thương Minh một hơi xuất động 4 gã đại thừa lão tổ, cũng không khỏi lấy làm mong chờ. Xem ra vật phẩm áp trục sắp tới phải là quý hiếm cực kỳ, nếu không sẽ không bày ra đội hình lớn đến như vậy. Đến lúc này, Hồ Ngọc Song sau một phen thi pháp, màn sáng bao phủ trên khay bạc bổng lóe lên biến mất, từ đó ẩn hiện một cây cờ nhỏ màu xám cho. Cây cờ này dài chưa đến nửa xích, lá cờ mỏng màu xám, trên mặt không có một chút linh quang nào, chỉ có lờ mờ vài đạo linh vân màu vàng không biết tên minh ấn ở trên, thoạt nhìn không có chút nào thu hút. Mặt ngoài cây cờ màu xám cho lại được dán chằng chịt 7-8 tấm phù lục màu bạc, nhưng từ đó vẫn tản mát ra từng đợt chấn động quỷ dị, làm cho không khí xung quanh của nó trở nên mông lung khác thường. Tên tuổi của hỗn độn vạn linh bảng, chắc mọi người đã nghe nói qua, bảng này ghi lại 1000 bảo vật có uy năng to lớn nhất của linh giới. Trong số linh bảo bài danh thấp, nói không chừng ở trên mình một vài đạo hữu trong số các vị ngồi đây cũng có được một kiện, nhưng mà huyền thiên linh vật bài danh ở phía trên, ta tin tưởng không có mấy người chính thức thấy qua. Con mắt thiếu phụ chuyển hướng quét qua bốn phía quảng trường, quyến rũ nói. Hồ tiên tử nói những lời này, hẳn là lần này trong những bảo vật áp trục có huyền thiên linh vật. Một tên hợp thể kỳ của dị tộc nhịn không được hỏi một câu. Khanh khác, chư vị đạo hữu đều là người thông minh, chắc cũng đoán được vật trong tay thiếp thân chính là một kiện huyền thiên linh vật, hơn nữa còn bài danh ở vị trí thứ 9 trên vạn linh bảng phiên thiên kỳ. Phu nhân cầm cây cờ nhỏ trên tay cười khẽ một nói. Thật là phiên thiên kỳ, không có khả năng, huyền thiên linh vật này không phải đã sớm mất tích nhiều năm rồi sao? Cũng vì kiện huyền thiên chi vật này, năm đó phong nguyên đại lục có chừng 7-8 đại tộc bị tổn thương nguyên khí, thậm chí có 2 cái tiểu tộc bị diệt tộc hoàn toàn. Thật không nghĩ tới hôm nay, bảo vật này còn có thể một lần nữa xuất thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên sân rộng đều cực kỳ hưng phấn, tiếng bàn luận xôn xao càng làm vang vọng toàn trường. Ngay cả những đại thừa lão tổ bên trong vài chục tòa thạch ốc, cũng hơn phân nửa trong nội tâm tỏ ra chờ mong. Phiên thiên kỳ, ta cũng từng nghe nói qua, loại bảo vật này lại xuất hiện trong đại hội đấu giá, đúng là ngoài dự liệu. Hách Liên Thương Minh thật đúng là một siêu cấp thế lực. Hàn Lập nhìn về hướng phu nhân phía xa xa trên thạch đài, trên mặt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Về phần huyết phách cùng Chu Quả Nhi ở bên cạnh, càng là mở thật to hai mắt, thần sắc tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Cho lão phu hỏi một câu, vật ấy có thật là huyền thiên chi bảo trên vạn linh bảng kia không? Hắc hắc, nếu đúng là vật ấy, ta cũng không tin Quý Minh cam lòng lấy ra làm vật đấu giá, mà không tự mình cất giấu làm của riêng. Tên đại thừa cùng tranh đoạt hoàng kim cốt tủy với huyết phách lạnh lùng lên tiếng nói. Tiền bối đúng là tuệ nhãn như đuốc, nếu trong tay vãn bối đúng là vật bài danh phía trên vạn linh bảng 10 phần nguyên vẹn, cho dù bổn minh có vài phần thực lực cũng không dám ngông nghênh lấy ra. Những thứ khác không nói, chỉ cần vài tên thượng cổ chân linh tìm tới cửa, đã là hậu hoạn vô cùng với bổn minh rồi. Tuy nhiên, vừa rồi vãn bối nói vật ấy chính là phiên thiên kỳ bài danh phía trên của vạn linh bảng cũng không có chỗ nào giả dối. Hồ Ngọc Song hơi khom người kính cẩn trả lời, nghe khẩu khí của ngươi, bảo vật này hình như có chút khác thường, cũng không nên làm cái trò gì bí mật, trực tiếp nói cho rõ ràng đi. Một đại thừa lão tổ xa lạ khác chậm rãi lên tiếng. Vâng, vậy thì để vãn bối giải thích đôi điều. Các đạo hữu ở đây đa phần đều là nghe nói qua tên tuổi của phiên thiên kỳ, đối với sự xuất hiện và biến mất nhanh chóng sau đó của nó cũng biết rõ một phần, nhưng chuyện bản thể của phiên kỳ được chia ra làm 2 phần âm dương 2 lá phiên kỳ thì chỉ sợ không có mấy người biết. Vãn bối trong tay cũng chỉ nửa âm kỳ trong đó, đơn độc sử dụng âm kỳ, uy năng của nó phát ra cũng phát huy ra thần thông bình thường của thông thiên linh bảo mà thôi. Chỉ có âm dương 2 kỳ hợp lại làm một mới có thể phát huy 10 phần uy năng của huyền thiên chi bảo. Nếu không, bổn minh cũng sẽ không đem nó lấy ra làm vật đấu giá. Thiếu phụ xinh đẹp vội vàng giải thích, một phân thành 2, âm dương song kỳ, trong sân rộng, dị tộc nhân tự nhiên lại là một phen sao động. Không ít người thần sắc lộ ra vẻ giật mình, nguyên lai bảo vật này chỉ là một nửa phiên thiên kỳ mà thôi. Nhưng huyền thiên linh vật bực này luôn luôn thông linh cực kỳ, nếu như âm kỳ hiện thế, nghĩ đến dương kỳ đồng dạng cảm ứng được cũng phải xuất thế mới đúng. Quý Minh có tin tức gì về dương kỳ không? Lại là một tên đại thừa trong phi ốc lớn tiếng hỏi. Câu hỏi này làm cho các dị tộc nhân trong sân rộng đều thoáng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tất nhiên câu hỏi này cũng là hỏi đúng suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Tiền bối nói đùa, bổn minh nếu có tin tức của dương kỳ thì đã sớm bắt lấy tới tay rồi, như thế nào còn nghĩ đem một mình âm kỳ ra đấu giá, là âm kỳ này cũng là trong lúc vô tình bổn minh mới có được, còn tin tức về dương kỳ, bổn minh quả thực không biết chút nào. Được rồi, thiếp thân đã giải thích xong, còn bây giờ thiếp thân sẽ đem bảo vật này thể hiện một chút uy năng, mặc dù không cách nào có được huyền thiên chi bảo uy năng, nhưng cũng đủ làm cho các vị đạo hữu cùng các vị tiền bối phân biệt thiệt giả. Phu nhân hồi phục lại sự cung kính, liền đem tiểu kỳ trong tay run lên. Tiểu kỳ vốn đang mơ hồ mờ mịt liền lập tức xuất hiện âm thanh vù vù vang lớn, một dải sáng màu vàng từ trong kỳ phóng xuất ra, lại cuồn cuộn ngưng tụ lại, huyễn hóa ra vô số đóa hoa nhỏ màu vàng, lập tức đem trọn thạch đài bao phủ lại vào bên trong. Sau một khắc, trên bệ đá truyền ra tiếng chú ngữ trầm thấp của thiếu phụ. Tiếp sau một tiếng quát, những đóa hoa màu vàng quay tròn chuyển động thẳng lên. Toàn bộ động thiên thiên địa nguyên khí rung lên, sau đó phô thiên cái địa tuôn đến hướng bệ đá, rồi nhao nhao chui vào bên trong hoa cúc vàng không thấy bóng dáng. Ầm ầm một tiếng nổ lớn bỗng chốc vang lên, linh quang của những đóa hoa cúc vàng tỏa sáng, nhanh chóng lan tràn ra trôi nổi trên không trung của toàn bộ quảng trường. Trong chốc lát thời gian, toàn bộ không gian phía trên quảng trường được bao phủ bởi những đóa hoa lớn màu vàng. Những dị tộc nhân ở phía dưới, vội vàng đem thần niệm quét qua những đóa hoa lớn màu vàng, sắc mặt liên tục biến đổi. Mỗi một người đều có thể cảm ứng được rõ ràng, bên trong những đóa hoa lớn màu vàng này ẩn chứa uy năng to lớn. Càng làm bọn họ kinh hãi chính là, uy năng bên trong của những đóa hoa lớn màu vàng này cực kỳ bất ổn, giống như là có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, bên trong một gian phi ốc truyền ra một tiếng hừ lạnh. Hừ, không cần phải phô trương nữa, có phải là huyền thiên chi bảo hay không, những lão gia hỏa chúng ta còn không nhìn ra được hay sao? Hơn nữa bảo vật như thế này không phải người bình thường có thể tranh đoạt, nhanh bắt đầu đấu giá đi. Lời vừa dứt, ngay phía trước phi ốc bỗng nhiên có một cổ cuồng phong màu xanh cuốn ra. Những cái đóa hoa cúc vàng kia khi vừa tiếp xúc với chúng, trong nháy mắt số hoa trên quảng trường đã biến mất hơn một nửa. Vâng, vãn bối lập tức bắt đầu đấu giá. Hồ Ngọc Song thấy vậy, trong nội tâm cả kinh, cuống quýt đưa tay bắt Tiểu Kỳ run lên lần nữa, một cổ khác thường chấn động tản ra mà ra. Những đóa hoa lớn màu vàng còn sót lại chấn động, sau đó chúng nhao nhao lóe lên hư không biến mất. Một lần nữa thân hình phu nhân lại hiển lộ trên thạch đài. Phiên Thiên Âm Kỳ chính thức bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm quy định là 300 triệu linh thạch. Nếu là trên người linh thạch không đủ, cho phép dùng các loại bảo vật có giá trị tương đương cạnh tranh. Phu nhân cầm trong tay Tiểu Kỳ run lên, khôi phục lại bộ dáng trước kia, nghiêm mặt nói ra. 500 triệu linh thạch, phu nhân vừa dứt lời, lão tổ đại thừa cười nói chuyện lúc trước liền không chút suy nghĩ nâng giá. Trong sân rộng, một đám hợp thể, luyện hư cấp dị tộc nhân, lúc này đa số đều im lặng. Mức giá tới 500 triệu linh thạch, căn bản cấp bậc bọn họ không thể trả giá được. Xem ra những thứ bảo vật áp trục này, quá nửa là giống với những lần đấu giá trước đây của thương minh, đồng dạng đều là bị những đại thừa lão quái vật kia bắt lấy. Nhưng ở linh giới nguyên bản vốn là kẻ mạnh quyết định tất cả. Trong tình huống mà bất kể tài sản hay thực lực đều không thể so sánh, cho dù những dị tộc nhân này có không cam lòng, cũng không dám biểu lộ chút bất mãn nào. 500 triệu linh thạch mà muốn mua một kiện huyền thiên chi bảo, đạo hữu đúng là đang nói đùa. Ta ra giá 800 triệu, trong một tòa phi ốc khác truyền ra tiếng cười duyên của một nữ tử, ngay lập tức đem giá tăng lên hơn một nửa. Hừ, nếu là nguyên vẹn phiên thiên kỳ tự nhiên là bảo vật vô giá, cho dù có linh thạch cũng căn bản không cách nào mua được. Nhưng nửa bộ phận chỉ có thể phát huy ra uy năng của thông thiên linh bảo, ta ra giá đã không tính thấp rồi. Nếu như đạo hữu cảm thấy giá trị của nó lớn hơn mức ấy, vậy cứ để lại cho vị tiên tử này đi. Đại thừa lão tổ ra giá đầu tiên hừ một tiếng, trực tiếp thối lui ra khỏi đấu giá. Những phi ốc khác một hồi yên tĩnh, không biết có phải bị những lời vừa rồi của đại thừa lão quái kia thuyết phục, hay là có gì khác cố kỵ, trong nhất thời không có người nào tiếp tục ra giá. Vị nữ tử ra giá thứ hai căn bản không quan tâm những người khác thế nào, cười khẽ một tiếng hướng về phía Hồ Ngọc Song nói, Hồ nha đầu, nếu như không có ai khác nguyện ý ra giá, có phải hay không nên tuyên bố vật ấy thuộc về ta rồi? Vâng, vãn bối sẽ tiến hành hỏi ba lượt, nếu thật không có ai lên tiếng. Thiếu phu xinh đẹp thoáng dùng mình, miễn cưỡng cười lấy lòng nói ra hai câu. Nhưng không chờ phu nhân nói xong lời, một âm thanh nhàn nhạt báo giá 900 triệu, thoáng chốc vang lên ngay phía trên quảng trường đang không một tiếng động. Trong phi ốc, Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi đều có chút giật mình nhìn về phía Hàn Lập đang ngồi. Vừa rồi âm thanh ra giá, chính là Hàn Lập thong thả kêu lên. 900 triệu 5.000 vạn, 1 tỷ, 1 tỷ 30 triệu. Hàn Lập kêu giá, lại như thoáng một phát đánh thức các đại thừa lão quái khác, lúc này từng tiếng gọi giá liên tục vang lên, thoáng chốc đã đem giá cả đưa lên tới 2 tỷ 200 triệu linh thạch. Trên quảng trường nhất thời lại trở nên im ắng không một tiếng động. Chương 2330, Ngọc Thư lại hiện. Ha ha, thật không ngờ, chỉ với nửa kiện huyền thiên chi bảo, mà đã có nhiều đạo hữu tranh đoạt mãi như vậy. Chư vị thật có lòng tin tìm được cây dương kỳ kia hả? Không sợ vật bất lành sẽ đưa tới tai họa cho tộc mình sao? Bỗng nhiên một nữ tử ngồi từ trong một thạch ốc trên bầu trời cười lạnh khàn giọng nhắc nhở mọi người. Nếu đã như vậy, cổ tiên tử làm gì phải ra giá tranh đoạt? Hay là thành thật nhường bảo vật lại cho bọn ta là được? Một thanh âm đầy sắc bén không khách khí trả lời. Nhường lại cho Thạch Tiêu tộc các ngươi sao? Các ngươi to mồm muốn nuốt chửng huyền thiên chi bảo ư, không sợ nứt vỡ cái bụng? Nữ tử giọng khàn khàn chẳng hề khiêng nể đáp lại. Thạch Tiêu tộc không lớn lối như vậy, không biết cổ tiên tử phù du tộc chúng ta có thu được bảo vật này về hay không? Một âm thanh lão giả cũng từ bên trong một tòa thạch ốc khác bỗng nhiên vang lên. Phù du tộc, hơn phân nửa đại thừa lão tổ nghe xong thanh âm này, sắc mặt đều đại biến. Phù du tộc là nhất đẳng đại tộc ở Phong Nguyên Đại Lục, nhưng Thiên Minh tộc chúng ta cũng không phải là một tiểu tộc. Nếu hôm nay đụng phải những vật khác, nói không chừng sẽ nhường cho quý tộc đấy. Nhưng đây là huyền thiên chi bảo, lão thân nhất định phải cầm trong tay rồi. Sau khi cân nhắc một hồi, nữ tử mới khàn giọng trả lời không chút cảm tình. Tốt, rất tốt, nếu chư vị đã không có ý tứ nhường cho, vậy cứ xem ai ra giá cao nhất. Đây dù sao cũng là Hách Liên Thương Minh đấu giá hội. Chúng ta vẫn là dựa vào thân ra bàn luận ai thắng ai thua thôi. Lão phu cũng đã ra đến bây giờ giá cả rồi, nếu không có người nguyện ý ra giá, coi như nửa kiện phiên thiên kỳ sẽ do ta tạm thời bảo quản. Lão giả cười hắc hắc, 1,5 tỷ linh thạch, lúc này đây, nữ tử không chút do dự khàn giọng gọi ra một cái giá đắt đỏ. 1,5 tỷ linh thạch, Cổ đạo hữu, trên người ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Ngươi sẽ không lấy bảo vật tương đương ra trao đổi chứ? Lão giả phù du tộc tỏ ra không vui nói, bảo vật tương đương thì đã sao? Linh thạch trên người lão thân tuy không nhiều cho lắm nhưng những bảo vật khác lại không thiếu, trong đó nhiều loại công dụng cũng coi như không kém đấy. Nữ tử nhạt giọng cười lạnh hai tiếng, đã như vậy, để bổn tỏa cũng chen vào một chân, ta ra 1,8 tỷ linh thạch. Đại thừa Thạch Tiêu tộc không chịu thua kém ra giá lần nữa. 1,85 tỷ linh thạch, 1,9 tỷ linh thạch, giá cả đắt đỏ như vậy đã khiến cho đại thừa lão tổ khác vốn có ý định tranh đua, chau mày ngậm miệng buông tay cho qua. Trong đó có một số đại thừa kỳ thân gia hùng hậu cũng đang cân nhắc sự lợi và hại của nửa kiện huyền thiên chi bảo này, cuối cùng cũng không cách nào thật sự lưu trong tay, đành không cam lòng buông tha cho. Hiện, chỉ còn có 2-3 đại thừa kỳ lai lịch không nhỏ thi nhau ra giá. Hồ Ngọc Song cười tủm tỉm lẳng lặng đứng trên bệ đá chờ kết quả cuối cùng. Hàn tiền bối, người thật sự không muốn tranh giành phiên thiên kỳ này sao? Huyết Phách nhịn không được hỏi một câu, trừ lúc mới bắt đầu Hàn Lập đã một lần ra giá, sau lại không thấy hắn mở miệng thêm lần nữa, điều này lại làm cho hai nữ tử có chút bất ngờ. Bảo vật này mặc dù không tệ, nhưng nếu thực hao tốn một cái giá lớn như vậy thì cũng không thật sự là chuyện tốt lành gì. Dù sao nếu đưa một kiện huyền thiên chi bảo không hoàn chỉnh về trong tộc thì thực lực nhân tộc sẽ không phải mạnh lên ngay lập tức. Ngược lại sẽ khơi gợi sự chú ý những đại tộc khác. Thực lực hai tộc nhân yêu chúng ta không đủ, ta thật không muốn thấy chuyện bắt gà không được mà mất đi nắm ngạo. Hàn Lập hết sức bình thản nghiêm túc trả lời. Với hắn mà nói, tựa hồ bảo vật này thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng vậy, nhân tộc chúng ta nếu thật sự muốn đưa một kiện huyền thiên chi bảo về trong tộc. Tên tuổi tuy khá lớn nhưng lại không có chút nào thực dụng nào cả, vì thế cái được không bù đắp đủ cái mất. Thật đáng tiếc thay cho phiên thiên kỳ không phải là chi bảo nguyên vẹn, nếu không tiền bối có thể tranh giành cùng bọn họ đấy. Huyết Phách có chút tiếc nuối nói, hắc hắc, nếu thật là một kiện huyền thiên chi bảo nguyên vẹn, lại có thể trực tiếp dùng để câu thông với một thượng cổ chân linh nào đó, kêu gọi hắn đến thủ hộ nhân tộc chúng ta thì thế lực chúng ta sẽ lập tức thăng lên một bậc, vô luận số lượng nhân thủ hay là quản lý khu vực đều có thể yên tâm như bước trên một bậc thang dài. Nếu đã có sự tiện nghi như vậy, ta cho dù thêm chút ít phong hiểm cũng sẽ không coi vào đâu. Hiện tại vật ấy ư, tự nhiên không đáng để làm như thế rồi. Hàn Lập lại giải thích thêm vài câu. Huyết Phách và Chu Quả Nhi biết rõ Hàn Lập sẽ không xuất thủ tranh đoạt nửa kiện huyền thiên chi bảo này, tự nhiên cũng không có thêm hứng thú gì. Nửa kiện huyền thiên chi bảo cuối cùng được lão giả phù du tộc dùng giá đắt đỏ 2,5 tỷ linh thạch thu mua. Các lão tổ đại thừa khác mặc dù trong nội tâm nối giận lôi đình, cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn trưởng lão đại thừa của Thương Minh đưa phiên thiên kỳ bay vào bên trong thạch ốc của vị đại thừa phù du tộc. Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, trưởng lão Thương Minh kia mới tỏ vẻ thỏa mãn từ đó bay trở về. Coi như là vị đại thừa phù du tộc đã nhận được nửa kiện huyền thiên chi bảo, nhưng là cũng đã quét sạch gia tài của lão. Cuối cùng chỉ có thể rút lui khỏi chuyện tranh đoạt bảo vật tiếp sau. Hơn nữa trên đường trở về lão cũng nên cẩn thận đôi phần nữa, chắc có lẽ sẽ không được bình an lắm đấy. Lúc này, thiếu phụ trên bệ đá đang giải trừ một mâm cấm chế khác do cung trang nữ tử mang đến. Từ trong đó lấy ra một cái hộp ngọc lớn cỡ bàn tay nâng lên. Bá một phát, ánh mắt mọi người tại quảng trường đang nhìn hướng về phía hộp ngọc, yên lặng chờ thiếu phụ giới thiệu món thứ hai. Hồ Ngọc Song biết rõ mọi người nôn nóng ra sao nhưng chỉ mỉm cười hé miệng nói, Kim Khuyết Ngọc Thư là tiên gia chi bảo, tin rằng không ít đạo hữu cũng biết được ít nhiều. Lần đấu giá này sẽ là một Kim Khuyết Ngọc Thư nguyên vẹn. Bổn minh cam đoan, bên trong là một trong 36 trang ngọc thư. Đây không phải chế phẩm tự khắc, tiên gia pháp quyết bên trong cũng có thể tu luyện. Về phần danh xưng pháp quyết cùng hiệu dụng cụ thể, bổn minh lại sẽ không lộ ra, có nguyện ý mua sắm bảo vật này hay không, đều cần xem ý tứ các vị đạo hữu và tiền bối vậy. Hồ Ngọc Song vừa giải thích xong, lập tức một tay vỗ hộp ngọc, bên trong oanh một tiếng, một đạo cột sáng kim sắc thô bằng chén cơm được phóng lên trời, bên trong hào quang lóe lên, hiện ra trang sách ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài trang sách có vô số kim sắc phù văn như ẩn như hiện, chỉ mới nhìn sơ qua mỗi một trang, đều cho người ta một loại cảm giác rung động tâm hồn. Đúng là kim truyện văn chỉ tiên giới mới có. Bên trong đúng là một cuốn Kim Khuyết Ngọc Thư, không nghĩ Hách Liên Thương Minh cũng có thể lấy ra được loại bảo vật này. Đã nghe nói từ lâu, bên trong Kim Khuyết Ngọc Thư được ghi lại đều là công pháp bí thuật tiên gia chân chính, không thể ngờ bây giờ có thể chính thức nhìn thấy một trang nguyên vẹn. Lúc này đây, vật được đem ra đấu giá tuy so ra kém hơn Phiên Thiên Kỳ, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Hồ nha đầu, người không nói bí thuật bên trong trang sách là gì thì sao chắc chắn khi tu luyện không có chỗ thiếu hụt hoặc là hạn chế nghiêm trọng. Nếu không sao lại giải thích mơ hồ không rõ như vậy. Lão tổ đại thừa Thiên Minh tộc lúc trước nhàn nhạt phán một câu. Nghe thấy câu nói đó, không ít người đang hưng phấn lập tức nghĩ ngợi sâu xa. Tiền bối chớ trách, vãn bối không lộ ra tên pháp quyết này cũng là vì người chủ mới mà suy nghĩ hộ đấy. Dù sao bí thuật tiên gia bực này, nghĩ đến người chủ cũng không muốn làm cho mọi người đều biết đến. Về phần nói chỗ thiếu hụt ấy ư, ngoại trừ lúc tu luyện gian nan, lâu dài hơn so với công pháp bình thường thì tuyệt đối không có hạn chế khác đâu. Hồ Ngọc Song đáp lại không chút do dự, với tên tuổi quý minh cũng sẽ không đánh lừa chúng ta. Vị đại thừa Thiên Minh tộc cười hắc hắc rồi không nói cái gì nữa. Sau khi giải quyết xong những vấn đề khúc mắc, lúc này Hồ Ngọc Song tuyên bố lấy giá khởi đầu quy định là 100 triệu linh thạch, 150 triệu linh thạch, 170 triệu linh thạch, 200 triệu linh thạch. Lúc này đây, không đợi những đại thừa lão tổ ra tay, trên quảng trường đã có người nhịn không được sôi nổi báo giá. Hừ, điểm ấy linh thạch cũng muốn có được trang Kim Khuyết Ngọc Thư, đừng si tâm vọng tưởng. Ta ra giá 300 triệu linh thạch, trong vị đại thừa trong thạch ốc không chút khách khí nâng giá lên thật cao. Thật đúng lúc, tại hạ cũng đối với Kim Khuyết Ngọc Thư cảm thấy hứng thú. Ta ra 600 triệu linh thạch, nếu là có người ra giá cao hơn, cứ tự nhiên cầm lấy đi. Bất quá tại hạ nhắc nhở chư vị đạo hữu, Hồ nha đầu đã từng nói tu luyện tiên gia bí thuật này tốn rất nhiều thời gian. Nghĩ đến chuyện có đoạt được hơn phân nửa cũng chỉ có thể lấy ra tham khảo, lĩnh ngộ. Liệu có nên tốn hao nhiều linh thạch đến như vậy hay là nên suy nghĩ sâu hơn vài phần? Tên đại thừa Thạch Tiêu tộc nâng giá cả lên gấp đôi kèm thêm câu nhắc nhở nhàn nhạt. Lần này, những đại thừa lão quái từng đối với Kim Khuyết Ngọc Thư cảm thấy hứng thú, trở nên do dự. Giá cả đắt đỏ như vậy, đối với một công pháp không biết là có thể tu luyện hay không đúng là cao quá. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ sẽ ra 610 triệu linh thạch. Một thanh âm nam tử vang lên, đúng là thanh âm Hàn Lập. Huyết Phách và Chu Quả Nhi đứng bên nghe vậy thì đưa mắt cho nhau, cả hai có chút giật mình. Hừ, nếu đạo hữu đã nguyện ý ra giá cả thủ bút lớn như vậy, ta cũng sẽ không biết nuốt lời, sẽ nhường cho các hạ đấy. Thạch Tiêu tộc đại thừa rõ ràng có vài phần không vui, nhưng ngược lại thực gọn gàng thối lui ra khỏi cạnh tranh. Vậy tại hạ đa tạ đạo hữu nhường cho. Hàn Lập cũng không khách khí, không chút hoang mang trả lời một câu. Được rồi, vị tiền bối này đã ra giá đến 610 triệu linh thạch. Vãn bối đếm tới 3, nếu là không có người lại ra giá, vật ấy là sở hữu thuộc về vị tiền bối này. 1. Hồ Ngọc Song lại vui vẻ ra mặt. Kim Khuyết Ngọc Thư tuy nhiên quý hiếm, nhưng vốn chỉ cho là tối đa lên tới 3-400 triệu linh thạch thôi, bây giờ đã có người ra giá cao như vậy, tự nhiên là niềm vui bất ngờ rồi. Lúc này đây, không có người nào thật sự tranh đoạt cùng Hàn Lập, kết quả Kim Khuyết Ngọc Thư bị một vị trưởng lão thương minh tự mình đưa tới. Sau khi Hàn Lập thanh toán linh thạch, cũng không nhìn xem trang sách mà thu vào bên trong chữ vật. Sau đó hắn yên lặng ngồi trên ghế chờ kiện áp trục vật phẩm cuối được đấu giá. Dựa theo lệ cũ mà nói, kiện áp trục đấu giá vật cuối cùng mới là bảo vật giá trị cao nhất đại hội. Đây cũng là tâm tư mà mấy tên lão quái đại thừa vừa rồi một phen đắn đo mãi không thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ buông tha không tranh đoạt Kim Khuyết Ngọc Thư với Hàn Lập. Dù sao ai cũng không muốn vì lý do linh thạch không đủ mà bỏ qua cơ hội đấu giá tranh đoạt vật phẩm cuối cùng. Giờ phút này, sau khi thiếu phụ xinh đẹp hít sâu một hơi bước tới trước người cung trang nữ tử thứ 3, một ngón tay màu bạc được vẽ ra trong không trung, lập tức có một khe hở ở phía trên vì thế mà mở ra. Chương 2331, Máu của Tổ Long. Một mùi thơm ngát từ trong khe hở tuôn trào ra, nháy mắt đã lan tràn đi khắp nơi, tới cả những chỗ hẻo lánh trong quảng trường. Những dị tộc nhân dưới đài đấu giá và lão tổ đại thừa tại các thạch ốc bên trên đều cảm giác thân thể thư thái vô cùng. Là linh dược sao? Vật phẩm cuối cùng được đem ra đấu giá lại là một kiện linh dược áp trục. Cơ hồ trong thâm tâm tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tất cả bọn họ dù sao cũng khó có thể tin rằng vật phẩm thứ 3 lại là một món linh dược. Tinh thần bọn họ không khỏi phấn chấn hơn, linh dược không giống pháp bảo hay công pháp được đấu giá trước đó. Ai cũng có thể cần dùng đến linh dược, còn pháp bảo hay công pháp lại chưa hẳn là như vậy. Thương Minh đã đem nó làm vật phẩm áp trục cuối cùng, tự nhiên càng không thể là một món linh dược phổ thông, điều này đã làm cho tất cả mọi người càng thêm mong đợi. Bên kia, một bàn tay của Hồ Ngọc Song nhẹ nhàng chụp vào bên trong khe hở hư không, lấy ra một cái bát màu bạc lớn cỡ chén cơm. Khi biết được mùi thơm lạ lùng kia là từ bên trong cái bát nhỏ kia phát ra, hơn phân nửa dị tộc nhân bỗng chốc càng thêm kinh ngạc. Có lẽ rất nhiều đạo hữu đối với vật phẩm bên trong này đã hết sức tò mò. Đã như vậy, thiếp thân sẽ để mọi người trước tiên tự nhìn qua một chút. Hồ Ngọc Song cười nhẹ một tiếng, liền ném cái bát về hướng mọi người. Khi cái bát đang lơ lửng trên không trung, thì một lần nữa bấm niệm pháp quyết, liên tiếp đã có mấy đạo pháp quyết nhanh chóng bắn vào bên trong cái bát. Sau vài tiếng phốc phốc, cái bát bộc phát ra ánh sáng lạ thường. Một màn sáng đang lưu chuyển nhẹ nhàng bên ngoài bát bỗng trở nên trong suốt như thủy tinh, bộc lộ rõ ràng hết thảy bên trong. Dưới quảng trường, những dị tộc nhân đều giật mình không thôi. Tức thì đã có những âm thanh hoảng hốt lan truyền ra khắp nơi. Bên trong cái bát trong suốt lại chứa đựng một thứ chất lỏng rất khó tả. Ướp trong đó là một con ngũ trảo kim long đang vùng vẫy. Con kim long chỉ dài vài tấc, chẳng những ngũ trảo đầy đủ, mà toàn thân lân phiến biến hóa liên tục, không cho người ta nhìn thấu ra được bản thể thật sự. Phía trên miệng có 4 cái xúc tu hết sức nhỏ đang phất phơ, nhìn giống hệt chân linh thiên long trong truyền thuyết. Đây là con cháu của thiên long. Hồ đạo hữu, các ngươi điên rồi sao? Dám đi bắt con cháu của thiên long, lại còn dám trực tiếp đem ra đấu giá. Nếu chân linh long tộc nhất mạch vì vậy mà muốn tới hỏi thăm linh giới chúng ta, lúc đó Phong Nguyên Đại Lục. Không, toàn bộ linh giới sẽ gặp phiền toái càng thêm nặng nề. Đây cũng không phải là việc chúng ta có thể gánh vác. Ta còn nhớ, trước kia tại một giới diện khác cũng phát sinh việc hậu duệ của thiên long bị đánh cướp. Kết quả là một số giới diện nhỏ bị long tộc trực tiếp phá tan tành. Các giới diện lớn hơn cũng bị long tộc đến trả thù khiến nguyên khí tổn thương không nhẹ. Sau khi mọi người nêu ý kiến xong, toàn bộ quảng trường liền trở nên hỗn loạn. Không ít dị tộc nhân đều hoảng hốt đứng dậy, nhìn con kim long nhỏ bên trong cái bát với ánh mắt như thể đang gặp sát tinh vậy. Trong đó có rất nhiều người không nể nang gì mà chất vấn Hồ Ngọc Song. Những lão quái đại thừa trong các thạch ốc phía trên cũng hoảng sợ vô cùng. Nhưng không biết tại sao vẫn có thể giữ trạng thái trầm lặng. Thiếu phụ xinh đẹp vẫn đang nhìn mọi người với dáng vẻ tươi cười. Khi thấy quảng trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, lông mày thì không khỏi có chút nhíu lại. Tất cả yên lặng, bỗng nhiên có một thương minh trưởng lão đang ngồi xếp bằng trong một góc đài đấu giá trợn mắt lạnh lùng nói. Thanh âm cũng không tính lớn cho lắm, nhưng không biết tại sao trong tai tất cả mọi người đồng thời ớn lạnh, da gà nổi lên. Bọn họ vốn đang kích động không thôi, khi nghe được âm thanh đó giống như được đổ một xô nước lạnh vào đầu, mọi người đều tỉnh táo trở lại vài phần. Bọn họ lúc này mới nhớ lại là mình đang ở bên trong địa bàn của thương minh, hơn nữa đối phương còn có mấy lão tổ đại thừa đang tỏa trấn tại đây. Sau khi giật mình một hồi, tất cả đều chán nản ngồi xuống. Những người đang ồn ào bàn tán vì vậy cũng lập tức ú rủ cúi đầu xuống, nguyên một đám ồn ào vậy mà trở nên rất biết nghe lời. Cổ đạo hữu, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão thân làm sao có thể tin, thương minh các người thực đã làm ra loại chuyện bắt người cướp của con cháu của thiên long. Nhưng con kim long này là sao? Đừng nói với chúng ta nó không có bất kỳ quan hệ nào với thiên long nhất mạch, và cũng đừng nói nó không giống với những gì chúng ta đang suy nghĩ. Những lão gia hỏa chúng ta ở đây đều cảm ứng được khí tức chân long trên người nó. Vị nữ đại thừa của thiên minh tộc rốt cuộc không nhịn được hỏi vài vấn đề. Nhưng nàng ta không hỏi Hồ Ngọc Song, mà hỏi tên trưởng lão gầy gò của thương minh lúc trước từng nói chuyện. Đúng vậy, việc này không phải chuyện đùa, quý minh cũng nên cho chúng ta một cái công đạo mới được đấy. Một đại thừa dị tộc lạ lẫm khác cũng lần đầu mở miệng. Hồ Ngọc Song nghe được mấy lời này, thần sắc không khỏi hơi thay đổi, liền há miệng muốn giải thích thêm đôi điều. Nhưng tên trưởng lão thương minh gầy gò kia lại khoát tay chặn lại, mặt lộ vẻ đắc ý nói, giải thích thêm gì nào. Mọi người nên xem xét kỹ cái được cho là con cháu của thiên long thêm vài lần, sau đó cũng sẽ minh bạch sự huyền diệu trong đó. Vừa nói xong lời này, lão già gầy gò lại nhắm hai mắt không hề để ý tới bất luận kẻ nào nữa. Hành động của lão như vậy lại khiến cho mọi người một hồi rối loạn cả lên. Vô luận những dị tộc nhân bình thường tại quảng trường hay là những tồn tại đại thừa vẫn ở bên trong thạch ốc đều sôi nổi kinh ngạc cẩn thận dò xét cái bát bên trong có con kim long nhỏ một lần nữa. Tức thì có những luồng lực thần niệm mạnh mẽ dồn dập quét qua cái bát. Hai mắt Hàn Lập cũng nhắm lại, từ trong mắt một đoàn lam mang lóng lánh chói mắt phát ra. Ồ, bản thể thật sự thế mà lại là... Trên mặt Hàn Lập hiện lên nét kinh ngạc, suy đoán ban đầu nhanh chóng thay đổi. Không riêng gì Hàn Lập, một số lão tổ đại thừa khác cũng có linh mục cùng tinh thông bí thuật quỷ dị bí thuật khác. Cơ hồ cùng lúc những âm thanh giật mình đồng thời vang lên. Con kim long này thế mà lại là linh vật biến hình mà thành, thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng tại sao lại có khí tức chân long mạnh mẽ như vậy? Ha ha, lão phu rốt cục cũng đã nhìn ra vật này do linh vật biến hình rồi, nhưng bản thể là gì lại không cách nào nhìn ra. trong các vị đạo hữu có người nào đã nhìn ra chưa vậy? Đúng vậy, một linh vật có thể biến hình thành bộ dáng long tộc, bản thể khẳng định không phải một linh vật phổ thông. Nhất thời những âm thanh nghị luận từ các thạch ốc bên trên liên tiếp vang lên. Tại hạ đã nhìn ra bản thể vốn có của nó, cũng không biết là thật hay không nữa. Hàn Lập sờ cằm, bỗng nhiên hời hợt nói, đạo hữu đã nhìn ra được rồi sao? Nếu không ngại có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút. Lão giả phù du tộc nghe vậy, có chút ngoài dự liệu nói. Tuy Hàn Lập đã đấu giá thành công Kim Khuyết Ngọc Thư, nhưng thủy chung lại không lộ một chút manh mối nào về lai lịch nguồn gốc chủng tộc. Nhưng bây giờ lại có thể thoáng nhìn qua mà đã biết được tướng mạo vốn có của linh vật biến hình trong cái bát màu bạc. Hắn có thể làm được việc mà một đám đại thừa của các đại tộc đều không thể làm được, nên đã làm không ít lão quái trong nội tâm dùng mình, liền nhộn nhịp hướng toàn bộ sự chú ý về phía thạch ốc của Hàn Lập. Nếu ta không nhìn lầm, bản thể chân thật của con Kim Long chỉ là một giọt linh huyết mà thôi. Hàn Lập cân nhắc một hồi, lại nói ra phán đoán của mình. Sao, chỉ là một giọt linh huyết thôi ư? Không thể nào, một giọt linh huyết sao lại có thể thành công biến hình thành bộ dáng long tộc được? Chẳng lẽ là chân huyết của Thiên Long hay sao? Không đúng, chân huyết Thiên Long năm đó ta đã từng thấy qua, cũng không giống như vậy đâu. Những lão tổ đại thừa nghe xong Hàn Lập nói như vậy, cũng đều kinh hãi bàn luận. Về phần những tu luyện giả dị tộc bình thường bên dưới quảng trường cũng đang xì xào bàn tán không thôi, xem dáng vẻ hiển nhiên đều không tin như vậy. Bên kia, Hồ Ngọc Song nghe được lời Hàn Lập thì thái độ lại khác hẳn mọi người, trên mặt thị không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc. Hết thảy phản ứng của thị đều không thể giấu được mắt của Hàn Lập, lúc này hắn mới nhẹ giọng cười nói thêm, chư vị đạo hữu sao phải tranh luận, tướng mạo vốn có của bảo vật này rốt cuộc là cái gì, sao lại không để cho Hồ đạo hữu tự mình giới thiệu. Đúng vậy, nếu Thương Minh đã đem vật ấy ra đấu giá, tự nhiên sẽ biết rõ lai lịch thật sự. Hồ đạo hữu không cần cố ra sức hấp dẫn mọi người, cứ trình bày trực tiếp đáp án rành mạch đi. Lời này của Hàn Lập đã nhắc nhở các lão tổ đại thừa khác, lập tức đã có người tán đồng nói. Vãn bối nào dám ra sức hấp dẫn mọi người, chỉ là do lúc trước chư vị tiền bối căn bản không có cho vãn bối cơ hội mở miệng. Hồ Ngọc Song cười khổ một tiếng, mặt lộ vẻ đầy oan ức. Ha ha, như thế là chúng ta không phải rồi. Hiện tại ngươi có thể nói. Vâng, kỳ thật vừa rồi vị tiền bối kia nói không sai biệt cho lắm, bản thể của linh vật biến hình này hoàn toàn chính xác chỉ là một giọt linh huyết mà thôi. Hồ Ngọc Song thở ra một hơi nói, bỗng nhiên một tay phất ra bạch quang, 5 ngón tay đã hướng cái bát vỗ một cái. Phốc, một tiếng, chất lỏng bên trong cái bát trong suốt lắc lư một hồi, liền phát ra mùi thơm nồng gấp bội so với trước. Cùng lúc đó, thứ đã biến hình thành kim long bắn lên quay cuồng rồi biến thành một giọt chất lỏng màu vàng hết sức lạ lẫm. Chất lỏng màu vàng này cứ chuyển động không ngừng, bên ngoài tản ra kim quang lộng lẫy, thần bí vô cùng. Chẳng lẽ thật sự là một giọt chân huyết thiên long? Nhìn thấy tình hình này, có người vô cùng ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên không phải, Hách Liên Thương Minh chúng ta cũng không phải chưa từng đấu giá qua thiên long chân huyết. Và sao có thể lừa gạt được con mắt chư vị? Lúc này đây, Hồ Ngọc Song một mực phủ nhận nói. Vật này rốt cuộc là gì? Không biết, bổn minh chỉ biết đây là một giọt chân huyết, lại biết thêm là nó không giống tất cả các loại chân huyết của các tồn tại cường đại hiện có. Không, nói cho đúng phải là chân huyết của tất cả các loại tồn tại cường đại hiện có đều không thể so được chủ nhân của giọt chân huyết này. Hồ Ngọc Song sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Không thể so được, chẳng lẽ còn hơn cả chân linh thiên long? Có người kinh ngạc mà hỏi, đương nhiên là tính cả chân linh thiên long. Không dối gạt chư vị đạo hữu cùng tiền bối, chúng ta cũng đã so sánh kỹ càng linh huyết này với các loại linh huyết đã tích trữ. Những thứ khác không nói, ngay cả so với chân huyết thiên long thì năng lượng ẩn chứa bên trong giọt linh huyết này cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Các vị có lẽ đã rất rõ ràng giọt linh huyết này có tác dụng như thế nào rồi. Hồ Ngọc Song thần sắc ngưng trọng nói, hơn gấp trăm lần, điều này sao có thể? Chẳng lẽ chủ nhân của linh huyết này là tồn tại so với thiên long còn cường đại hơn gấp trăm lần? Vị phu nhân Thiên Minh tộc lên tiếng, giọng nói tỏ ý nghi ngờ. Nàng ta muốn kiểm chứng là mình không nghe lầm, cho dù không phải, cũng tuyệt đối sẽ không dưới trăm lần đâu. Thiếu phụ xinh đẹp đáp, còn cường đại hơn gấp trăm lần so với cổ chân linh thiên long, tồn tại bậc này khẳng định không thể là sinh linh bên trong giới diện của chúng ta được, chẳng lẽ là tồn tại cường đại trên thượng giới? Nữ đại thừa Thiên Minh tộc hoảng sợ nói, thượng giới theo như lời nàng, tự nhiên là ám chỉ tiên giới rồi. Máu của tiên nhân, không đúng, linh huyết này nhiễm khí thức của thiên long, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong số các đại thừa khác cũng có người lập tức hỏi lại một câu. Chư vị tiền bối đã quên rồi sao, tiên giới cũng có tồn tại chân long đấy. Hồ Ngọc Song lại trả lời, Hồ nha đầu, người ám chỉ chính là tổ long trên tiên giới. Chẳng lẽ đây là một giọt chân huyết của tổ long? Có người âm thanh đầy run sợ nói, tuy không có cách nào khẳng định, nhưng bổn minh trước nay luôn suy xét đại sự hoàn toàn chính xác, chúng ta cho rằng đó là đáp án thích hợp nhất. Đây cũng là lý do vì sao bổn minh không dám chiếm làm của riêng, hôm nay đem nó ra bán đấu giá. Hồ Ngọc Song thản nhiên trả lời, chương 2332, cướp bảo, chỉ là một trong những lý do. Nói như vậy quý minh còn có những lý do khác sao? Lão giả đại thừa phù du tộc chậm rãi hỏi, không sai, lý do khác là linh huyết này tuy nhìn thanh thế quá lớn, nhưng hiệu dụng cụ thể thế nào bổn minh lại không hiểu. Sau khi đã nghiên cứu, ngoại trừ biết rõ linh huyết này ngâm một thời gian ngắn trong nước có thể hóa thành chất tương đương với vạn năm linh nhũ có tác dụng khôi phục pháp lực, bổn minh chỉ biết thêm là bản thể của nó còn ẩn chứa năng lượng khủng bố nhưng căn bản không cách nào hấp thu ra được, càng tìm không ra phương pháp có thể luyện hóa nó. Hồ Ngọc Song trịnh trọng nói, không cách nào luyện hóa linh huyết này, có đại thừa lão quái bất ngờ hỏi, hắc hắc, thứ này đã có thể là máu của tổ long, khẳng định diệu dụng vô cùng, nếu có thể đơn giản bị luyện hóa, bổn minh sao còn cam lòng đem nó ra đấu giá đây. Nhưng chư vị đạo hữu đều có thần thông quảng đại, cũng là những người có đại cơ duyên, bổn minh tìm không ra không có nghĩa là chư vị cũng đều không thể tìm ra. Nếu thật có thể luyện hóa linh huyết này thành công, đoán chừng trực tiếp phi thăng tiên giới cũng có khả năng. Dĩ nhiên nếu chư vị không tin tưởng thì không tham gia đấu giá vật ấy là được. Hồ Ngọc Song nhanh chóng giải thích hai câu, linh huyết này ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy, cho dù không phải là tổ long chân huyết cũng tuyệt đối là chân huyết của bậc tồn tại nào đó mà chúng ta không cách nào tưởng tượng được, bảo vật này lão phu muốn lấy rồi. Từ một thạch ốc truyền ra âm thanh bình tĩnh của một gã đại thừa lão tổ. Ha ha, loại bảo vật này, đạo hữu nói muốn là muốn sao? Cũng phải nhìn xem những người khác có đồng ý hay không. Hồ nha đầu, bắt đầu đấu giá bảo vật này đi. Một gã đại thừa lão quái khác lại cuồng cứu nói. Trong những phi ốc khác mặc dù không có truyền ra âm thanh nào, nhưng từ đó tỏa ra tràn ngập khí thức quỷ dị, hiển nhiên những đại thừa này cũng đều trộn rộn động tâm đối với cái linh huyết màu vàng này rồi. Còn phần đông dị tộc nhân bình thường trên quảng trường hai mắt càng mở to như là đèn lồng nhìn về phía linh huyết kia, hưng phấn đến mức không dám thở mạnh. Đấu giá hội đến lúc này lại có thể nhìn thấy bảo vật bực này thì thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù biết rõ không có khả năng tới tay thì bọn họ cũng đều cảm giác mãn nguyện với chuyến đi này rồi. Đấu giá linh huyết này với giá khởi điểm quy định là 1 tỷ linh thạch, bắt đầu. Chậm đã, chư vị tiền bối, tại hạ dường như có chút ấn tượng mơ hồ đối với vật này, nhưng nhất thời không nhớ ra, nên muốn đến gần cẩn thận xem xét cụ thể một chút. Một âm thanh âm trầm của nam tử từ hàng phía trước của quảng trường vang lên, một gã nam tử diện mục bình thường, thân mặc hắc bào, thoáng một cái đứng dậy nói. Đạo hữu nhận ra linh huyết này. Hồ Ngọc Song thần sắc biến đổi, đôi mắt đẹp thoáng nhìn thẳng người này. Những người khác cũng đều cả kinh, đồng dạng ồ lên nhìn sang. Mà ngay cả 4 gã thương minh trưởng lão đang ngồi nhắm mắt tại bệ đá 4 phía cũng theo đó động dung mở mắt. Linh huyết này, có phải qua mỗi 12 canh giờ, sẽ có một đạo ngũ sắc cầu vồng từ đó bắn ra. Nam tử áo đen sau một chút trầm ngâm mới chậm rãi hỏi. Làm sao ngươi biết việc này? Vị phu nhân lúc trước trong lòng có vài phần hoài nghi, lúc này kinh hỉ hỏi lại. Tại hạ muốn được xác nhận việc này rồi mới có thể nói phải chăng có nhận lầm lai lịch linh huyết này hay không. Nam tử áo đen cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại hàm hồ dị thường nói. 4 vị trưởng lão thấy thế nào? Hồ Ngọc Song do dự một chút, khom người hướng 4 gã thương minh trưởng lão hỏi ý kiến. Minh huynh cảm thấy như thế nào? Lão giả gầy lại giơ tay hướng không trung hỏi một câu. Hắn đã không nói sai, thì để cho hắn tiến lên phân biệt đi. Hắc hắc, có mấy lão gia hỏa chúng ta tự mình tỏa chấn nơi này, còn sợ một gã tiểu gia hỏa hợp thể có ý đồ xấu hay sao? Trên bầu trời truyền đến âm thanh ông của Minh Tôn. Minh huynh cảm thấy có thể được, vậy hãy để cho hắn lại nhìn đi, nhưng không được chạm tay tiếp xúc linh huyết, chỉ có thể đến gần chút hít để phân biệt thôi. Lão giả gầy hiển nhiên cực kỳ cẩn thận, phân phó nói. Vãn bối đã minh bạch, vị đạo hữu này, người cũng đã nghe được, có thể sang đây xem đi. Hồ Ngọc Song tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý. Kể từ đó, dị tộc nhân trong quảng trường cùng một đám đại thừa trong các phi ốc tự nhiên đều chăm chú nhìn động tĩnh của nam tử áo đen. Hắn đã đi về hướng bệ đá, một lát sau xuất hiện ở chỗ trước thiếu phụ xinh đẹp, cẩn thận quan sát bình bát gần trong gang tấc. Quả là thế, xem ra không sai, nhưng cho phép tại hạ có thể tự mình lấy chút hít linh dịch bên trong, để khẳng định phán đoán cuối cùng. Nam tử sau vài câu thì thào, bỗng nhiên quay đầu hỏi thiếu phụ bên cạnh một câu. Có thể, nhưng không được lấy quá nhiều. Hồ Ngọc Song nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đạo hữu yên tâm, tại hạ biết chừng mực, đạo hữu trước gỡ bỏ cấm chế đi. Nam tử áo đen cười cười nói, cái này là tất nhiên. Hồ Ngọc Song một tay pháp quyết chớp động mấy cái rồi vỗ tới bình bát. Phanh một tiếng, bình bát mặt ngoài hào quang cuộn lên, một tầng chấn động vô hình lập tức tán loạn mà mở ra. Nam tử áo đen thấy vậy tiến lên một bước, cánh tay vừa nhấc, một ngón tay điểm tới bình bát trong hư không. Bình bát trong suốt khẽ run lên, lập tức chất lỏng bên trong thoáng cuốn động rồi một giọt chất lỏng lớn cỡ ngón cái từ đó bay ra. Hồ Ngọc Song nhìn rõ ràng thể tích linh dịch chỉ có một ít, trong nội tâm không khỏi có chút buông lỏng. Chừng ấy linh dịch mà nói tự nhiên là không sao, ngay thời điểm thiếu phụ nghĩ như vậy, nam tử áo đen đã tùy ý xuất ra một chảo, tựa hồ muốn lấy ra một phốc linh dịch. Hồ Ngọc Song thấy vậy, giữa ngón tay linh quang lóe lên, chuẩn bị lại thi pháp khôi phục cấm chế của bình bát như lúc ban đầu. Nhưng vào lúc này, lão giả gầy bỗng nhiên biến sắc, gầm lên giận dữ. Dừng tay, tiểu bối, ngươi muốn gì? Vừa dứt lời, vị thương minh đại thừa này tay áo run lên, một bàn tay nhìn rất bình thường thò ra, thoáng một cái biến thành một bàn tay khổng lồ màu lam che cả bầu trời, nhanh như thiểm điện chụp xuống nam tử áo đen. Hồ Ngọc Song thấy vậy, giật mình thất sắc, đầu ngón tay lập tức linh quang đại phóng, như thiểm điện điểm tới bình bát. Nhưng đã muộn một chút, nam tử áo đen phát ra tiếng cười quái dị khặc khặc, làm như không thấy cự trảo trên đỉnh đầu, thân hình thoáng hiện ra một vòng ánh sáng bảo vệ màu bạc, lập tức lướt tới phía trước. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngân quang chợt lóe lên, bình bát và đồ vật chứa trong đó mơ hồ một thoáng rồi biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, bàn tay khổng lồ màu lam cũng đã hùng hổ đè xuống, một cỗ lực lượng khủng khiếp chụp xuống, nam tử muốn trốn tránh thật muôn vàn khó khăn. Phốc một tiếng, chỗ đỉnh đầu nam tử áo đen chợt giấy lên chấn động quỷ dị, một bóng xám lóe hiện ra, cũng không chút do dự một tay giơ lên, theo đó một cự trưởng màu đỏ hiện ra rồi phóng lên không trung. Một tiếng nổ mạnh như đất rung núi chuyển, hai cự trưởng lập tức va chạm, một đợt sóng địa chấn mãnh liệt phát ra, cuốn bay ba nữ tử cung trang cùng Hồ Ngọc Song khỏi bệ đá. Vậy là thực sự có người dám động thủ tại bên trong đấu giá hội, cùng nam tử áo đen phối hợp cướp đi linh huyết. Trong phi ốc Hàn Lập nhất thời có chút ngạc nhiên, lão giả gầy mặt mũi tràn đầy kinh nộ, một tay bấm niệm pháp quyết, một tinh cầu màu xanh cùng một thanh chùy nhỏ màu bạc liền từ trên người bay ra. Tinh cầu màu xanh xoay tròn trong không trung liền bung ra một màn sáng xanh mịt mờ, bao phủ trọn tòa bệ đá. Chùy nhỏ màu bạc sau một cái lắc lư, bị lão giả gầy bắt được, đón gió run lên, lập tức biến lớn tới hơn một trượng, toàn thân chùy nổi lên tiếng oành oành, từng đạo hồ quang điện màu bạc lượn lờ hiển hiện. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế? Lão giả gầy lúc này mới lạnh lùng hỏi một câu, tuy linh huyết đã bị cướp đi, nhưng cũng không thấy lão tỏ ra kinh hoàng lắm. Mà dù là nam tử áo đen hay là bóng xám, cũng đều đã hiển lộ ra tu vi đại thừa kinh người, tất nhiên không thể nào là hạng người vô danh. Trên ba bệ đá khác ba gã thương minh trưởng lão cùng đứng dậy mặt không biểu tình, bên ngoài thân linh quang chấp liên tục, đều thả ra bảo vật hộ thân, vừa vặn vây quanh nam tử áo đen và cả bóng xám phía trên. Trên bầu trời âm thanh tiên nhạc bỗng im bặt, từ trong một tầng mây ngũ sắc nhiều đội giáp sĩ sát khí trùng thiên xông ra, đứng chật cả quảng trường. Đồng thời tầng tầng pháp trận hữu hình hoặc vô hình hiện lên dày đặc tại phụ cận quảng trường, biến tất cả bốn phía thành cấm địa. Lúc này, bóng xám kia toàn thân hào quang thu vào, rốt cuộc hiện ra tướng mạo vốn có, là một lão giả áo xám dáng người thấp bé, có chòm râu dài. Đã lấy được thứ đó rồi chứ, đừng để bọn hắn dùng hàng giả lừa gạt. Lão giả râu dài nhàn nhạt hỏi nam tử áo đen một câu. Hắc hắc, ta ra tay, còn lo lắng sao? Chính thật là tổ long chân huyết không giả, nếu không ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Nam tử áo đen hắc hắc một tiếng cười nhẹ, như vậy cũng tốt, không uổng công chúng ta từ trong tộc ra ngoài một chuyến này rồi, lại còn ẩn nhẫn chờ đợi lâu như thế. Lão giả râu dài lộ ra nét thỏa mãn. Hai người này lại kẻ hỏi người đáp, với bốn gã thương minh trưởng lão nhìn như không thấy. Lão giả gầy mắt thấy cảnh này, tự nhiên là giận dữ cực kỳ, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu dị sắc, ngược lại lạnh lùng nói một câu. Nhị vị đạo hữu, các ngươi hiện tại có chắp cánh cũng không thể bay rồi, nếu hiện tại chịu đem linh huyết giao ra đây, bổn minh còn có thể xử lý khoan dung, coi hành động vừa rồi của các ngươi như là nhất thời xúc động mà có. Nhưng nếu thật có ý định cướp bảo, cũng đừng trách bổn minh lấy nhiều khi ít, ra tay ác độc vô tình. Ha ha, giao giả ư, ngươi cho là hai người bọn ta hao tổn công phu lớn như vậy để xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Nam tử áo đen cuồng tiếu, trên mặt mơ hồ có thể thấy được thần sắc mỉa mai. Phí lời với bọn chúng làm gì, nhanh chút đi thôi. Lão giả râu dài lại không kiên nhẫn nói, yên tâm, hai người chúng ta nếu muốn đi, bọn hắn sao có thể ngăn cản được. Nam tử áo đen bộ dạng chẳng thèm để ý, nhưng một tay cuộn lên, bỗng nhiên hiện ra một trận bàn màu xanh lá cây, ném ra phía trước người. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, linh quang trong trận bàn lóe lên, một cái hạt mầm màu xanh hiện ra trong không trung, rồi tức tốc biến thành một cổ thụ xanh sẫm cực lớn. Hàn Lập sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng cự mộc này, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Chương 2333, treo thưởng lớn. Động thủ, lão giả gầy nhìn thấy cảnh này, lập tức quát nhẹ một tiếng. Cự chùy màu bạc trong tay rung lên một hồi, nhằm phía bệ đá trung tâm mà tung ra một kích. Oanh, một tiếng nổ vang, điện quang bên trong màn sáng xanh lóe lên. Một luồng sét to như miệng bát từ trên trời giáng xuống, nhằm đến cự mộc xanh thẳm mà đánh tới. Vị trưởng lão Thương Minh này hiểu rất rõ, tất cả đều là tồn tại đại thừa, khi nhắm thẳng vào đối phương thì trong thời gian ngắn không dễ gì mà trúng được. Bởi vậy, mục tiêu nhanh chóng được xác định, chính là cự mộc đột nhiên xuất hiện phía trên. Tuy không biết cự mộc có tác dụng kỳ dị như thế nào, nhưng hủy diệt nó là quyết định không sai. Ba trưởng lão còn lại thấy tình hình như vậy, không chút do dự, liền xuất thủ. Âm thanh vù vù của 7-8 món bảo vật phát ra cùng một chỗ. Sau khi tụ lại trên không thì kết hợp, huyễn hóa một hồi thành một vòng ánh sáng bảo vệ cự sơn, dùng khí thế hung hãn mà đánh xuống dưới. Hàng vạn đạo thủy khí của cự sơn túa ra, chưa kịp tới nơi, những sợi tơ vô hình chi chít rậm rạp đã bắn xuống trước. Dường như muốn đem hai người trên bệ đá đâm xuyên hàng trăm lỗ. Nam tử áo đen dưới màn sáng cuồng tiếu một hồi, sau một cái chớp động, thân hình mơ hồ rồi chui vào trong cự mộc. Về phần lão giả râu dài, gương mặt không chút biểu tình bấm niệm pháp quyết, cũng hóa thành một đạo kinh hồng rồi trốn vào trong đó. Oanh, một tiếng, sau khi điện quang màu bạc lóe lên, liền bổ vào cự mộc. Mà cự mộc cao vài chục trượng kia, ngoài thân có vô số tia điện nhảy lăn tăn không dứt. Một mùi khét theo đó bốc ra, nháy mắt đã héo rũ rồi tan thành cho bụi. Cứ nghĩ hai người kia ở bên trong cự mộc, nhưng giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Chạy rồi sao? Lão giả gầy ngạc nhiên, dường như không tin vào mắt mình nữa. Ba trưởng lão Thương Minh còn lại sau khi liếc nhau vài cái thì lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nơi này từ sớm đã được Thương Minh bọn hắn bày pháp trận trùng trùng điệp điệp. Chỉ là cấm chế cấm phi hành cũng đã 5-6 cái. Nếu có thể để người khác ngang nhiên đem vật đi thì quả thực không thể tưởng tượng. Đừng loạn động, nơi này là động thiên, từ lâu đã được gia cố như tường đồng vách sắt. Muốn chạy thì có thể chạy được đi đâu, không ổn. Hai người này vậy mà có được phù lục ra vào chỉ trưởng lão bản minh mới có được, hiện giờ đã tìm được lối thoát cấm chế, ra khỏi động thiên rồi. Bốn vị trưởng lão, theo ta, gấp rút đuổi theo. Trên bầu trời truyền đến thanh âm của Minh Tôn, người chủ sự Thương Minh. Ban đầu còn bình tĩnh, nhưng lập tức từ thần niệm phát hiện ra điều không ổn, kinh sợ nói. Tiếp đó, một đoàn kim quang sao phá không mà bắn ra trên bầu trời. Sau vài cái chớp động đã biến mất vô tung vô ảnh. Sao kim quang, ánh sáng vàng kim, đám bốn người lão giả gầy biến sắc, đồng thời phát động độn quang, mỗi người hóa thành một luồng sáng mà đuổi theo. Trên quảng trường hiện giờ chỉ còn lại một đám dị tộc nhân tham gia đấu giá vừa rồi. Hồ Ngọc Song phục hồi gương mặt mới rồi còn tái nhợt, đi lên bệ đá, mang theo một nụ cười nói vài câu trấn an. Hàn Lập và các đại thừa ngồi trong phòng, sau khi nhìn thấy kinh biến vừa rồi, mỗi người một thần sắc. Nhưng bất cứ người nào cũng ngồi im trong phòng, không có ý muốn ly khai. Thời điểm này mà tùy tiện đi lại, rất dễ bị Thương Minh chụp cho cái mũ đồng lõa với nam tử áo đen kia. Nếu không cũng là nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cho dù có kẻ thực sự thèm muốn máu huyết tổ long đến nhỏ dãi, nhưng nhìn Thương Minh thì cũng cắn răng mà bỏ qua. Mặt khác xem nam tử áo đen kia đến với bộ dáng chuẩn bị kỹ lưỡng, thì cho dù bây giờ có đuổi theo cũng hơn phân nữa là trắng tay mà về. Những lão quái này đều là loại cáo già thành tinh, tự nhiên sẽ không làm chuyện được không bù mất này. Tất cả đều chung phản ứng, lấy bất biến ứng vạn biến. Quả nhiên không ngoài dữ liệu, Thương Minh tứ lão ly khai nhanh mà về cũng nhanh. Chỉ thấy bệ đá vang lên âm thanh vù vù, sau khi quang trận trắng ngà hiện lên, Minh Tôn với vẻ mặt âm trầm như nước mà mang theo tứ lão hiện ra. Xem khí thức bọn họ không đổi, xem ra không truy đuổi được nam tử áo đen cùng lão giả râu dài kia. Thiếu phụ xinh đẹp vừa thấy 5 người xuất hiện liền vội vàng tiến lên chào. Minh Tôn khoát tay áo, phân phó một tiếng. Lập tức truyền tin xuống dưới, đem hình vẽ hai kẻ này phát đến toàn bộ Thương Minh. Trong thời gian ngắn nhất, phải thăm dò rõ ràng thông tin bọn hắn, và phải tìm bằng được tung tích hai người này. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Trong lòng Hồ Ngọc Song khẽ run lên, đáp một tiếng, tay bấm quyết, thân hình tan biến đi mất. Hàn Lập lúc này đang ở trong phòng, vẻ mặt lộ ra nét do dự suy tư điều gì đó. Bỗng nhiên hắn chụp một cái vào hư không, chấn động một cái, một thanh mộc kiếm xanh biếc hiện ra rồi nắm vào tay. Hàn Lập đem kiếm này quét qua trước người, hai ngón tay vuốt dọc theo đường vân màu xanh trên thân kiếm, đôi mắt hiện ra vẻ suy tư. Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi bên cạnh thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, không dám kinh động Hàn Lập. Chư vị đạo hữu, kiện bảo vật đấu giá sau cùng tuy có chút vấn đề, nhưng dựa theo lệ cũ, danh ngạch truyền tống trận xuyên đại lục vẫn không hủy bỏ. Trong ngày hôm nay sẽ đem toàn bộ ra, hơn nữa bổn tọa tự mình chủ trì đấu giá danh ngạch này. Minh Tôn quay người lại, nhìn mọi người trên quảng trường nói. Lời này vừa ra, đã khiến hội trường loạn lên một hồi. Nhưng cũng không nhiều người bất ngờ. Đấu giá hội bình thường, sau khi vật phẩm áp trục đấu giá xong, thì toàn bộ đấu giá hội coi như kết thúc. Nhưng đấu giá đại hội của Thương Minh thì khác, những danh ngạch truyền tống xuyên đại lục sẽ được đặt sau cùng. Từ lâu đã trở thành đặc trưng của đấu giá hội Thương Minh, sẽ không bị hủy bỏ đơn giản như vậy. Nhưng do chủ sự của Minh ở Phong Nguyên Đại Lục chủ trì đấu giá thì chưa hề xảy ra trước đây ở Thương Minh. Mặc dù hơn nửa số người ở đây không có ý kiến về danh ngạch này, nhưng cũng không khỏi phải để tỉnh tinh thần một chút. Hàn Lập nghe xong thì tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, tạm thời đem những chuyện khác ném sang một bên. Với hắn mà nói, thì tương đối có chút mơ hồ, máu huyết tổ long chưa biết thật giả. Truyền tống xuyên đại lục lại quan hệ trực tiếp với việc sớm gặp lại Nam Cung Uyển, mới thực sự là thứ quan trọng. Cạnh tranh sau đó vô cùng thuận lợi, không biết danh ngạch truyền tống thay đổi là do nguyên nhân từ huyết thiên hay tại thời điểm này, không có bao nhiêu người muốn đi đại lục khác. Hàn Lập chỉ cần ra một cái giá cao hơn bình thường một chút đã dễ dàng lấy được một danh ngạch vào tay, nội tâm có chút vui vẻ. Đấu giá hội hôm nay đến đây kết thúc, chư vị có thể ly khai động thiên rồi. Nếu bổn Minh có gì sơ sót mong các vị thứ lỗi cho. Minh Tôn sau khi đem danh ngạch truyền tống cuối cùng đấu giá xong liền ôm quyền với mọi người trên quảng trường. Phần đông dị tộc trên quảng trường tuy có đủ loại ý nghĩ nhưng lúc này đều đứng dậy miệng nói không dám. Theo hướng dẫn của một ít người hầu Thương Minh, những dị tộc nhân bình thường này lục tục đi ra khỏi quảng trường. Một lát sau, cả quảng trường lớn như vậy, chỉ còn lại mười mấy lão quái đại thừa ngồi trong phòng. Sự việc vừa rồi thật khiến các đạo hữu chê cười. Từ ngày thành lập đến nay, bổn Minh chưa bao giờ xảy ra sự việc vật đấu giá bị cướp. Nên hiện giờ bổn Minh mong các vị đồng ý, chỉ cần bất cứ ai trợ giúp chúng tôi bắt lấy hai tên kia, bổn Minh sẽ đáp tạ trùng trùng. Chẳng những có thể đưa ra ba yêu cầu với bổn Minh mà do tổ long huyết kia xem như thù lao, trực tiếp đưa đến. Minh Tôn ngẩng đầu nhìn những căn phòng lơ lửng trên không trung kia, tỉnh táo nói. Chuyện đạo hữu nói là thật, Quý Minh sẽ không đổi ý chứ. Những đại thừa kia hít vào một hơi lạnh, có người giật mình hỏi lại. Hách Liên Thương Minh đề ra điều kiện thế này thật khiến họ động tâm không thôi. Hắc hắc, bổn Minh tuy không dám nói thực lực đứng đầu linh giới nhưng cũng là có chút uy danh, làm sao có thể lật lọng chứ. Các vị khi trở về chỉ cần phát động môn nhân hoặc tộc nhân đi tìm hai kẻ kia, hứa hẹn vừa rồi lập tức hữu hiệu cho đến khi việc này triệt để được giải quyết mới thôi. Minh Tôn cười nhẹ trả lời, có lời này của đạo hữu lão phu yên tâm rồi. Lão giả Phù Du tộc âm trầm cười nói, tựa như với việc bắt được hai người nam tử áo đen kia có chút tin tưởng. Minh huynh, thứ lỗi tại hạ hỏi một câu, vừa rồi, người cùng bốn vị trưởng lão đuổi theo quả thực cả cái bóng hai người kia cũng không thấy sao. Không biết hai người đó thi triển loại độn thuật gì mà có thể mặc kệ cấm chế, trực tiếp chuyển đi. Một đại thừa dị tộc khác cẩn thận nói, vốn là ta cùng bốn vị trưởng lão đuổi theo hai tên kia bên ngoài. Kết quả bọn hắn từ sớm đã bố trí một cái truyền tống trận tạm thời, trực tiếp chuyển đi. Cũng không biết pháp trận này đã bị động tay động chân gì, mà tuần tra nghiêm ngặt của bổn Minh vẫn không phát hiện. Về phần thủ đoạn dịch chuyển từ trong này ra ngoài, lão phu cũng lần đầu tiên thấy, không thể cung cấp nhiều thông tin được. Minh Tôn sau khi nhướng mày liền nói ra, đa tạ Minh huynh nói rõ chi tiết, tại hạ biết nên làm thế nào rồi. Đại thừa dị tộc này sau khi cảm ơn, cũng không hỏi gì thêm. Tiếp đó, cũng có vài lão đại thừa cũng hỏi về tổ long huyết cùng với nam tử áo đen có quan hệ gì. Nhưng đáng tiếc, vị Minh Tôn chủ sự Thương Minh ở Phong Nguyên Đại Lục này trả lời rất mơ hồ, không thể đưa ra đáp án chính xác. Lúc này, vài tên đại thừa đi ra khỏi phòng khống chế độn quang mà bay đi. Đám người Minh Tôn thấy vậy cũng không hề ngăn trở. Đi thôi, chúng ta không có thời gian để tập trung tìm kiếm hai người kia, trước tiên chờ truyền tống đến Huyết Thiên Đại Lục đã, cũng không phải chờ mấy ngày đâu. Hàn Lập trong phòng quan sát một lát, bỗng nhiên đứng dậy, thản nhiên nói. Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi thấy vậy liền khom người vâng mệnh. Một lát sau, một màn sáng mờ ảo màu xanh bao lấy ba người từ phòng lao nhanh ra. Sau một cái chớp động đã hướng đến lối ra của động thiên mà bắn đi. Trở lại chỗ ở, Hàn Lập phân phó đám người Huyết Phách, Chu Quả Nhi sự tình mấy ngày tới, tiếp đó tiến vào mật thất. Hắn vừa mới khoanh chân ngồi xuống, tay run lên, lập tức một đoàn kim quang từ vòng tay chữ vật bắn ra, lóe lên một cái đã biến thành một trang sách vàng rực rỡ rơi vào tay. Đúng là trang nội thư của Kim Khuyết Ngọc Thư đã chiếm được trong đấu giá hội. Chương 2334, Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công. Trang sách nội thư của Kim Khuyết Ngọc Thư vừa xuất hiện, thì run lên liên tục không dứt trong tay, giống như muốn thoát khỏi sự kềm giữ của mấy ngón tay. Hàn Lập mỉm cười, hai tay trà sát với nhau một cái, tức thì ánh sáng màu vàng lập tức trở nên ảm đạm, âm thanh ông cũng dịu xuống. Lúc này, hắn mới dùng hai ngón tay cầm một trang sách mở ra xem, phốc một tiếng, từ trên trang sách tuôn ra vô số kim truyện văn, rất nhanh chóng biến thành một quyển kinh văn hiện tại trước mặt. Hàn Lập nhíu hai mắt lại, tập trung tinh thần chăm chú nhìn kỹ. Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công, hắn bất giác đọc lên những chữ đầu của kinh văn cũng là tên của thần thông này. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, dường như hắn ý thức được gì đó nên chăm chú nhìn kỹ lại. Thời gian trôi qua một chút, sắc mặt Hàn Lập bất giác có vài phần vui mừng. Hắn sau khi hoàn toàn xem xong trang sách, tay áo khẽ run lên, một luồng ánh sáng xanh mênh mông tràn ra. Phanh một tiếng, chỗ ánh sáng màu xanh cuốn qua, đem kinh văn hóa thành từng điểm tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Hàn Lập nhắm hai mắt, lại bắt đầu tìm hiểu lần nữa. Không biết qua bao lâu sau, Hàn Lập lại lần nữa mở hai mắt ra, rồi cười khẽ một tiếng. Thú vị thật, không ngờ đây lại là công pháp dùng để tu luyện lục phủ ngũ tạng, quả thực là hiếm thấy. Sau khi tu luyện thành công công pháp này, chẳng những có thể làm cho lục phủ ngũ tạng có thể trở thành nơi chứa đựng pháp lực giống như đan điền, theo đó làm cho pháp lực gia tăng mãnh liệt, còn có khả năng sinh ra nhiều loại thần thông huyền diệu khác. Công pháp này cùng Bách Mạch Luyện Bảo Quyết có thể nói là có tác dụng hỗ trợ cho nhau. Có lẽ là cùng xuất xứ, 36 trang nội thư của Kim Khuyết Ngọc Thư có thể coi là có một chút sâu xa với bí thuật trên tiên giới, xem ra lần này vận khí cũng thật tốt. Hàn Lập sau khi thì thào một phen thì dường như nhớ đến điều gì, không khỏi nhướng mày lên. Theo như những lời trên Ngọc Thư, công pháp này có yêu cầu rất hà khắc đối với sự cứng rắn của thân thể và kinh mạch. Khi tu luyện phải hấp thụ rất nhiều thiên địa nguyên khí, mức độ tu luyện lại chậm đến mức khiến cho người tu luyện cực kỳ tức giận. Điều kiện thứ nhất thì dễ rồi, hắn tu luyện Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, thân thể cũng đã đủ mạnh mẽ, có lẽ có thể dễ dàng đáp ứng được yêu cầu. Thứ hai, cho dù có dùng linh đan hỗ trợ để có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian thì chỉ sợ để luyện đến cảnh giới sơ thành thì cũng phải dùng vạn năm để tính. Hắc hắc, so với công pháp bình thường thì thời gian tu luyện dài hơn một chút. Nhà đầu Hồ Ngọc Song tại lúc đấu giá hội nói lời này cũng thật là xảo diệu. Nếu là một tên đại thừa bình thường muốn tu luyện công pháp này, không tốn ít nhất 5-6 vạn năm thì cũng đừng mơ tưởng đạt được thành quả. Phạm Thánh Chân Ma Công cũng là một công pháp rất khó tu luyện. Hắn đã tiêu tốn không ít thời gian vào nó, nhưng nếu mà đem so sánh với công pháp này thì cũng chỉ như là một pháp môn tu luyện rất ngắn mà thôi. Trách không được Hách Liên Thương Minh xem vật ấy như gân gà, nguyện ý đem ra để bán đấu giá. Bất quá nếu như theo những gì ghi trên trang sách thì công pháp này cho dù tu luyện đến cảnh giới sơ thành thôi thì thực lực bản thân cũng tăng lên rất kinh người rồi. Nếu mà bỏ qua thì quả thật là đáng tiếc. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ, trên mặt biểu lộ sự do dự bất định. Bí thuật tiên giới này quả thực rất là hấp dẫn, nhưng mà tu luyện mất vạn năm thời gian cũng quả thực làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng Hàn Lập tu luyện từ lúc còn là một phàm nhân cho đến cảnh giới hợp thể cũng chỉ tốn có hơn 2.000 năm. Bây giờ vì muốn tu luyện một môn pháp công phụ trợ mà tốn hao thời gian nhiều hơn gấp 4-5 lần, tự nhiên trong nội tâm sẽ chần chờ khó quyết định. Là ai, lén la lén lút ở bên ngoài làm gì, vào đi. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe tinh mang thần niệm, như cảm ứng được điều gì, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói một câu. Vừa nói xong thì một tay vung lên hướng cửa lớn phất một cái. Phanh một tiếng, cánh cửa lớn tự động mở ra, một bóng người lờ mờ đang đứng thẳng ở trước cánh cửa. Ha ha, Hàn đạo hữu thật đúng là cảnh giác hơn người, tại hạ vừa mới dùng bị thuật dịch chuyển đến đây đã lập tức bị đạo hữu phát hiện. Bóng người lờ mờ vừa xuất hiện thì hướng Hàn Lập cười nói. Sau khi Hàn Lập nhìn rõ mặt mũi của đối phương thì đồng tử co rụt lại. Là người, lá gan của các hạ cũng thật không nhỏ, không nghĩ cách trốn đi cho xa ngược lại còn dám tìm đến trước mặt ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ ra tay bắt ngươi sao? Hàn Lập lạnh lùng hỏi, bóng người này mặt mũi bình thường, thì ra chính là nam tử mặc áo đen, theo lý đã sớm chạy trốn rất xa rồi mới đúng. Nhưng giờ phút này hắn lại đang đứng trước cánh cửa mỉm cười, trên khuôn mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ bị người khác phát hiện. Tại hạ nếu thật sự là có thể rời khỏi đi như lời các hạ thì đã sớm trốn ra xa ngoài ngàn vạn dặm. Sao còn ở đây làm phiền Hàn đạo hữu, cái truyền tống pháp trận kia nguyên bản cũng chỉ là một cái thủ thuật che mắt, hai người bọn ta chỉ là tạm thời bị truyền tống xuống một góc trong lòng đất mà thôi. Nam tử áo đen cười hắc hắc, thân hình khẽ động, nghênh ngang đi vào mật thất của Hàn Lập. Quả thật là một kế sách hoàn hảo, trách không được đám người Minh đạo hữu đều bị lừa gạt. Nhưng đạo hữu không tiếp tục nghĩ cách bỏ trốn mà còn xuất hiện ở đây làm gì, chẳng lẽ tìm đến đây là vì Hàn mỗ? Hàn Lập cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lập tức thần sắc như thường hỏi. Không sai, lần này ta đặc biệt tìm đến đây chính là vì đạo hữu. Nam tử áo đen lại không hề chần chờ gật đầu thừa nhận. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi một câu, dĩ nhiên là chưa từng gặp qua, đây chính là lần đầu Điền mỗ gặp mặt đạo hữu. Nam tử áo đen không lưỡng lự nói. nếu trước kia chưa từng quen biết thì nay tìm đến ta làm gì. Hơn nữa nghe trong lời nói của đạo hữu hình như không xa lạ gì với Hàn Mỗ, giống như là đã sớm quen biết từ trước, có thể giải thích cho ta biết rõ một chút được không? Hàn Lập nhìn vào gương mặt của đối phương, mặt không đổi sắc nói. Ta có thể nhận biết được Hàn huynh chính là từ trong miệng của một tên hảo hữu. Không biết Hàn đạo hữu có còn nhớ Phàn Bào Tử hay không? Nam tử áo đen không chút hoang mang trả lời. Ngươi biết Phàn đạo hữu? Hàn Lập có hơi bất ngờ, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ta chẳng những biết hắn, mà ta và hắn còn là bạn thân với nhau đấy. Nếu không làm sao có thể biết được chuyện tình của Hàn đạo hữu từ trong miệng hắn chứ? Hắn ta thực sự rất nể phục Hàn huynh, trước mặt ta luôn luôn nói tốt về huynh. Tại hạ lúc đầu còn tưởng rằng hắn có chút khuếch đại, nhưng sau khi gặp được Hàn huynh thì ta lại có vài phần đồng ý với hắn rồi. Nam tử áo đen cười nói, cũng đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một lần nữa. Điền đạo hữu quả thật là quá lời rồi, thời điểm ta cùng Phàn đạo hữu kết giao cũng không có người thứ ba xuất hiện. Nếu đạo hữu có thể nói ra danh tự của Phàn đạo hữu thì chắc là không giả. Nếu lúc trước Hàn mỗ có chỗ chậm trễ xin đừng phiền lòng. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động một phen, sau đó giơ tay mời đối phương ngồi xuống. Sau khi gặp qua tên Phàn Bào Tử kia một lần, chắc hẳn là hắn đã có điều tra qua thân thế của Hàn Lập. Ha ha, không sao không sao, nếu là ta, bỗng nhiên gặp một người xa lạ đến kết giao thì trước tiên ta cũng cẩn thận mấy phần. Nam tử áo đen cười hì hì, cũng không khách khí đi thẳng đến một cái bồ đoàn rồi ngồi lên trên ấy. Bất quá lần này ta tìm đến tận cửa quả thực là có việc cần nhờ đến đạo hữu đấy. Mong rằng đạo hữu có thể giúp đỡ một lần. Nam tử áo đen thu lại vẻ cười rồi nghiêm túc nói. Điền đạo hữu trước tiền hãy nói ta nghe một chút đó là chuyện gì. Hàn Lập nghe nói vậy thần sắc không thay đổi nói. Không dối gạt Hàn huynh, bởi vì vụ việc trên đấu giá hội, khiến cho cửa ra vào của động thiên này cùng vài tòa truyền tống pháp trận trở nên canh phòng nghiêm mật. Nếu dựa vào một mình ta thì trong thời gian ngắn thật sự không thể thoát khỏi chỗ này. Ta ở bên ngoài nghe lén được những người khác nói rằng đạo hữu đấu giá thành công những danh ngạch truyền tống xuyên đại lục, không biết lúc đó đạo hữu có thể mang ta cùng truyền tống rời khỏi nơi này được hay không? Nếu đạo hữu đồng ý hỗ trợ thì sau này ta nhất định hậu tạ, thù lão tuyệt đối làm cho Hàn huynh hài lòng. Nam tử áo đen bình tĩnh nói mấy câu đã đem hoàn cảnh cùng đề nghị của mình nói ra. Đạo hữu muốn truyền tống xuyên đại lục cùng ta? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn mở to mắt nhìn. Không sai, ngoài phương pháp này ra tại hạ cũng không còn cách nào khác có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nam tử áo đen cười khổ một tiếng. Nếu đạo hữu đã lên kế hoạch ra tay cướp đi vật đấu giá trên đấu giá hội thì sao không sắp xếp đường chạy trốn cho thật tốt? Hơn nữa đồng bọn của đạo hữu lại đang ở đâu, tại sao không nghe thấy đạo hữu nhắc đến? Thần sắc Hàn Lập khẽ động vài cái rồi nói. Ta sở dĩ bị vây khốn ở chỗ này, kỳ thật chính là do lối thoát tên kia bố trí trước xảy ra chút sai lầm, kết quả là hắn may mắn thoát ra khỏi động thiên, còn ta thì bị vây ở chỗ này. Nam tử áo đen khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ rồi nói. Thì ra là thế, đụng tới loại chuyện này quả thật là khó có thể đoán trước được. Bất quá lần này đạo hữu tại trên hội đấu giá ngang nhiên ra tay. Sự việc đã gây ra một sự náo loạn khá lớn đấy. Hách Liên Thương Minh đã treo trọng thưởng đối với nhị vị khá lớn đấy. Chẳng những vật phẩm đấu giá bị cướp đi được đem ra làm thù lao, mà sau đó còn có thể tùy ý đưa ra 3 cái yêu cầu đối với Thương Minh. Điền đạo hữu có biết việc này không? Hàn Lập chậm rãi nói. Ta tất nhiên sớm đã nghe nói. Hách Liên Thương Minh quả thật rất hào phóng. Trọng thưởng như vậy ta sau khi nghe xong chỉ hận là không thể đem bản thân mình đến bán đi cho bọn họ. Nam tử áo đen nghe vậy liền cười ha hả, dường như đối với việc này cũng chẳng quan tâm. Ta mặc kệ Hách Liên Thương Minh đưa ra trọng thưởng như vậy là có ý gì. Nhưng đã cho thấy rõ bọn họ đối với nhị vị đạo hữu là tình huống nhất định phải bắt được. Ta mang theo đạo hữu rời đi thì không có vấn đề gì. Nhưng thế gian không có bức tường nào không lọt gió. Nếu là chuyện này sau đó bị tiết lộ ra ngoài, bị người của Hách Liên Thương Minh biết đến. Tại hạ tuy rằng tự tin có chút thực lực, nhưng là tuyệt đối không muốn bị một siêu cấp thế lực như vậy tìm đến cửa. Hơn nữa đạo hữu tuy là bạn tốt của Phàn đạo hữu, nhưng mà lai lịch ra sao thì ta vẫn chưa biết rõ. Liên lụy lớn như thế chỉ sợ tại hạ rất khó nhúng tay vào rồi. Hàn Lập sau khi trầm ngâm trong chốc lát thì lắc đầu nói. Thì ra là đạo hữu lo lắng sau này bị người khác tìm đến gây phiền phức. Về việc này đạo hữu cứ yên tâm, ta có thể lấy tâm ma ra thề, tuyệt đối sẽ không đem việc Hàn huynh tương trợ ngày hôm nay nói ra một chữ nào. Hơn nữa vụ việc này sau khi kết thúc ta cũng sẽ không lưu lại linh giới làm gì, mà sẽ lập tức quay về trong tộc. Bản tộc cũng sẽ đem việc này công khai đối với người ngoài. Như vậy trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về bản tộc, tuyệt đối không liên lụy đến Hàn huynh. Còn về phần lai lịch tại hạ, Hàn huynh nếu đã quen biết Phàn Bào Tử chẳng lẽ còn không rõ sao? Nam tử áo đen nở nụ cười nhẹ nói. ngươi thực sự là người của Chân Long tộc. Hàn Lập biến sắc, đúng vậy, Điền mỗ bản thể chính là Chân Long thân thể, vừa nãy cũng không nói trước việc này, mong rằng Hàn huynh không nên trách tội. Nam tử áo đen cười như không cười nói, người của Chân Long tộc, trách không được đạo hữu lại buộc phải mạo hiểm cướp đi tổ long chân huyết kia. Hàn Lập thần sắc có chút quái dị, nửa như nói với nam tử áo đen, nửa như nói với mình. Tổ long chân huyết, hừ, Hàn đạo hữu thật sự nghĩ rằng thứ bị cướp đi chính là tổ long chân huyết hay sao? Nam tử áo đen nghe vậy lộ ra một tia mỉa mai châm chọc. Chương 2335, Yểm Long và Điền Phi Nhi. Thế là thế nào, vật đó không phải là tổ long huyết? Hàn Lập nao nao hỏi, há chỉ không phải, nó chẳng có chút quan hệ nào với tổ long chân chính cả. Cũng chỉ có những ngoại nhân như các ngươi mới có thể dễ dàng nhầm lẫn như vậy. Nhưng mà việc này cũng khó trách, khí tức bên trong của vật ấy đích xác là khí chân long, điểm này thì không hề giả chút nào. Nam tử áo đen cười nhẹ nói, nghe khẩu khí của đạo hữu thì hình như rất rõ lai lịch của vật này, có thể nói cho Hàn mỗ biết đôi chút chăng? Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động nói, đương nhiên là được, vật này ngoại trừ đối với Chân Long tộc chúng ta có chỗ trọng dụng thì với những tộc khác căn bản chỉ là vật vô dụng thôi. Nó đích thực là một giọt máu huyết, nhưng không phải là tổ long huyết mà là Yểm Long huyết. Nam tử áo đen không hề giấu giếm mà trực tiếp nói. Yểm Long, Hàn Lập nhíu mày một cái, rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hàn huynh không biết rõ về Yểm Long cũng không phải việc gì kỳ quái. Ngay cả Chân Long tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu người biết rõ sự tồn tại của hắn. Nói đơn giản, Yểm Long cũng là tồn tại không kém với tổ long đại nhân ở tiên giới, hơn nữa còn là tổ tiên của Ma Long tộc, đại địch sinh tử của Chân Long tộc chúng ta. Ngoài ra, Yểm Long huyết này hẳn là cũng rơi từ tiên giới xuống, hơn nữa còn không chỉ một giọt này mà là tới 7-8 giọt. Nam tử áo đen mở miệng nói, lại khiến cho Hàn Lập càng hoảng sợ. 7-8 giọt, có nhiều như vậy? Hàn Lập thực sự giật mình, trưởng lão trong tộc cũng phải thông qua thủ đoạn đặc thù dựa vào lực lượng huyết mạch mới cảm ứng được số lượng của những giọt Yểm Long huyết này. Vì vậy mới để những tộc nhân như chúng ta ra ngoài tới từng giới diện tìm kiếm, không bỏ sót tất cả số Yểm Long huyết này đem về. Tuy rằng Yểm Long huyết ẩn chứa chân nguyên cực kỳ khổng lồ bên trong, nhưng đồng thời lại mang theo lực lượng có tính hỗn loạn. Trừ Chân Long tộc chúng ta có biện pháp chậm rãi luyện hóa và tinh luyện nó thì những người khác nếu muốn cưỡng ép tế luyện chẳng những không thể đạt được chân nguyên ở bên trong mà ngược lại còn có khả năng bị ô nhiễm một thân pháp lực, trực tiếp biến thành một hình chiếu phân thân của Yểm Long. Trưởng lão trong tộc đang hoài nghi vật này xuất hiện tại hạ giới chính là âm mưu của tên Yểm Long kia. Với tư cách là đối thủ trời sinh một mất một còn của Ma Long tộc, Chân Long tộc chúng ta tự nhiên sẽ tuyệt đối không thể để cho việc này phát sinh. Nam tử áo đen nghiêm nghị nói, nếu thực sự như thế thì vật này đối với ngoại nhân như chúng ta không chỉ vô dụng mà ngược lại còn vô cùng nguy hiểm. Nhưng quý tộc thoáng chốc có được Yểm Long huyết này, tin rằng sau đó không lâu thực lực sẽ đại tăng, thậm chí có khả năng xuất hiện phi thăng giả cũng nên. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nói. Phi thăng giả, đạo hữu coi việc luyện hóa Yểm Long huyết này thật đơn giản. Tuy rằng vật này ẩn chứa chân nguyên lực kinh người, nhưng chỉ việc khu trừ lực lượng hỗn loạn trong đó đã tốn thời gian dài kinh người rồi, chứ đừng nói tới việc chân nguyên lực cũng sẽ bị sói mòn trong quá trình này nữa. 10 thành trong đó còn lại được 1 thành đã là kết quả không tồi rồi. Huống chi sau khi những chân nguyên này bị luyện hóa nhiều lắm cũng chỉ khiến cho pháp lực hùng hậu thêm một chút, tiết kiệm được một ít thời gian khổ tu mà thôi. Chuyện phi thăng đối với những tồn tại cấp bậc chân linh như bọn ta còn khó khăn hơn gấp trăm lần so với những người khác. Ngược lại nếu để cho những vãn bối có tu vi dưới đại thừa ăn vào, chúng có khả năng mượn nhờ hiệu quả của chân nguyên lực mà đột phá bình cảnh sớm tiến giai thành chân linh. Nam tử áo đen liên tục lắc đầu nói như vậy thì về sau Chân Long tộc các ngươi sẽ lại có thêm vài đạo hữu cấp bậc chân linh nữa rồi. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, sau đó hỏi, đích thực là có khả năng này, nhưng có thực sự như nguyện không thì lại là hai chuyện khác nhau. Nhất tộc chúng ta bản thân trời sinh đã có thân thể chân linh, dù chỉ dựa vào 5 tháng từ từ tích lũy thì việc trở thành chân linh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Được rồi, Điền mỗ đã bẩm báo hết mọi chi tiết rồi, không biết Hàn huynh đã suy nghĩ kỹ đề nghị của tại hạ khi nãy chưa chấm sau khi nam tử áo đen nói hết, lại như tùy ý mà hỏi. Đạo hữu đã là đồng tộc của Phàn Bào Tử, hơn nữa sau đó còn trực tiếp quay về trong tộc, tự mình công khai chịu trách nhiệm hết thảy những chuyện liên quan, vậy thì tại hạ không có lý do để cự tuyệt rồi. Hàn Lập không lập tức trả lời mà chậm rãi nói, Phàn Bào Tử đã đưa thư mời của Quảng Linh Đạo của đại hội cho Hàn huynh rồi chứ hả? Nam tử áo đen mỉm cười, sau đó hỏi một câu. Ngươi nói vật này, Hàn Lập phất một tay lên, lập tức hiện ra một khối long lân màu bạc lập lòe. Đúng vậy, chính là vật này. Nếu Hàn huynh chịu giúp đỡ, tại hạ có thể hứa, ở trên đạo của đại hội cũng sẽ có một chút trợ giúp nho nhỏ, giúp cho đạo hữu có thêm một ít khả năng đạt được đạo của. Nam tử áo đen không chút hoang mang nói, từ khi tại hạ nhận được thiếp mời cũng đã nghe ngóng đôi chút về Quảng Linh đạo của đại hội. Đáng tiếc ở linh giới cũng không có nhiều đạo hữu biết rõ việc này, chỉ có thể mơ hồ biết được tấm thiếp mời của đạo của đại hội dường như cực kỳ khó có được. Đạo của kia tựa như cũng có tên gọi là ngàn giới đệ nhất linh của thì phải. Nhưng công hiệu cụ thể là gì lại không rõ ràng lắm. Sắc mặt Hàn Lập nhanh chóng biến đổi mấy lần mới như có điều suy nghĩ hỏi. Hắc hắc, đây là đương nhiên, Long tộc chúng ta tổ chức Quảng Linh đạo của đại hội cũng chỉ mời hơn ngàn người trong số rất nhiều cường giả ở khắp các giới diện tham gia mà thôi. Điều kiện duy nhất để những người này có thể nhận được thiếp mời chính là thực lực đều phải xấp xỉ hoặc vượt qua chân linh. Tầm mắt của Phàn sư huynh cực cao, Hàn huynh có thể được hắn tán thành đúng là một chuyện không hề dễ dàng. Mà Quảng Linh đạo của có tên gọi là ngàn giới đệ nhất linh của có lẽ là hơi chút khuếch đại, nhưng nếu nói nó bài danh trong số 3 loại linh của hàng đầu thì không hề sai. Dù sao thì phàm là người ăn được quả này, trong vòng vạn năm đều có được Quảng Linh đạo thể, dù là tu luyện hay là tìm hiểu công pháp đều có thể tăng vào tốc độ lên hơn 7-8 lần so với trước đó. Nam tử áo đen cười hắc hắc nói, Quảng Linh đạo thể, hơn 7-8 lần. Hàn Lập nghe xong lời này lại càng hoảng sợ, lần đầu tiên trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ khó có thể tin. Đúng vậy, tuy rằng Quảng Linh đạo của này suốt đời chỉ có thể ăn một quả. Nhưng chỉ với một quả đạo của nguyên vẹn đã có thể khiến cho một người bình thường tạm thời chuyển thành Quảng Linh đạo thể trong truyền thuyết. Đạo thể này tuy không có tác dụng khi đối địch bên ngoài, nhưng trong việc tìm hiểu hay tu luyện công pháp đều thực sự vô cùng thần diệu. Nam tử áo đen nói như đang mơ mộng, dường như cũng cực kỳ khát vọng với Quảng Linh đạo của này. Nếu đạo của này thực sự thần diệu như thế, gọi nó là ngàn giới đệ nhất linh của cũng không hề khoa trương. Nhưng nghe đạo hữu nói thì dường như dù có tham gia đại hội này cũng rất khó lấy được đạo của tới tay. Tới lúc đó các hạ làm sao có thể giúp được tại hạ? Trước bảo vật bực này, dù các hạ có là tộc nhân của Long tộc cũng có gì khác nhau. Thần sắc Hàn Lập hơi động, miệng thong dong hỏi. Hàn huynh yên tâm, tại hạ tuy bất tài nhưng đã được trong tộc xác định là một trong 36 gã chấp sự của đạo của đại hội lần này. Thân phận này tuy rằng không có khả năng giúp được gì cho đạo hữu, nhưng việc truyền lại một ít tin tức cùng với cung cấp một vài tư liệu được che giấu mà ngoại nhân khó có thể tiếp xúc thì vô cùng dễ dàng. Nam tử áo đen nhàn nhạt trả lời. Chỉ những việc này, Hàn Lập khẽ cau mày, bộ dáng dường như không được hài lòng cho lắm. Đạo hữu vẫn chưa thấy đủ, phải biết rằng Quảng Linh đạo của này vô cùng quý hiếm, mà những cường giả tham gia đại hội này cũng đều không phải kẻ yếu. Dựa theo lệ cũ trước kia, trong số những người được mời tới lần trước cũng chỉ có hơn 100 người đạt được một quả đạo của chính thức mà thôi, những người khác chẳng qua là nếm được chút linh thủy, là thứ chất lỏng dùng đạo của pha loãng ra thôi. Tuy rằng linh thủy này đối với những người tu đạo chúng ta cũng là cực kỳ quý hiếm, nhưng nếu so sánh nó với đạo của chân chính thì lại chẳng là gì. Ta có thể trợ giúp cung cấp một ít tin tức đã là phá lệ rồi. Nói không chừng đạo hữu có thể dựa vào những trợ giúp tưởng như không có gì này mà đạt được một quả Quảng Linh đạo của đấy. Khóe miệng nam tử áo đen khẽ cười nói, lời Điền đạo hữu nói đích thực có chút đạo lý, ngược lại thì Hàn mỗ có chút tham lam rồi. Vậy thì cứ quyết định như thế đi, việc này ta đồng ý. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển mấy lần, sau đó rốt cục quyết định gật đầu. Ta biết ngay là Hàn huynh sẽ đáp ứng mà. Như vậy mấy ngày này, tại hạ đành ẩn núp ở chỗ đạo hữu một thời gian ngắn, tới khi đó dễ bề cùng nhau rời khỏi đại lục này vậy. Nam tử áo đen cực kỳ cao hứng, điều này tự nhiên không có vấn đề. Tuy nhiên tại hạ còn có một vấn đề nữa. Số lượng danh ngạch truyền tống mà tại hạ đấu giá được chỉ có 3 mà thôi. Tới lúc đó nếu đạo hữu cùng đi chỉ sợ rất khó gạt được người của Hách Liên Thương Minh. Hàn Lập bỗng nhiên nói, về điểm này thì đạo hữu cứ việc yên tâm. Tại hạ đã từng tu luyện một loại bí thuật mô phỏng, có thể đem bản thân hóa thành một kiện đồ vật trang sức, ngay cả trước mặt chân tiên cũng có vài phần nắm chắc có thể gạt được. Nam tử áo đen cười ha hả không chút do dự trả lời. Như vậy thì tại hạ hoàn toàn yên tâm rồi. Thần sắc Hàn Lập chính thức yên tâm lại, nếu hết thảy đã quyết định, Điền mỗ cũng không quấy rầy nhiều hơn nữa, tại hạ đi tìm một gian phòng ốc nghỉ ngơi cho tốt một chút. Mấy ngày qua vì nghe ngóng nơi hạ lạc của Yểm Long huyết, tại hạ quả thực là chưa có một ngày ngủ yên. Nam tử áo đen vừa thấy sự việc đã định, đứng dậy ôm quyền nói đôi câu cáo từ rồi lập tức quay người đi ra ngoài cửa. Điền đạo hữu, không, phải gọi là Điền tiên tử mới đúng. Hy vọng lần sau ta và ngươi gặp lại, đạo hữu có thể dùng diện mạo chân thực ra nói chuyện. Hàn Lập nhìn qua bóng lưng nam tử áo đen, bỗng nhiên khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc nói. Hóa ra là Hàn huynh đã sớm nhìn thấu tiểu muội che giấu. Hàn huynh đã có yêu cầu, lần sau tiểu muội sẽ dùng dung mạo chân thực tương kiến. Đúng rồi. Tên thật của tiểu muội là Điền Phi Nhi, cũng hy vọng đạo hữu ghi nhớ trong lòng. Nam tử áo đen nghe thấy vậy, bóng lưng vốn khẽ run lên, nhưng lập tức biến đổi tiếng nói, phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Tiếp đó bóng hình hắn trở nên mơ hồ rồi theo gió biến mất ở ngoài cửa không thấy đâu nữa. Điền Phi Nhi, có lẽ trong Long tộc cũng có chút địa vị. Hàn Lập vuốt vuốt cằm, thần sắc dường như nhớ tới điều gì, theo đó cả người liền rơi vào trầm tư. 4 ngày sau, thời điểm Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trong mật thất, bỗng nhiên một luồng lửa sáng màu đỏ thẫm từ bên ngoài bay vào mật thất, lóe lên một cái liền rơi vào trong tay hắn. Từ trong luồng lửa đỏ rào rạt, truyền ra âm thanh đàm thoại bình thản của Minh Tôn. Hàn đạo hữu, truyền tống pháp trận đã chuẩn bị xong, đạo hữu bắt đầu xuất phát đi thôi. Chương 2336, tiến vào huyết thiên. Thế giới dưới lòng đất, bên trong một tòa đại điện được che giấu và bảo vệ nghiêm mật, ngay tại trung tâm của nó đang được bố trí một tòa pháp trận khổng lồ tỏa ra ánh sáng 5 màu chói lọi. Mà ở trong pháp trận, hơn 10 vệ sĩ mặc giáp đen đang bận rộn ra vào liên tục, nhanh chóng đem từng khối linh thạch cực phẩm cho vào những lỗ khảm chằng chịt bên trên pháp trận. Đồng thời ở trong đại điện phía bên ngoài pháp trận đang có hơn 50 nam nữ khí tức khác nhau đứng tại đó. Trong số những người này, khí tức cường đại nhất là của vài tồn tại đại thừa kỳ, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ có 5 người mà thôi. Những người khác phần lớn là tu vi hợp thể, ngoài ra còn 7-8 người tu vi thấp hơn. Trong số đó tự nhiên có cả 2 người Huyết Phách và Chu Quả Nhi. Hàn Lập mang theo nhị nữ cùng với Hoa Thạch lão tổ đứng ở một góc của đại điện, lẳng lặng quan sát công việc của những vệ sĩ mặc giáp đen. Hơn 10 hương nữ dĩ nhiên không có khả năng được mang theo cùng truyền tống tới Huyết Thiên Đại Lục, mà được phó thác cho người của Thương Minh để họ đưa những mỹ nữ dị tộc này tới nhân tộc. Về phần vài tên đại thừa khác ở trong đại điện, hiển nhiên cũng là những kẻ tâm cao khí ngạo, hoặc là mang theo môn nhân, hoặc là một mình chiếm cứ một chỗ mà không có ý tứ cùng trò chuyện với kẻ khác. Những dị tộc nhân khác lại càng thành thật đứng nguyên tại chỗ, không dám liếc nhìn về phía đám người đại thừa như Hàn Lập một chút nào. Bỗng nhiên từ phía bên ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân khẽ động, Minh Tôn mang theo Phi Vân tiên tử đi tới. Vài tên đại thừa dị tộc vốn đang trầm mặc bỗng nhiên thấy rùng mình trong lòng, bất giác đưa mắt nhìn qua.